Kinh tội nghiệp báo ứng địa ngục nói Thỏa Phật còn tại thế Một hôm Ngài tính tượng Bồ Tát du hành cảnh giới địa ngục Thấy có rất nhiều người bị quỷ sứ bắt quăng vào núi đao rừng kiếm Phanh da xẻ thịt, đau đớn vô cùng Ngài về hỏi Phật Bạch Đức Thế Tôn Do nhân duyên ác nghiệp gì mà họ lãnh thọ ác báo như thế? Phật nói, những người đó kiếp trước hay giết người sát vật, treo móc bầm chặt, làm chúng sanh đau đớn vô cùng, không thể chịu nổi. Vì ác nghiệp ấy, nên mắc phải tội như thế. Kinh Địa Tạng cũng nói, Mẹ của quan Mục vì ăn cá quá nhiều, nên mới bị đọa địa ngục. Đó là lời dạy của Phật và Bồ Tát. Nếu ai không tin thì cứ giết trời Phật, Bồ Tát cũng không ngăn cản được. Tới khi quả khổ đau chết chóc nó đến rồi, cho dù có khóc than kêu réo, trời Phật, Bồ Tát ơi, cứu con. Cứu sao nổi mà cứu? Chúng ta phải tự cứu lấy mình bằng cách là luôn luôn cảm nhận nỗi thống khổ của chính mình, rồi nghĩ đến nỗi khổ của chúng sanh, liền dừng tay thảm sát, thì làm gì có hoạn nạn khổ đau? kinh pháp cú nói mọi loài sợ hình phạt mọi loài sợ tử vong lấy mình làm ví dụ không giết không bảo giết hay là dừng chân thì bóng chẳng theo nhân tay thì nghiệp chẳng đeo theo mình trong luật nghi khất sĩ có dạy ngày xưa vào mùa đông các nhà đạo đức từ tâm bắt rận bỏ trong ống tre, phủ bông gòn cho ấm, cạo mồ hôi cho ăn, vì sợ chúng đói lạnh mà chết. Cho đến sự lượt nước, vì sợ uống lầm giết mạng vi trùng. Sự che đèn, vì sợ con thiêu thân uổng tử. Ấy là việc làm của người chứng đạo từ bi. Loài nhỏ bé mà còn lòng thương xót bảo hộ giường ấy. Ta này là người học đạo, lẽ nào lại đi giết hại hay sao? Có lắm kẻ tìm vui thích trên sự đau khổ của người khác, nuôi thân mạng mình bằng xương máu của các loài vật, mà lại cầu cho được sống lâu, tự do hạnh phúc. Đó chẳng khác nào gieo giống nắng cay mà lại mong trổ quả ngon ngọt. Chuyện đó không bao giờ có. Nên Bồ Đề Lão Tổ có dạy, Sát sanh cầu thọ, ác lai ác báo. Sát sanh cầu phước, tai quả trùng lai xác xanh cầu lợi lão lai thọ khốn làm nghề cắt họng tự sát quỷ mình vào rừng săn bắn tai quả thình lình nuôi thú bán con con cháu phân ly thiến con lượm trứng tuyệt tử vô tôn giết người hả giận chung thân thọ khổ giết người đoạt của làm heo chính kiếp dùng lửa hại người loạn tâm loạn trí thuốc độc hại người oan gia chết yểu càng tạo nghiệp sát là tự lao mình vào con đường sanh tử luân hồi thường mạng lẫn nhau con đường nhân đạo phật dạy nếu người nào tính khí hiền lương biết quy y giữ gìn ngũ giới không sát sanh đạo tặc tà dâm giọng ngữ uống rượu tụng kinh niệm phật trong giờ phút lâm chung tự thấy mình đi chùa dân hương qua lễ phật tụng kinh qua diễn tiến đó nó hiện ra một người phụ nữ nào đó có nhân duyên với mình thọ thai giàu, tiếp tục sanh ra làm người trong kinh bát nhã phật dạy các hàng đệ tử phải tinh tấn tu trì pháp thập thiện đối với các sinh vật thường khởi tâm từ bi cứu khổ ban vui lời phật dạy như thế vậy mà có nhiều người chẳng những họ không biết ăn chay tụng kinh niệm phật làm lành lánh dữ trái lại khi thấy người thân trong gia đình hay người ngoài ăn chay tụng kinh niệm phật họ không khuyến khích khen ngợi còn quỷ bán và tìm đủ mọi cách ngăn cản phá hoại Cho nên trong kinh địa tạng nói Nếu người nào ác tâm khinh khi Chê bai ngăn cản vù bán người tu hành Thì Ngài dạy rõ quả báo Ở mãi trong loài súc sanh Nói tóm lại Chúng ta phải biết sợ ác báo Mà cố gắng giữ giới không sát sanh Muốn không sát sanh cần tu tâm từ muốn có tâm từ phải ăn chay thương người mến vật cứu giúp mọi loài giữ giới ăn chay cũng là một cách phóng sanh trưởng dưỡng tâm từ nêu gương cho đời được như vậy mới tránh khỏi cái quả bồi thường thân mạng xương thịt máu huyết lòng từ mỗi ngày thêm mở rộng thân tâm thanh tịnh phát sinh trí huệ đào quả chống viên thành có như vậy mới mong kiến tạo một thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Đúng như lời tổ đã dạy, tất cả chúng sanh không nghiệp sát, mười phương thế giới khỏi đau binh. Mỗi nhà mỗi nơi đều tu thiện, thiên hạ lo chi chẳng thái bình. trên đường đời đầy trong gai gặp gờn chúng ta gặp nhiều cảnh trái ý nghịch lòng muốn cho những đụng chạm bớt đi các võ sương nhật dạy các môn đệ phải mềm mại như cây liễu đừng cứng như cây tùng nếu chúng ta không chịu mềm mại như cây liễu mà cứ nhất định cứng như cây tùng như thế là ta đã gây ra những xung đột bất tận trong tâm làm cho ta lo lắng khổ sở cáo kỉnh rồi sinh ra bệnh thần kinh dị ung Chẳng khác nào cây tùng cứng đơ Phải gãy đổ trước trận cuồng phong Chúng ta nên biết Tại sao những vỏ xe hơi lăn trên đường nhựa Chạy trên đá nhọn Mà nó vẫn chịu đựng được Là nhờ vỏ xe mềm dẻo Làm cho sự va chạm trên đường dịu đi Cũng vậy Chúng ta sống trên cõi đời Đầy công gai thử thách Muốn vượt qua mọi trở ngại Phải mềm mại, nhẫn nại làm cho những va chạm dịu bớt đi, thì cuộc hành trình của ta mới được êm đềm, an vui lâu dài. Chúng ta hãy đọc qua bài tụng bất hủ sau đây. Từ bào thay ra thường chịu khổ, chúng sanh như thế chớ giận hại. Nóng giận khởi lên dùng từ diệt, từ bi nóng giận không chung cùng. Người nhờ từ bi nóng giận dứt Viết như sáng tối không chung chỗ, nếu giữ tịnh giới mà nóng giận, người ấy tự phá pháp lợi mình. Tất cả chúng sanh là quyến thuộc, tại sao gia tăng giận não hại? Nếu khởi nóng giận muốn hại người, chưa đến người kia trước đốt mình. Thế nên thường nghĩ hành từ bi, nóng giận, nghĩ ác sẽ không sanh. Nếu người thường nghĩ hành pháp lành, thường nghĩ pháp lành tâm vui vẻ. Đời nay được, vui sao cũng thế. Được đạo thường vui ấy niết bàn. Nếu tâm dồn chứa điều bất thiện, tự mất lợi mình lại hại người. Vì thế, chúng ta phải cố gắng nhẫn nại từ con người cho đến con mũi, mòng, kiến, ong, gió mưa nóng lạnh, đói khát, bệnh chết hoàng hỷ nhẫn chịu mọi nghịch cảnh không hề than vang oán trách được như vậy mới mong thành công đắc đạo chúng ta có thể mất tất cả tiền của nhưng đừng để mất tình nghĩa vì tiền bạc của cải còn có thể kiếm lại nhưng nếu mất tình nghĩa rồi thì khó mà tìm lại được nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo. Ca dao Sở dĩ con người ta khổ là do mong muốn trái lại với sự thật. Nhân đây tôi xin kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện. Hồi lúc còn sanh tiền, sư phụ tôi là Hòa Thượng Thích Giác Đức, kể cho Chư Tăng nghe. Một hôm, có cô công chức đến tịnh xá lại Phật. Xong rồi cô đến gặp thầy tôi than thở, Số phận con sao khổ quá sư ơi Còn nghe nói đạo Phật có pháp cứu khổ cứu nạn Vậy nhờ sư giúp cho con hết khổ Cô khổ vì việc gì Nói cho sư nghe thử coi Thưa sư Con làm trưởng phòng nha địa dư Bị ông giám đốc vô cớ cho con nghỉ việc Để đem thân nhân của ông ta vào Một nỗi khổ nữa là Trước khi ông ta đi làm việc Là phải chạy xe ngang qua nhà con Mỗi lần thấy ông ta là con vô cùng tức giận và khó chịu làm sao. Còn ăn không được, ngủ không yên, sụt đến năm cân. Sự có phép gì trị giùm con? Ông giám đốc vô cơ đuổi cô là có lỗi. Cô lại chấp cái lỗi của ông ta tự làm khổ cô. Trong khi đó, ông giám đốc có khổ không? Ông ta ăn ngủ ngon lành nên mới có sức khỏe. Ngày nào cũng chạy xe đi làm việc còn con Ăn ngủ không yên nên mới ốm như vậy Từ khi cô nghỉ việc Ở nhà địa dư đến nay Cô có làm ăn gì được không Còn về nhà làm buôn bán Tiện lợi gấp 10 lần ở cơ quan Người ta cho cô nghỉ việc Để đi buôn bán làm giàu Mà cô không vui Trái lại Lấy cái quấy của người ta làm khổ mình Đâu Cô nghĩ lại coi có đúng không Sư nói đúng quá sao con không nghĩ ra con thành thật cảm ơn sư đã chỉ dạy chuyện trên cho chúng ta thấy cô trưởng phòng lúc nào cũng muốn cho ông giám đốc đừng bao giờ đuổi mình nhưng ông ta lại đuổi điều gì làm cho cô khổ đau cô khổ là vì cô không hiểu lý nhân duyên nhân quả chấp nhận sự thật để vui vẻ sống với nó khi hiểu ra rồi cô hết khổ ngay để cho chúng sanh thấy được sự lợi ích của nhẫn nhục. Phật nói, Tiền thân ta là vị tiên nhân tên là Sàng Đề, tu khổ hạnh ở núi rừng. Một hôm vua ca lợi cùng với phu nhân thể nữ quần thần vào rừng săn bắn. Đến trưa, vua cho bày tiệc ăn uống đàn ca múa hát vui chơi. Tiệc xong vua ngã lưng nằm ngủ dưới gốc cây. Khi thức dậy không thấy quan quân tỳ nữ, liền hỏi cận thần mới biết họ đi đến vị tiên nhân ở gần bên để nghe Pháp. sang đề tiên nhân nói, muôn loài đều tham sống sợ chết, hãy lấy tình thương xóa bỏ hận thù, chém giết, sống đời vì tha bác ái. Có như thế mới thoát được cảnh luân hồi thường mạng chết yểu. Họ nghe qua cảm thấy tội lỗi của mình trong cuộc đi săn đầy sát khí. Tất cả đều ước mong sao được nhà vua cho về nhà, sống đời cư sĩ, cơm rau đạm bạc tu hành. Khi đó vua ca lợi đến nơi, nhìn thấy ai nấy đều kính cẩn nghe tiên nhân giảng đạo. Lòng đố kỵ dân trào, liền xuống ngựa, bước tới, chỉ thẳng vào mặt tiên nhân, chửi mắng, hủy nhục đủ điều. Nhưng ngài vẫn ngồi lặng thinh, không nói một lời. Này kẻ ương ảnh kia, trước mặt ta sao mãi ngồi lì đó? Làm gì thế? Tôi ngồi đây để tu hạnh nhẫn nhục. Hạnh nhẫn nhục là thế nào? hạnh nhẫn nhục là khởi tâm đại bi khiêm nhường ôn quà với tất cả mọi người tự bỏ những hành động kiêu căng tự đắc thường dùng lời nói êm dịu đạo đức khuyến hóa chúng sanh vua ca lợi nghe qua tưởng tiên nhân công kích sự thô lỗ của mình nên quát thôi hãy im đi nghe ta hỏi tại sao người bị chửi mắng mà vẫn lặng thinh là thế nào thưa ngài nếu những lời chửi mắng của người khác là đúng Mình phải cảm ơn để lo tu sửa Còn như họ chửi nhầm lẫn Xem đó là lời nhắc nhở Hay tiếng vang gió thổi ngoài tai Câu trả lời đó thật là quý báu Khiến cho ai nấy đều thán phục Ca lời vương cảm thấy tự ái dồn dập liền rút kiếm ra bảo Đây là lời nói dối trá Vô lễ Rồi mạnh tay vung gươm Cắt đứt hai lỗ tai của tiên nhân Ôi những dòng máu đỏ tuôn rơi Ướt đầm cả hai má Nhưng sắc mặt tiên nhân Vẫn an nhiên tọa Thấy thế ca lời vương vung gươm Chặt đứt thêm hai cánh tay và chân Rồi nói Thử coi ngươi còn nhẫn nổi không Máu chảy ướt cả chỗ ngồi Nhưng không một lời oán trách rên thang Vua lặng thinh suy nghĩ Người này không phải tầm thường Nên gượng lại cất tiếng hỏi Hỏi tiên nhân Tại sao ngươi bị ta hành hạ Mà gương mặt không hiện ra sắc giận Và nói lời nào Này đại dương Nếu tôi có lỗi Bị người hành hạ Tôi phải nhẫn thọ như uống nước cam lồ Và cung kính đối với người ấy Còn nếu gặp trường hợp Họ không phân biệt phải trái Xúc phạm Khi đó tôi nghĩ Ngày nay mình vô tội Nhưng biết đâu trong quá khứ đã từng làm người ta khổ đau. Hơn nữa, thần này là vô thường do các duyên giả hợp, có gì đáng để luyến tiếc. Hay lắm, nghĩ được như thế hết sức là cao thượng, nhưng làm sao cho ta tin rằng người thật tình không oán hận. Không cần nói, đại dương cũng thấy tôi nào khuất phục trước sự áp bức bất minh thiếu nhận xét của ngài và chẳng quan tâm đến lưỡi kiếm chém vào thân tôi nên nội tâm được tịch tịnh không có ác niệm đối với sự tàn bạo của Ngài. Vì tôi lúc nào cũng tâm niệm nguyện cho tất cả chúng sanh sớm bỏ đường tà quay về nẻo cánh thoát khỏi ác nghiệp. Nếu quả thực tôi có thực hành hạnh nhẫn nhục cầu cho thân này được bình phục như cũ. Vừa nguyện xong trời đất bỗng dưng trung chuyển Hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi, máu hóa ra sữa, thân thể trở lại như xưa. Nhìn thấy tiên nhân bình phục, vua Ca Lợi Vương vô cùng kinh ngạc. Giờ đây tánh kiêu căng tàn bạo không còn nữa, liền quỳ xuống bên tiên nhân, cầu xin sám hối tội lỗi và phát nguyện tận tâm phụng sự Tam Bảo và noi theo gương nhẫn nhục của ngài để thực hành trong đời sống cá nhân, cùng trị quốc an dân qua câu chuyện trên chúng ta thấy tiền thân phật chấp nhận nghịch cảnh đau thương không nói một lời oán trách lại nguyện cho họ đừng lãnh thọ ác báo nên ngài thành tựu được thân nhẫn khẩu nhẫn và ý nhẫn đạt đến nhẫn nhục ba la mật không thấy mình nhẫn cảnh để nhẫn nên nội tâm được an lạc trong thế kinh phật dạy phàm làm vợ chồng chung sống với nhau muốn có hạnh phúc an lạc ở hiện tại và tương lai phải thọ trì ngũ giới sống phải có trung có hậu lấy lòng từ bi hỷ xã quý kính chăm sóc lẫn nhau thì gia đạo được đầm ấm yên vui các nhà tâm lý học nói có 12 điều mà vợ chồng cần biết để áp dụng trong đời sống gia đình được tốt đẹp một không được nhắc lại những chuyện chẳng tốt trong quá khứ 2. Không thoá mạ nhau 3. Hãy kiềm chế cơn nóng giận 4. Không dành phần phải về mình 5. Không gây phiền nhau vào những lúc chẳng thuận lợi Như đang ngủ, buổi trưa nóng nực Đi làm về mệt mỏi Vừa có chuyện buồn bực, bệnh hoạn, dân dân 6. Không mang cái bực bội ở ngoài về nhà Trút lên đầu người khác 7. Đối xử chu đáo tế nhị Cả hai gia đình bên vợ bên chồng 8. Trung thành chăm sóc nhau Từ những chuyện nhỏ nhặt nhất 9. Việc chung của gia đình Nên bàn bạc lẫn nhau 10. Nên có những cử chỉ lời nói làm đẹp lòng nhau 11. Một Thỉnh thoảng nên mua sắm đồ trang sức, phẩm vật, dân tặng lẫn nhau. 12. Khi có lỗi lầm, vợ chồng đóng cửa dạy nhau trong tinh thần tôn trọng yêu thương. Dấu hiệu không tôn trọng là dấu hiệu báo trước sự tan dở. Nói tóm lại, nếu trong gia đình, vợ chồng không tà dâm, thì cuộc sống được đầm ấm hạnh phúc yên vui, làm ăn tấn phát, sự nghiệp vững bền, con cháu vui vẻ, Dòng họ bà con lối xóm đều quý mến khen ngợi và có oai đức. Ai nhìn thấy vợ chồng con cháu mình đều khởi tâm kính trọng, không hề có ý tà dại. Chúng sanh chẳng rõ chánh nhân, mê chấp hình tướng, tin tà cầu phước thật là phi lý. Đức Phật mới thuyết minh giáo lý nhân quả nghiệp báo không có vị thiên thần ông bà cô cậu nào có quyền sắp đặt an bày số phận của ta. Thế mà có nhiều người không tin lời Phật dạy, tối ngày cứ mơ tưởng, gợi gắm linh hồn vào những thế giới huyễn hoặc, không tự chủ được mình. Lúc nào cũng phập phòng lo sợ, trí huệ lu mờ, làm việc mù quáng. Như thấy con cháu bệnh hoạn, tai nạn hoặc gia đình xào xáo, làm ăn không được. Nghe nói có ông thầy bói toán, ông lên bà xuống bảo tại vì bị quỷ thần cửa huyền quở phải giết heo gà dịch để cúng tế thì gia đạo mới được bình yên thật là trái ngược giáo lý từ bi giống như chuyện trong kinh pháp cứu thí dụ nói thuở phật có ông vua tên là hòa mặt một hôm mẹ vua lâm trọng bệnh nằm liệt giường vua cho mời rất nhiều danh y điều trị và đến cầu phù chú nơi đồng cốt Xong bệnh tình bà vẫn không thuyên giảm do đó vua cho mời hai trăm vị bà la môn vào cung cúng dường rồi hỏi thái hậu bệnh nặng đã lâu không biết vì nguyên nhân gì các bà la môn trả lời bệnh của thái hậu là do tinh tú sai loạn âm dương bất hòa vua hỏi làm cách nào để trừ được các bà la môn nói nên bày lễ cầu đảo núi non nhật nguyệt tinh tú nơi khoảng đất trống ngoài thành phía đông và giết một trăm súc vật đủ loại với một đứa bé để tế trời thời mẹ của bệ hạ hết bệnh vua nghe lời liền cho người lùa voi ngựa bò dê đủ trăm loại và một đứa bé đi ra chỗ tế tự dọc đường tiếng than khóc kêu la vang dội khắp nơi động lòng từ Đức Phật và chúng đệ tử đi đến cửa thành phía đông. Vua qua mặt và mọi người đến nơi trông thấy Đức Phật uy nghi, rực rỡ, hào quang tỏa sáng như mặt trời mọc. Ai nấy đều khởi tâm tín mộ. Vua liền xuống xe, đến trước Phật, chắp tay xá bái. Đức Phật hỏi, Đại dương định đi đâu? Vua dòng tay đáp, Mẫu hậu con lâm trọng bệnh, lường y khắp nơi trị không hết, này con đem đứa bé và các súc vật đến đây để tế cúng chư thiên, cầu đảo tinh tú cầu cho mẹ con được hết bệnh." Đức Phật bảo, "Ông giết người sát vật cúng tế chư thiên, cầu đảo tinh tú, để cầu cho mẹ ông hết bệnh là điều phi lý. Giả sử ông suốt đời cực khổ, đem tất cả bò dê trong thiên hạ ra sát sanh để tế tự cầu đảo, thì sẽ mang tội rất lớn như núi tu di." Thật là phí công vô ích. Đại Dương nên biết, muốn có lúa ăn phải lo cày cấy, muốn sống thọ phải hành từ bi, muốn được trí huệ phải chuyên học hỏi. Mình gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Kẻ giàu sang thì không thích bữa ăn của người nghèo. Dư Thiên kia ở cung điện thất bảo, muốn ăn mặc tự nhiên như ý, lẽ đâu lại bỏ vị cam lồ mà dùng đồ máu thịt tanh hôi. Vua qua mặt nghe lời Phật dạy Thấy được lẽ đạo vô cùng hoan hỷ Cho người đưa đứa bé về nhà Và phóng thích các con vật Muốn đi đâu tùy ý Không trộm cướp Trộm có nghĩa là thiết mưu kế trình rập lén lút để lấy những vật lớn như tiền của, vàng bạc, ngọc ngà trao báu dàn dối đủ cách như là lấn ranh đất, mua cân già bán cân non, đò vàng đông thiếu, lừa người cho đến vật nhỏ như mũi kim sợi chỉ, củ khoai trái ớt, vân dân, đều phạm giới trộm cả. Cướp là ý mạnh hiếp yếu, lập bè kết đảng, giật ngang của người hoặc cậy thế ý quyền làm tiền kẻ yếu là ăn cướp thừa cơ hội bắt chẹt người ta trong lúc lâm nguy túng thiếu đó cũng gọi là ăn cướp nói tóm lại bất cứ hình thức nào do lòng gian tham lấy của người bất chánh đều là trộm cướp cả phật cấm trộm cướp là để trưởng dưỡng lòng từ nếu chúng ta nhẫn tâm lấy đi tài vật của người làm cho họ phải lâm vào cảnh khó khăn đứng ngồi không yên âu sầu tìm kiếm bỏ dở công việc làm ăn có khi mất quá nhiều sinh ra buồn rầu đau ốm tuyệt vọng tâm trí rối loạn điên cuồng tự tử thế là ta đã bóp chết lòng nhân từ mà lòng nhân mất thì khó mà làm người được thử nghĩ mình vô ý đánh mất hay bị người ta lấy đi đôi dép cái nón tiền bạc chút ít còn cảm thấy buồn phiền ăn ngủ không yên tại sao ta nỡ lòng nào lấy đi của người làm cho họ phải khóc than đau khổ người đời thường nói tiền của là huyết mạch nếu như ai nhẫn tâm lấy đi tức là cướp đoạt xương máu giết chết sinh mạng của người ta rồi do đó đức phật ngăn cấm trộm cướp vì trộm cướp chẳng những trái với tâm từ mà còn gây nhân xấu trong hiện tại bị cảnh tù tội khảo tra mọi người khinh khi phỉ nhổ làm xấu hổ cho mình và con cháu đánh mất tất cả nhân phẩm đạo đức uy tín bị chôn dùi công danh sự nghiệp ngay đó sụp đổ bởi vì không còn ai dám tin tưởng làm ăn hay giao phó công việc cho hạng người gian tham tương lai chắc chắn đen tối lại thêm cái khổ nữa khi đi đến nơi nào cũng bị người ta nghi ngờ oán ghét Lỡ có mất cái gì Ai lấy ở đâu cũng đổ thừa họ Giả lại Của phi nghĩa làm chi nên chuyện vào cửa trước ra cửa sau Tiều hào mau lẹ như qua phù dung Sớm nở tối tàn Trong luận a đàm phẩm lộ tử môn, Đức Phật dạy những nguyên nhân đưa đến luân hồi trong dòng lục đạo một Con đường địa ngục Phật dạy Nếu người nào ôm lòng sân hận quá nặng Giết hại cha mẹ thánh hiền Phá qua hợp tăng Làm thân Phật ra máu Đầm chém bầm chặt Đập đầu cắt cổ lột da Chiên xào nấu nướng Làm cho chúng sanh đau đớn rên la Giấy dụa oằn oại Chết thảm chẳng có một chút từ tâm Người đó trong giờ phút lâm chung những diễn tiến của lộ trình tâm sẽ tuần tự hiện ra. Thí dụ như, tên tướng cướp thì thấy mình đang giết người cướp của, còn tên đồ tể thì thấy mình đang đập đầu bò, đâm họng heo, bầm chặt, phanh da xẻ thịt như thế nào đó. Nó tuần tự hiện ra hết. Tiếp theo, thấy quỷ sứ đến bắt hồn dẫn xuống địa ngục để hành hình. Đó là con đường đến địa ngục đạo. những nỗi khổ về già. Lúc nhỏ, nhờ ơn nuôi nấng của cha mẹ, lớn lên đương đầu với cuộc sống đầy gian lao cực khổ để mưu sinh. Lần hồi đến ngày già yếu, răng rụng mắt mờ, tai điếc, lưỡi đớ, tay chân run rẩy, đi đứng khó khăn, trí huệ lu mờ, sanh ra lẫn lộn. Ăn dơ uống bẩn, nói năng giống như người mất trí. Ăn rồi bảo chưa ăn, chưa ăn bảo ăn rồi. Có khi lại chửi bới Nói năng nhảm nhí Làm trò cười cho lũ trẻ Nói đến tai hại của sự ganh ghét đố kỵ hận thù Thổ Phật có ông thầy tên là Cô Ca, Ca. Thấy Đại Đức Xá Lợi Phất Là một người đệ tử lớn Được Đức Phật tin yêu Mỗi khi Phật quyết định điều gì Hoặc vỡ trách và giáo giới vị tỳ kheo nào Là thầy Cô Ca, Ly Ca cho rằng phật nghe những lời nói ra nói giàu của đại đức xá lợi phất vì thế thầy đem lòng ganh ghét đại đức xá lợi phất thầy cô ca li ca thường nói với các vị khất sĩ rằng đại đức xá lợi phất là người tu hành giả dối thường hành động theo ái dục niềm ganh tị và hận thù của thầy cô ca li ca quá lớn khiến không ai có thể quá giải được chính đức phật đã có lần gọi thầy đến bảo này khất sĩ cô -li Ca, đừng cho rằng xá lợi Phất là người bị ái dục chi phối. Xá lợi Phất là người có đạo đức chân thật và tính tình rất hòa ái. Thầy cô -li Ca đã bị lòng ganh ghét che mờ lý trí, nên thầy không tiếp nhận được lời Phật dạy. Cuối cùng, thầy bỏ tu viện ra đi. Sau đó thầy mắc một chứng bệnh rất lạ kỳ, và thầy trở nên sần sùi rồi tự nhiên đầy mình mọc ra hàng dạng cái mục nhỏ bằng hạt cải. Những cái mục này lần lần lớn lên bằng hạt đậu, rồi vỡ ra, chảy đầy máu mũ, thuốc men nào cũng không chữa được. Phật nhắn thầy về tu viện, nhưng thầy không về, sau đó thầy mạng chung. Phật rất thương xót thầy ca cô ly ca chết vì lòng ganh ghét hận thù. Nhân đây Phật cho gọi các vị khất sĩ đến dạy rằng hận thù và ganh ghét là những chất độc làm ung thối tâm hồn những chất độc ấy còn phá hoại thân thể và gây thành những chứng bệnh kỳ lạ này các vị khất sĩ các vị đừng để cho những chất độc ấy thấm vào thân tâm sau khi nghe lời phật dạy các vị khất sĩ y giáo phụng hành tối sáng như tên bắn ngày tháng tợ thoi đưa không ai làm chủ được sanh già bệnh chết Vậy mà có mấy ai giác ngộ lo tu hành Cứ mãi ganh ghét hận thù Não hại lẫn nhau Để rồi phải lãnh lấy quả báo đau thương Vinh nhục được mất Tốt xấu phải trái Hơn thua chung quy rồi Cũng trở về các bụi Chính vì thế Tổ Quy Sơn mới dạy rằng Ngày nay lại đã qua rồi Mạng căng huyết mạch lần hồi tiêu hao Dường như cá cạn ở ao khổ thêm thì có chút nào vui đâu cần tu tợ lửa đốt dầu đừng cho sái bưởi như chầu đế vương tẩm thân mỏng mảnh vô thường sớm còn tối mất tìm phương cứu mình qua bài kệ trên tổ chỉ cho mình thấy cái thân này là nơi chứa nhóm các thứ khổ giống như con cá ở trong ao không có nước chẳng biết chết giờ nào phải ráng mà lo tu để tự cứu lấy mình 4. Không nên tụ tập bàn nói những điều nhảm nhí vô ích phi pháp. Mỗi khi nói ra phải như pháp mà nói, lúc nào cũng phải ca ngợi tán thán hạnh thiểu dục tri túc. Nói về giới định tuệ, giải thoát, tri kiến. Sở dĩ con người bị phiền não khổ đau là do thị phi. Đa phần phụ nữ thường nói chuyện thị phi. Người này tốt, kẻ kia xấu, người này đáng thương người nọ đáng ghét nói chuyện ngoài đời chưa đủ nói chuyện trong chùa ông thầy này tu hay ông sư kia tu dở nhưng xin thưa với quý vị người ta đang tu nên vẫn bị nghiệp chi phối cho nên có cái làm được có cái chưa làm được mình đừng vì thế mà sanh tâm hủy bán lập bè kết đảng chống đối thư kiện lẫn nhau vô tình làm cho ngoại đạo chê cười cho nên đức phật nói sư tử trùng thực sư tử nhục nghĩa là con sư tử không có vật nào ăn nó được mà chính con vi trùng trong thân của nó mới giết được nó cũng vậy đức phật nói đạo của ta ta mang ngoại đạo không thể phá hại được mà chính trong hàng tứ chúng tỳ kheo tỳ kheo ni thiền nam và tính nữ tự hủy diệt giáo pháp của ta sở dĩ mình tốt là tại vì nghiệp nó chưa tới. Chứ khi nó đã tới rồi, mình còn hơn người ta nữa. Cho nên người xưa nói, ai hay nói lỗi người khác, thường bị mắc quả báo. Ai ơi chớ dội cười nhau, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Ca dao Nói đến nhân quả, Phật dạy, rằng ai muốn biết nhân xưa Hãy xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây Muốn biết quả báo sau này Xem điều tội phước ta nay đang làm Nếu như ai không tin Ra oai hung dữ Làm cho người chung quanh ngán sợ Kết quả chỉ thêm thù kết oán Mọi người kinh tởm xa lánh đó là nguyên nhân làm mất hết sự kính trọng, thông cảm giúp đỡ của các thành viên trong gia đình. Khi đó ta mất hết chỗ đứng và làm xấu đi sự tương giao ngoài xã hội. than ôi, quả bất thiện chưa trả lại vay thêm. Thực ra tranh cãi hành hung đều là biểu hiện tánh giả mang và lạc hậu mà người thông minh có đạo đức không bao giờ hành động như thế. Nên nhớ, trong lúc nóng giận, buồn phiền, không nên nói năng hay hành động điều gì hết. Nếu nói làm, phần nhiều nó chỉ đưa đến thiệt hại cho mình và người tốt nhất là nên niệm phật hành thiền quán chiếu nhân quả hoặc đi giải trí cho đến khi tâm bình tĩnh nói làm mới có kết quả tốt đẹp muốn xây dựng một người nào trước tiên là khen ngợi những ưu điểm của họ như là anh chị bạn bè cái gì cũng tốt nhưng có một điều chưa được hoàn chỉnh cố gắng khắc phục thì thật là người gương mẫu trong đời như vậy người ta mới hoan hỷ chấp nhận sửa lỗi Ngược lại nếu mình chỉ đem toàn cái xấu của họ ra nói Nguy hiểm nhất là chỗ đông người Chúng ta sẽ bị thất bại ngay Không giải quyết được gì mà còn gây thêm thù oán Cách hóa giải những cuộc xung đột Các nhà tâm lý học nói Nếu gặp trường hợp vợ chồng đang gây gỗ đánh lộn Điều cấm kỵ nhất là Ta không được nói lỗi bên nào Mà chỉ nên nói những tai hại của nó Như là nếu anh chị chửi rủa đánh đập với nhau thì làm cho cả hai đều khổ và làm khổ luôn cho con cháu. Ngoài ra còn bị lối xóm dèm pha chê cười. Nếu mà vợ chồng không biết tôn trọng lẫn nhau, Bồ Đề Lão Tổ nói, hủy hoại vợ chồng, kiếp sau lẽ bạn. Có nhiều người thấy ai đó đang tranh cãi, họ liền đến nói lỗi chỉ có một bên, chẳng giải quyết được gì mà còn làm cho tình hình càng căng thẳng thêm lên nếu không khéo vô tình mình lại bị tai họa lây đức phật dạy được thân người rất là khó gặp phật pháp lại càng khó hơn hôm nay mình có duyên lành hội ngộ với tam bảo mà không lo tu là uổng lắm để rơi vào địa ngục ngạ quỷ xúc sinh hay tà ma ngoại đạo biết bao giờ mới có thân người gặp được phật pháp để tu khó thay được làm người, khó thay được sống thọ, khó thay Phật ra đời, khó thay được nghe Pháp. Kinh Pháp Cú Trong Kinh, Đức Phật đưa ra hình ảnh con rùa mù ở biển cả, một trăm năm mới nổi lên một lần mà gặp được bồng cây trôi. Đó là một điều thiên nan dạng nan. Phật dạy được thân người cũng khó như thế. Ngài nói, Tùy thân này khó được, nhưng khi được rồi lại bị vô thường hủy diệt. Chớ có tham đắm nó mà gây ra tội lỗi. Người ơi sớm thoát khỏi ta bà, trẻ tuổi rồi đây cũng đến già, địa ngục không đàn sao lại tới, thiên đường có cửa chẳng hề qua. Quanh năm bận biệu đàn con dạy, sớm tối say mê đám ruộng nhà, chẳng biết phù sanh đời tạm giả, tầm về cực lạc khỏe lòng ta. Thổ xưa có một triết gia, túi không có một xu, thơ thẩn trong một miền núi đá. Dân cư ở đây sống rất vất vả. Một hôm, nhân thấy một đám đông quay quần chung quanh mình trên một ngọn đồi. Ông nói, Đừng lo tới ngày mai, vì ngày mai chưa tới, chớ dội lo. Ta chỉ lo trong ngày hôm nay thôi, cũng khổ rồi những câu này được lưu truyền muôn thuở đời sống là một biến đổi không ngừng chẳng khác nào dòng nước chảy trên sông mỗi giây đều thay đổi quá khứ đã qua tương lai còn bao phủ trong những biến dịch không ngừng như vậy chúng ta yên ổn vui vẻ sống trong ngày hôm nay nếu để cho gánh nặng quá khứ và ngày mai đè thêm vào gánh nặng hôm nay thì người mạnh nhất cũng phải ngã quỵ ai kia sung sướng suốt đời riêng tôi vui sống trong ngày mà thôi. Ngày mai mặc kệ ngày mai, vì tôi đã sống hôm nay đủ rồi. Horace. Chúng ta nên lưu ý là đừng lo tới ngày mai, chứ không phải đừng nghĩ. Ta cứ cẩn thận suy nghĩ, dự tính sửa soạn tới ngày mai đi, nhưng đừng lo lắng gì hết. Trong cuộc sống trước khi làm việc gì phải khéo suy nghĩ kỹ về nhân quả rồi hành động một cách hữu ích hợp đạo lý còn vụng suy nghĩ làm những chuyện phi đạo đức vô ích để cho thần kinh căng thẳng suy nhược và lãnh lấy hậu quả khổ đau một trong những điều bi đát nhất là loài người có tánh buông bỏ đời sống hiện tại cho nên mới xảy ra biết bao cảnh âu sầu khổ não bệnh hoạn Bác sĩ Halo Dehabem ở giảng đường Mayo nói Trong kỳ họp thường niên của các bác sĩ và những nhà giải phẫu cho biết Nguyên nhân sinh ra bệnh ung thư bao tử, đau tim, tiểu đường, đau răng, nhức đầu, phòng thấp, trúng hàng, ung nhọt, ghẻ lát, mạch máu căng thẳng, mất ngủ mất ăn, đau thần kinh, loạn ốc, tóc mau bạc và rụng, da mặt mau nhăn, những bệnh đó đặc biệt thường xảy ra với người quá lo lắng, nghi ngờ, do dự, sợ sệt, đời sống gây go ồn ào, nhộn nhịp quá, đau khổ trong hôn nhân, suy bại về tài chánh và tánh vô cùng ích kỷ, oán ghét nóng nảy, chán chường, thất vọng, không thích nghi với hoàn cảnh được mất, tốt xấu, khổ vui khen chê, vinh nhục chua chát trong đời. Họ cứ muốn sống cách biệt với mọi người chung quanh và tự gia mình trong một thế giới tưởng tượng. Đó là nguyên nhân sinh ra các thứ bệnh. Lo lắng ích kỷ, ganh ghét sân giận, uất hận, sợ hãi tuyệt vọng, khác nào những mũi kim đâm vào thần kinh. Nó dư sức làm cho ta quá điên và tự tử. Phải, chúng ta có những tư tưởng vui vẻ thì đời ta sung sướng, có những tư tưởng hắc ám thì đời ta khốn khổ có những ý nghĩ sờ sệt, nghĩ đến thất bại, thì chắc chắn sẽ thất bại. Muốn có cuộc sống hòa hợp tốt đẹp, chúng ta hãy nhìn cách cư xử của những bậc thoát trần ngày xưa. Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài đến thăm ba người đệ tử đang an trú tu tập trong rừng bàn Na Mạng xà tự. Đó là tôn giả Anna Lục Đà, Tôn giả Nang Đề, Tôn giả Kim Tỳ La. Khi hai tinh Phật đến, bà Tôn giả vô cùng hoan hỷ, đồng ra tiếp đón, thỉnh Đức Phật vào, trải tọa cụ lên giường mời Phật an tọa, rồi đồng nhau đảnh lễ và vấn an sức khỏe. Đức Phật hỏi: "Này các con, sống ở đây có được an ổn hòa hợp không?" Bà Tôn giả thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Chúng còn sống rất là hòa hợp, an ổn. Phật hỏi, cách sống của các con như thế nào mà được hòa hợp an lạc? Bà tôn Giả nghe Phật hỏi như vậy, liền đánh lễ thưa rằng, Bạch Đức Thế Tôn, chúng còn sống hòa hợp là nhờ nghe lời Phật dạy, giữ gìn giới cấm, tu hạnh từ bi hỷ xã, khiêm hạ lễ phép ôn hòa nhã nhặn, thông cảm khoan dung độ lượng, nhẫn nại nhịn nhường, tùy thuận, tận tình giúp đỡ lẫn nhau. Chúng con không bao giờ sống với cái tâm riêng tư của mình, mà lúc nào cũng quan tâm tìm hiểu người bạn bên cạnh cần gì để cố gắng làm vui lòng nhau, đồng tiến bước trên con đường giải thoát. Nhờ vậy mà cuộc sống của chúng con được hòa hợp từ thân, khẩu, ý đều được trọn lành trước sau như một. Sau khi nghe ba tôn giả trình bày xong, Đức Phật vô cùng hoan hỷ tán thán Lành thay, lành thay. Các con sống hòa hợp không tranh cãi, cùng hiệp nhất trong một tâm, chung một thầy như nước hòa với sữa. Thật là tấm gương lành đáng để cho trời người kính trọng noi theo. Còn chúng ta bất bình chống đối nhau là do đâu? Có phải chăng là do lòng cố chấp, bảo thủ hẹp hòi, bắt người ta phải giống mình. Nếu như ai không nghe lời làm theo, thì mình tìm đủ mọi cách thẳng tay triệt hạ cho hả dạ. Thật là độc ác, bất công và vô lý. Tại sao mình không giống người ta mà lại bắt người ta phải giống mình? Trong kinh thập thiện, Phật dạy Nếu ai xa lìa trộm cướp mà làm việc bố thí, thời hưởng được mười pháp lành như sau. Một, giàu có của cải vua giặc nước lửa và con hư không thể phá diệt hai nhiều người thương mến ba người không phụ gạt bốn không lo tổn hại năm mười phương khen ngợi sáu tiếng tốt đồn khắp bảy ở trước đại chúng không hề khiếp sợ tám của cải tính mạng, hình sắc sức lực an vui, biện tài đầy đủ. 9. Thường sẵn lòng bố thí. 10. Mạng chung sanh lên cõi trời. Nếu đem công đức lành ấy hồi hướng về đạo vô thượng chánh đặng chánh giác, sau khi thành Phật, được chứng trí thanh tịnh đại Bồ đề, nên có câu: Giới thứ nhì cấm trừ trộm cướp, vật của người chẳng đặng gian tham người tu của cải chớ ham chẳng nên khởi ý lấy làm của ta ai không trộm cướp của ai tự nhiên vàng bạc của tiền đầy kho cung điện thất bảo thật to thân tâm vui thú không lo chi mà ngược lại trong kinh a hàm phật nói nếu ai tham lam trộm cướp Hiện tại người khinh kẻ oán Tâm trí bất an Thường dướng ách nạn Bị chủ bắt giao cho quan Giam vào lao ngục Cực hình tra tấn Hành phạt đủ cách Sau khi mạng chung Đọa vào địa ngục Lửa dữ thiêu đốt Bị ngục tốt bắt trụng vào chảo nước sôi Gươm đào đâm chặt Bỏ chỗ dơ bẩn Cối xây nghiền nát Chùa chát đau nhức Đủ cách hình phạt không sao kể xiết trải qua trăm ngàn năm như thế tội địa ngục vừa mãn sanh làm ngạ quỷ đói khát khổ ngặt không thể nói hết những nỗi khổ đó kéo dài đến trăm ngàn năm hết kiếp ngạ quỷ kế sanh làm voi ngựa trâu bò lạc đà chê lừa chó ra sức đền bù nợ người tội xúc sanh hết sanh lên làm người hạ tiện nghèo cùng đói rách lại thường bị cảnh nước trôi lửa cháy vua bắt quan đói giặc dữ cướp đoạt con hư phá quỷ làm tiêu tan hết tài sản và mong cầu diệt chi đều không thành tựu những ai hay trộm cướp hãy mau nghe lời phật dạy ăn năn cải sửa nếu không đến khi bị tội mới hối hận thì quá muộn màng cổ đức kệ răng Ác thứ nhì ấy là đạo tặc Lấy của người sắm ăn sắm mặc Chẳng kể công nước mắt mồ hôi Phá lương dân giả luống bồi hồi Ngày làm lụng đêm lo gìn giữ Trốn pháp luật tập tành đủ thứ Nào đào tường khoét vách khuân đồ Tội chập chồng đâu biết ở mô Trốn người khỏi trốn trời sao khỏi nay đuốc huệ từ bi đã rọi chào thân tâm những kẻ gian phi hãy tu thân chừa thói vô nghì của phi nghĩa làm chi nên chuyện luật nhân quả thật là cao viễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai vậy ta nên làm việc thẳng ngay cứ bền chí có ngày thông thả vào thời Đức Phật có một anh đồ tể tên Chuân Đá làm nghề mổ heo. Một hôm anh ta mang một chứng bệnh kỳ quái, miệng mũi lúc nào cũng tuôn ra máu mũ, đầu đớn tột cùng. Sớm chiều cứ nằm trên giường trên la bi thảm như tiếng heo bị thọc huyết. Một hôm Phật cùng A Nan đi khất thực ngang qua, bỗng nghe từ trong nhà anh ta vang lên tiếng kêu kinh hãi Tôn giả A Nan hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tiếng kêu đó của người hay giật mà nghe ghê gớm quá vậy? Này A Nan, đó là tiếng kêu của người đồ tể chuân đá, chuyên thọc huyết heo, làm cho chúng sanh đau đớn thấu trời thấu đất không chịu nổi. Do nhân duyên ác nghiệp ấy nên mắc tội khổ như vậy. Nhân đó Phật dạy sát nghiệp rất nặng khi chết bị đọa vào địa ngục thọ ngàn dạng khổ hình mãn hạn chuyển làm súc sanh nợ máu phải hoàn đền trăm kiếp ngàn đời khó có ngày dứt lâm đạo trưởng nói người đời tàn nhẫn đã thành thói quen sát sanh ăn thịt tích lũy lâu ngày đã quá sâu dày tổn giảm phước đức tiếng kêu bi ai đầy oán hờn của con vật khiến cho họ gặp nhiều cảnh thiên tai địa ách, bệnh hoạn, đói khát, giặc giả đau binh, cướp đi mạng sống của họ. Đó là báo ứng tự nhiên của trời đất. Nên biết rằng, nghiệp sát càng nặng thì quả báo càng thê thảm. Vì thế, những người làm nghề sát sanh hại vật hãy mau thức tỉnh, nhanh chóng rửa tay đổi nghề sang nghề lương thiện. Hãy ăn năn sám hối ăn chay niệm Phật, bố thí phóng sanh, dung trồng cội phúc để đền bù lại những tội lỗi đã qua, mới mong tránh khỏi những tai họa cho con cháu sau này. Trong Kinh Phật nói, tất cả các Pháp đều từ nhân duyên sanh và những gì mà con người gặp phải trên cõi đời đều do nghiệp lực chi phối Chúng sanh tự gieo nhân rồi gặt lấy quả, chẳng phải trời trong quỷ thần gây ra. Thiện ác kết quả riêng, nhân quả lý đương nhiên, làm thiện sẽ được thiện, gieo giống ngọt vui yên. Kinh Pháp Cú Qua lời Phật dạy, chúng ta thấy đối với chúng sanh, Ngài không bao giờ thưởng hay phạt một ai. Chỉ đưa ra giáo lý nhân quả tốt xấu, khổ vui Tự mình tạo ra không ai có quyền ban phước hay giáng họa nên người theo đạo phật tự tin nơi mình không bị lệ thuộc bất cứ ai như lời phật dạy ta là phật đã thành các ông là phật sẽ thành đó là tự do bình đẳng từ bi hỷ xã vô ngã dị tha thương yêu tất cả muôn loài dạng vật lại có người quan niệm sai lầm khi tôn giáo của họ bị kẻ nào lấn hiếp liền cổ vũ đồng đạo nổi dậy tìm đối phương trả thù để người ta cho mình là thánh tử đạo được phật trời thượng đế thánh thần rước về thiên đàng cực lạc nhưng xin thưa quý vị cho dù ai theo bất cứ tôn giáo nào hoặc không tôn giáo nếu giết hại người phải lãnh lấy ác báo đau thương chết thảm đối với đức phật ngài chủ trương phá bỏ tất cả giai cấp lấy lòng từ bi hỷ xã đối với tất cả chúng sanh cho dù kẻ đó có chửi mắng, đánh đập giết hại tổ thầy, ông bà cha mẹ, cho đến thân mình, cũng không được oán hận trả thù. Tâm hồn thiên liêng cao thượng đó không có bút mực nào diễn tả hết. Đó là điều chúng ta cần biết, chứ đừng nghĩ rằng giết kẻ phá đạo mình để chứng tỏ ta là người có công trung thành với đạo để được ơn trên khen thưởng, phòng quan tấn tước như chuyện thế gian người như thế không hiểu gì về luật nhân quả, thật là mê muội đáng thương. Để cảnh giác các hàng đệ tử trong kinh A Hàm Phật bảo, phải thực hành thiền định, quán sát thấy rõ các pháp. Lúc thịnh khi suy, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan, không có gì tồn tại mà phải bảo thủ giết hại lẫn nhau, gây thù kết oán. Nếu hiểu rõ như thế, chúng ta sống rất thoải mái trong mọi cảnh ngộ không có chi bận tâm. Đó là bức thông điệp vô giá Đức Phật đã để lại cho nhân loại làm nền tảng tu tập. Nhưng có mấy ai hiểu ra, cứ mãi giết hại lẫn nhau. Thật đáng buồn thay. Nhìn thấy nhân loại đắm chìm trong bóng tối vô minh, mê mờ không lối thoát. Nên Đức Phật hiện thân ra đời, đem giáo pháp nhiệm màu ân cần chỉ dạy, đưa nhân loại thoát khỏi dòng mê lộ là đệ tử Phật phước mỏng nghiệp dày, sanh sao Phật hơn 25 thế kỷ. Trí mờ ám phải đương đầu nhiều lối rẽ. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Quán Pháp vô ngã Quan sát thấy rõ các Pháp không có gì là thật, bởi nó đều bị định luật vô thường chi phối. Cho đến cái thân này cũng là vô chủ. Nó muốn bệnh hay chết giờ nào mình không sao ngăn được thí dụ thần bệnh cho là khổ hết bệnh cho là vui thật ra khổ vui thường hay vô thường tự tánh nó không có gì hết cho đến pháp của phật cũng chỉ là phương tiện như ngón tay chỉ trăng hay là thuyền bè để vượt qua sông mê pháp của phật giống như lương dược tùy bệnh mà cho thuốc vì chúng sanh đa bệnh phật pháp đa phương có gì mà phải chấp tu thế này là đúng thế kia sai, cao, thấp, dân dân. Tâm vô thường Nói đến cái tâm, nó sanh diệt vô thường còn hơn cái thân rất nhiều. Nó sanh diệt rất nhanh, từng niệm, từng sát na. Hệ đối cảnh là sanh tâm vui buồn, thương ghét giận hờn. Lúc thì hồi tưởng về quá khứ để nối tiếc khi lại mơ mộng đến tương lai, bồn chồn lo lắng trong hiện tại, không có lúc nào được yên. Nó thay đổi không ngừng, nhấp nhô như sóng biển, nên Đức Phật gọi đó là tâm viên ý mã. Giống như khỉ truyền canh, ngựa chạy rong. Phạm phu lầm chấp cho tâm mình là thật, mà gây ra không biết bao nhiêu lỗi lầm. Nào là độc đoán, cố chấp, bảo thủ tự hào, khoe khoang hay hăm dọa nói rằng tánh tôi hay nóng lắm yêu cầu đừng có đụng chạm đến tôi cái tánh sân si hung hăng xấu ác như vậy mà không biết cải sửa còn đi khoe khoang thật là mê muội không sao nói hết nếu tự cho cái tâm mình là thật đức phật nói chẳng khác nào như nhận giặc làm con lấy khách trần phiền não làm chủ để cho nó dẫn dắt mình làm người khách phong trần rài đây mai đó đòa lạc lên xuống trong ba cõi sáu đường chịu không biết bao nhiêu đau khổ Tôi xin trích dẫn câu chuyện chứng minh tâm vô thường biến đổi. Thổ Phật còn tại thế, có một chú tiểu tên là Tăng Hộ. Cha mẹ đều qua đời. Họ hàng thân tộc không còn ai. Chú chỉ có một người cậu ruột. Khi cậu đi xuất gia, chú đi tu theo cậu, được xếp vào hàng sa di. Một hôm chú được thí chủ cúng giường hai sắp giải, liền đem cúng cho thầy. Nhưng thầy không nhận, vì đã có đủ tam y, Chú buồn quá, nghĩ chắc thầy không thương mình nữa. Chiều hôm đó, chú cầm quạt hầu thầy, nhưng trong tâm cứ nghĩ miên man không biết sẽ về đâu. Thầy không thương, họ hàng không có. Chú chợt nghĩ, à, ta đem bán hai sách giải, lấy tiền mua một con dê đực, một con dê cái. Vài năm sau sẽ có một đàn dê, bán dê mua bò, bán bò mua trâu, bán trâu tậu ruộng giường khi đó mình đã lớn Cưới vợ sanh đứa con trai kháo khỉnh Sẽ dẫn vợ con về thăm thầy quy y Trên đường đi Vợ chú chấp phải trễ cây Thằng bé rớt xuống đất Chú nổi giận vờ cành cây gõ lên đầu vợ Đồ hư Vừa lúc đó thầy chú mở mắt ra nói Người gõ lên đầu vợ không trúng Lại trúng cái đầu trọc của ta Tăng hộ bừng tỉnh giấc mơ Hốt quảng bỏ chạy các bạn thấy chú chạy như ma đuổi liền chạy theo bắt lại dẫn chú đến Đức Phật. Ngài liền an ủi. Này chú, cái tâm phàm phu thường lén lút đi rất xa, vô hình vô dạng. Chú nên khéo phòng hộ tâm mình như gã một đồng chăn trâu vậy. Được nghe lời dạy của Phật, tăng hộ ở lại tu viện tu hành đến ngày chứng quả A-la-hán. Phật dạy Phàm khi nói phải hội đủ bốn yếu tố Một Lời nói phải đúng sự thật Có nghĩa là Mắt thấy tai nghe Phải hội đủ các chứng cớ mới nên nói Nhưng nếu nói ra làm hại người cùng vật Thì không nên nói Như chuyện tiền thân Đức Phật là thầy tỳ kheo Một hôm đang ngồi thiền bên bờ suối Bỗng thấy con nai chạy ngang Người thợ săn đuổi theo gặp thầy liền hỏi thầy có thấy con nai chạy ngang qua đây không thầy nghĩ nếu mình nói không có thì phạm giới nói dối còn như nói có thì gián tiếp chỉ cho người thợ săn giết chết con nai thầy chợt nghĩ ra ý hay liền đứng lên trả lời từ lúc tôi đứng lên chẳng thấy chi hết người có trí đối diện với thực tế cho dù có khó khăn đến đâu cũng giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa tốt đẹp đem lại lợi ích cho chúng sanh mà không phạm giới hư vọng hai lời nói phải hợp thời người có trí biết lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói điển hình như nhắc lỗi ai mà người nghe đang mệt mỏi buồn phiền nóng giận bệnh quạng hay giữa đám đông khoan nói đợi cho họ mạnh khỏe vui vẻ mới nên nói nhưng chớ có xây dựng bằng những lời nói quá thô tháo trắng trợn làm tổn thương danh dự người ta mà phải hết sức tế nhị khéo léo thí dụ nhà bên cạnh cao hơn nhà mình họ thường xả rác xuống khi đó không nên tức giận la mắng mà chỉ nên nói với chủ nhà anh chị thông cảm bảo mấy cháu nhỏ bỏ rác có chỗ để nó không biết xả xuống nhà tôi giờ quá nếu họ không sửa đổi mình nhờ người có uy tín quen biết với họ khuyên giùm ông bà ta thường nói bà con xa không bằng láng giềng gần khi hữu sự tối lửa tắt đèn có nhau đừng gì một chút không đáng mà làm mất lòng đôi bên thì không nên hoặc người vợ thấy ông chồng lôi thôi khi đó chỉ cần đem hình ảnh gia đình nào đó gần bên thường xảy ra xung đột. Nhờ chồng giải thích tại sao họ bất hòa, tranh cãi, đánh đập lẫn nhau. Bạn chất con người thích làm thầy đời. Anh ta nghe thế, khoái chí nói. Ông chồng kia thì thô lỗ, ăn nhậu bồ bịch lôi thôi. Còn bà vợ lại lười biếng ăn xài phung phí, nói dai, không quán xuyến công việc nhà. Khi đó chỉ cần nói nhờ sự hiểu biết sáng suốt đức độ của anh nên gia đình mình được yên vui nếu sau này ông chồng có làm điều gì sai chỉ cần nhắc lại là đủ không riêng chuyện vợ chồng mà bất cứ trường hợp nào cũng nên đem phương pháp này ra áp dụng đều có kết quả tốt đẹp đó là một nghệ thuật cảm hóa người khác mà họ không biết tưởng dường như mình mới phát minh ra những sáng kiến mới Kinh tội nghiệp báo ứng địa ngục nói Thỏa Phật còn tại thế Một hôm Ngài tính tượng Bồ Tát du hành cảnh giới địa ngục Thấy có rất nhiều người bị quỷ sứ Bắt quăng vào núi đao rừng kiếm Phanh da xẻ thịt Đau đớn vô cùng Ngài về hỏi Phật Bạch Đức Thế Tôn Do nhân duyên ác nghiệp gì Mà họ lãnh thọ ác báo như thế Phật nói những người đó kiếp trước hay giết người sát vật, treo móc bầm chặt, làm chúng sanh đau đớn vô cùng, không thể chịu nổi. Vì ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như thế. Kinh Địa Tạng cũng nói, mẹ của quan Mục vì ăn cá quá nhiều nên mới bị đọa địa ngục. Đó là lời dạy của Phật và Bồ Tát. Nếu ai không tin thì cứ giết trời Phật, Bồ Tát cũng không ngăn cản được. Tới khi quả khổ đau chết chóc nó đến rồi, cho dù có khóc than kêu réo, trời Phật, Bồ Tát ơi, cứu con. Cứu sao nổi mà cứu? Chúng ta phải tự cứu lấy mình bằng cách là luôn luôn cảm nhận nội thống khổ của chính mình, rồi nghĩ đến nỗi khổ của chúng sanh, liền dừng tay thảm sát, thì làm gì có hoạn nạn khổ đau? kinh pháp cú nói mọi loài sợ hình phạt mọi loài sợ tử vong lấy mình làm ví dụ không giết không bảo giết hay là dừng chân thì bóng chẳng theo nhân tay thì nghiệp chẳng đeo theo mình trong luật nghi khất sĩ có dạy ngày xưa vào mùa đông các nhà đạo đức từ tâm bắt rận bỏ trong ống tre phủ bông gòn cho ấm cạo mồ hôi cho ăn vì sợ chúng đói lạnh mà chết cho đến sự lượt nước vì sợ uống lầm giết mạng vi trùng sự che đèn vì sợ con thiêu thân uổng tử ấy là việc làm của người chứng đạo từ bi loài nhỏ bé mà còn lòng thương xót bảo hộ giường ấy ta này là người học đạo lẽ nào lại đi giết hại hay sao có lắm kẻ tìm vui thích trên sự đau khổ của người khác, nuôi thân mạng mình bằng xương máu của các loài vật, mà lại cầu cho được sống lâu, tự do hạnh phúc. Đó chẳng khác nào gieo giống nắng cay mà lại mong trổ quả ngon ngọt. Chuyện đó không bao giờ có. Nên Bồ Đề Lão Tổ có dạy, Sát sanh cầu thọ, ác lai ác báo. Sát sanh cầu phước, tai quả trùng lai xác xanh cầu lợi lão lai thọ khốn làm nghề cắt họng tự sát quỷ mình vào rừng săn bắn tai quả thình lình nuôi thú bán con con cháu phân ly thiến con lượm trứng tuyệt tử vô tôn giết người hả giận chung thân thọ khổ giết người đoạt của làm heo chính kiếp dùng lửa hại người loạn tâm loạn trí thuốc độc hại người oan gia chết yểu càng tạo nghiệp sát là tự lao mình vào con đường sanh tử luân hồi thường mạng lẫn nhau con đường nhân đạo phật dạy nếu người nào tính khí hiền lương biết quy y giữ gìn ngũ giới không sát sanh đạo tặc tà dâm giọng ngữ uống rượu tụng kinh niệm phật trong giờ phút lâm chung tự thấy mình đi chùa dân hương qua lễ phật tụng kinh qua diễn tiến đó nó hiện ra một người phụ nữ nào đó có nhân duyên với mình thọ thai giàu, tiếp tục sanh ra làm người trong kinh bát nhã phật dạy các hàng đệ tử phải tinh tấn tu trì pháp thập thiện đối với các sinh vật thường khởi tâm từ bi cứu khổ ban vui lời phật dạy như thế vậy mà có nhiều người chẳng những họ không biết ăn chay tụng kinh niệm phật làm lành lánh dữ trái lại khi thấy người thân trong gia đình hay người ngoài ăn chay tụng kinh niệm phật họ không khuyến khích khen ngợi còn quỷ bán và tìm đủ mọi cách ngăn cản phá hoại Cho nên trong kinh địa tạng nói Nếu người nào ác tâm khinh khi Chê bai ngăn cản vù bán người tu hành Thì Ngài dạy rõ quả báo Ở mãi trong loài súc sanh Nói tóm lại Chúng ta phải biết sợ ác báo Mà cố gắng giữ giới không sát sanh Muốn không sát sanh cần tu tâm từ muốn có tâm từ phải ăn chay thương người mến vật cứu giúp mọi loài giữ giới ăn chay cũng là một cách phóng sanh trưởng dưỡng tâm từ nêu gương cho đời được như vậy mới tránh khỏi cái quả bồi thường thân mạng xương thịt máu huyết lòng từ mỗi ngày thêm mở rộng thân tâm thanh tịnh phát sinh trí huệ đào quả chống viên thành có như vậy mới mong kiến tạo một thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Đúng như lời tổ đã dạy, tất cả chúng sanh không nghiệp sát, mười phương thế giới khỏi đau binh. Mỗi nhà mỗi nơi đều tu thiện, thiên hạ lo chi chẳng thái bình. trên đường đời đầy trong gai gặp gờn chúng ta gặp nhiều cảnh trái ý nghịch lòng muốn cho những đụng chạm bớt đi các võ sương nhật dạy các môn đệ phải mềm mại như cây liễu đường cứng như cây tùng nếu chúng ta không chịu mềm mại như cây liễu mà cứ nhất định cứng như cây tùng như thế là ta đã gây ra những xung đột bất tận trong tâm làm cho ta lo lắng khổ sở cáu kỉnh rồi sinh ra bệnh thần kinh vì ung chẳng khác nào cây tùng cứng đơ phải gãy đổ trước trận cuồng phong chúng ta nên biết tại sao những vỏ xe hơi lăn trên đường nhựa chạy trên đá nhọn mà nó vẫn chịu đựng được là nhờ vỏ xe mềm dẻo làm cho sự va chạm trên đường dịu đi cũng vậy chúng ta sống trên cõi đời đầy công gai thử thách muốn vượt qua mọi trở ngại phải mềm mại nhẫn nại làm cho những va chạm dịu bớt đi, thì cuộc hành trình của ta mới được êm đềm, an vui lâu dài. Chúng ta hãy đọc qua bài tụng bất hủ sau đây. Từ bào thay ra thường chịu khổ, chúng sanh như thế chớ giận hại. Nóng giận khởi lên dùng từ diệt, từ bi nóng giận không chung cùng. Người nhờ từ bi nóng giận dứt Viết như sáng tối không chung chỗ, nếu giữ tịnh giới mà nóng giận, người ấy tự phá pháp lợi mình. Tất cả chúng sanh là quyến thuộc, tại sao gia tăng giận não hại? Nếu khởi nóng giận muốn hại người, chưa đến người kia trước đốt mình. Thế nên thường nghĩ hành từ bi, nóng giận, nghĩ ác sẽ không sanh. Nếu người thường nghĩ hành pháp lành, thường nghĩ pháp lành tâm vui vẻ. Đời nay được, vui sao cũng thế. Được đạo thường vui ấy niết bàn. Nếu tâm dồn chứa điều bất thiện, tự mất lợi mình lại hại người. Vì thế, chúng ta phải cố gắng nhẫn nại từ con người cho đến con mũi, mòng, kiến, ong, gió mưa nóng lạnh, đói khát, bệnh chết hoàng hỷ nhẫn chịu mọi nghịch cảnh không hề than vang oán trách được như vậy mới mong thành công đắc đạo chúng ta có thể mất tất cả tiền của nhưng đừng để mất tình nghĩa vì tiền bạc của cải còn có thể kiếm lại nhưng nếu mất tình nghĩa rồi thì khó mà tìm lại được nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo. Ca dao Sở dĩ con người ta khổ là do mong muốn trái lại với sự thật. Nhân đây tôi xin kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện. Hồi lúc còn sanh tiền, sư phụ tôi là Hòa Thượng Thích Giác Đức, kể cho Chư Tăng nghe. Một hôm, có cô công chức đến tịnh xá lại Phật. Xong rồi cô đến gặp thầy tôi than thở, số phận con sao khổ quá sư ơi con nghe nói đạo phật có pháp cứu khổ cứu nạn vậy nhờ sư giúp cho con hết khổ cô khổ vì việc gì nói cho sư nghe thử coi thưa sư con làm trưởng phòng nha địa dư bị ông giám đốc vô cớ cho con nghỉ việc để đem thân nhân của ông ta vào một nỗi khổ nữa là trước khi ông ta đi làm việc là phải chạy xe ngang qua nhà con Mỗi lần thấy ông ta là con vô cùng tức giận và khó chịu làm sao. Còn ăn không được, ngủ không yên, sụt đến năm cân. Sự có phép gì trị giùm con? Ông giám đốc vô cơ đuổi cô là có lỗi. Cô lại chấp cái lỗi của ông ta tự làm khổ cô. Trong khi đó, ông giám đốc có khổ không? Ông ta ăn ngủ ngon lành nên mới có sức khỏe. Ngày nào cũng chạy xe đi làm việc còn con Ăn ngủ không yên nên mới ốm như vậy Từ khi cô nghỉ việc Ở nhà địa dư đến nay Cô có làm ăn gì được không Còn về nhà làm buôn bán Tiện lợi gấp 10 lần ở cơ quan Người ta cho cô nghỉ việc Để đi buôn bán làm giàu Mà cô không vui Trái lại Lấy cái quấy của người ta làm khổ mình Đâu Cô nghĩ lại coi có đúng không Sư nói đúng quá sao con không nghĩ ra con thành thật cảm ơn sư đã chỉ dạy chuyện trên cho chúng ta thấy cô trưởng phòng lúc nào cũng muốn cho ông giám đốc đừng bao giờ đuổi mình nhưng ông ta lại đuổi điều gì làm cho cô khổ đau cô khổ là vì cô không hiểu lý nhân duyên nhân quả chấp nhận sự thật để vui vẻ sống với nó khi hiểu ra rồi cô hết khổ ngay để cho chúng sanh thấy được sự lợi ích của nhẫn nhục. Phật nói, Tiền thân ta là vị tiên nhân tên là Sàng Đề, tu khổ hạnh ở núi rừng. Một hôm vua ca lợi cùng với phu nhân thể nữ quần thần vào rừng săn bắn. Đến trưa, vua cho bày tiệc ăn uống đàn ca múa hát vui chơi. Tiệc xong vua ngã lưng nằm ngủ dưới gốc cây. Khi thức dậy không thấy quan quân tỳ nữ, liền hỏi cận thần mới biết họ đi đến vị tiên nhân ở gần bên để nghe Pháp. sang đề tiên nhân nói, muôn loài đều tham sống sợ chết, hãy lấy tình thương xóa bỏ hận thù, chém giết, sống đời vì tha bác ái. Có như thế mới thoát được cảnh luân hồi thường mạng chết yểu. Họ nghe qua cảm thấy tội lỗi của mình trong cuộc đi săn đầy sát khí. Tất cả đều ước mong sao được nhà vua cho về nhà, sống đời cư sĩ, cơm rau đạm bạc tu hành. Khi đó vua ca lợi đến nơi, nhìn thấy ai nấy đều kính cẩn nghe tiên nhân giảng đạo. Lòng đố kỵ dân trào, liền xuống ngựa, bước tới, chỉ thẳng vào mặt tiên nhân, chửi mắng, hủy nhục đủ điều. Nhưng ngài vẫn ngồi lặng thinh, không nói một lời. Này kẻ ương ảnh kia, trước mặt ta sao mãi ngồi lì đó? Làm gì thế? Tôi ngồi đây để tu hành nhẫn nhục. Hành nhẫn nhục là thế nào? hạnh nhẫn nhục là khởi tâm đại bi khiêm nhường ôn quà với tất cả mọi người tự bỏ những hành động kiêu căng tự đắc thường dùng lời nói êm dịu đạo đức khuyến hóa chúng sanh vua ca lợi nghe qua tưởng tiên nhân công kích sự thô lỗ của mình nên quát thôi hãy im đi nghe ta hỏi tại sao người bị chửi mắng mà vẫn lặng thinh là thế nào thưa ngài nếu những lời chửi mắng của người khác là đúng Mình phải cảm ơn để lo tu sửa Còn như họ chửi nhầm lẫn Xem đó là lời nhắc nhở Hay tiếng vang gió thổi ngoài tai Câu trả lời đó thật là quý báu Khiến cho ai nấy đều thán phục Ca lời vương cảm thấy tự ái dồn dập liền rút kiếm ra bảo Đây là lời nói dối trá Vô lễ Rồi mạnh tay vung gươm Cắt đứt hai lỗ tai của tiên nhân Ôi những dòng máu đỏ tuôn rơi Ướt đầm cả hai má Nhưng sắc mặt tiên nhân Vẫn an nhiên tọa Thấy thế ca lời vương vung gươm Chặt đứt thêm hai cánh tay và chân Rồi nói Thử coi ngươi còn nhẫn nổi không Máu chảy ướt cả chỗ ngồi Nhưng không một lời oán trách trên thang Vua lặng thinh suy nghĩ Người này không phải tầm thường Nên gượng lại cất tiếng hỏi Hỏi tiên nhân Tại sao ngươi bị ta hành hạ Mà gương mặt không hiện ra sắc giận Và nói lời nào Này đại dương Nếu tôi có lỗi Bị người hành hạ Tôi phải nhẫn thọ như uống nước cam lồ Và cung kính đối với người ấy Còn nếu gặp trường hợp Họ không phân biệt phải trái Xúc phạm Khi đó tôi nghĩ Ngày nay mình vô tội Nhưng biết đâu trong quá khứ đã từng làm người ta khổ đau. Hơn nữa, thần này là vô thường do các duyên giả hợp, có gì đáng để luyến tiếc. Hay lắm, nghĩ được như thế hết sức là cao thượng, nhưng làm sao cho ta tin rằng người thật tình không oán hận. Không cần nói, đại dương cũng thấy tôi nào khuất phục trước sự áp bức bất minh thiếu nhận xét của ngài và chẳng quan tâm đến lưỡi kiếm chém vào thân tôi, nên nội tâm được tịch tịnh, không có ác niệm đối với sự tàn bạo của Ngài. Vì tôi lúc nào cũng tâm niệm, nguyện cho tất cả chúng sanh sớm bỏ đường tà, quay về nẻo cánh, thoát khỏi ác nghiệp. Nếu quả thực tôi có thực hành hạnh nhẫn nhục, cầu cho thân này được bình phục như cũ. Vừa nguyện xong, trời đất bỗng dưng trung chuyển, Hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi, máu hóa ra sữa, thân thể trở lại như xưa. Nhìn thấy tiên nhân bình phục, vua Ca Lợi Vương vô cùng kinh ngạc. Giờ đây tánh kiêu căng tàn bạo không còn nữa, liền quỳ xuống bên tiên nhân, cầu xin sám hối tội lỗi và phát nguyện tận tâm phụng sự Tam Bảo và noi theo gương nhẫn nhục của ngài để thực hành trong đời sống cá nhân cùng trị quốc an dân qua câu chuyện trên chúng ta thấy tiền thân phật chấp nhận nghịch cảnh đau thương không nói một lời oán trách lại nguyện cho họ đừng lãnh thọ ác báo nên ngài thành tựu được thân nhẫn khẩu nhẫn và ý nhẫn đạt đến nhẫn nhục ba la mật không thấy mình nhẫn cảnh để nhẫn nên nội tâm được an lạc trong thế kinh phật dạy Phàm làm vợ chồng chung sống với nhau Muốn có hạnh phúc an lạc ở hiện tại và tương lai Phải thọ trì ngũ giới Sống phải có trung có hậu Lấy lòng từ bi hỷ xã Quý kính chăm sóc lẫn nhau Thì gia đạo được đầm ấm yên vui các nhà tâm lý học nói Có 12 điều mà vợ chồng cần biết Để áp dụng trong đời sống gia đình được tốt đẹp một không được nhắc lại những chuyện chẳng tốt trong quá khứ 2. Không thoá mạ nhau 3. Hãy kiềm chế cơn nóng giận 4. Không dành phần phải về mình 5. Không gây phiền nhau vào những lúc chẳng thuận lợi như đang ngủ, buổi trưa nóng nực, đi làm về mệt mỏi, vừa có chuyện buồn bực, bệnh hoạn dân dân 6. Không mang cái bực bội ở ngoài về nhà Trút lên đầu người khác 7. Đối xử chu đáo tế nhị Cả hai gia đình bên vợ bên chồng 8. Trung thành chăm sóc nhau Từ những chuyện nhỏ nhặt nhất 9. Việc chung của gia đình Nên bàn bạc lẫn nhau 10. Nên có những cử chỉ lời nói làm đẹp lòng nhau 11. Một Thỉnh thoảng nên mua sắm đồ trang sức, phẩm vật dân tặng lẫn nhau. 12. Khi có lỗi lầm, vợ chồng đóng cửa dạy nhau trong tinh thần tôn trọng yêu thương. Dấu hiệu không tôn trọng là dấu hiệu báo trước sự tan dở. Nói tóm lại, nếu trong gia đình, vợ chồng không tà dâm, thì cuộc sống được đầm ấm hạnh phúc yên vui, làm ăn tấn phát, sự nghiệp vững bền, con cháu vui vẻ, Dòng họ bà con lối xóm đều quý mến khen ngợi và có oai đức. Ai nhìn thấy vợ chồng con cháu mình đều khởi tâm kính trọng, không hề có ý tà dại. Chúng sanh chẳng rõ chánh nhân, mê chấp hình tướng, tin tà cầu phước thật là phi lý. Đức Phật mới thuyết minh giáo lý nhân quả nghiệp báo không có vị thiên thần ông bà cô cậu nào có quyền sắp đặt an bày số phận của ta. Thế mà có nhiều người không tin lời Phật dạy, tối ngày cứ mơ tưởng, gợi gắm linh hồn vào những thế giới huyễn hoặc, không tự chủ được mình. Lúc nào cũng phập phòng lo sợ, trí huệ lu mờ, làm việc mù quáng. Như thấy con cháu bệnh hoạn, tai nạn hoặc gia đình xào xáo, làm ăn không được. Nghe nói có ông thầy bói toán, ông lên bà xuống, bảo tại vì bị quỷ thần cửa huyền quở phải giết heo gà dịch để cúng tế thì gia đạo mới được bình yên thật là trái ngược giáo lý từ bi giống như chuyện trong kinh pháp cứu thí dụ nói thuở phật có ông vua tên là hòa mặt một hôm mẹ vua lâm trọng bệnh nằm liệt giường vua cho mời rất nhiều danh y điều trị và đến cầu phù chú nơi đồng cốt Xong bệnh tình bà vẫn không thuyên giảm Do đó Vua cho mời hai trăm vị bà La Môn Vào cung cúng dường Rồi hỏi Thái hậu bệnh nặng đã lâu Không biết vì nguyên nhân gì Các bà La Môn trả lời Bệnh của Thái hậu Là do tinh tú sai loạn Âm dương bất hòa Vua hỏi Làm cách nào để trừ được Các bà La Môn nói nên bày lễ cầu đảo núi non nhật nguyệt tinh tú nơi khoảng đất trống ngoài thành phía đông và giết một trăm súc vật đủ loại với một đứa bé để tế trời thời mẹ của bệ hạ hết bệnh vua nghe lời liền cho người lùa voi ngựa bò dê đủ trăm loại và một đứa bé đi ra chỗ tế tự dọc đường tiếng than khóc kêu la vang dội khắp nơi động lòng từ Đức Phật và chúng đệ tử đi đến cửa thành phía đông. Vua quà mặt và mọi người đến nơi trông thấy Đức Phật uy nghi, rực rỡ, hào quang tỏa sáng như mặt trời mọc. Ai nấy đều khởi tâm tín mộ. Vua liền xuống xe, đến trước Phật, chắp tay xá bái. Đức Phật hỏi, Đại dương định đi đâu? Vua dòng tay đáp, Mẫu hậu con lâm trọng bệnh, lường y khắp nơi trị không hết, này còn đem đứa bé và các súc vật đến đây để tế cúng chư thiên, cầu đảo tinh tú cầu cho mẹ con được hết bệnh. Đức Phật bảo, Ông giết người sát vật cúng tế chư thiên, cầu đảo tinh tú để cầu cho mẹ ông hết bệnh là điều phi lý. Giả sử ông suốt đời cực khổ, đem tất cả bò dê trong thiên hạ ra sát sanh để tế tự cầu đảo, thì sẽ mang tội rất lớn như núi tu di Thật là phí công vô ích. Đại Dương nên biết, muốn có lúa ăn phải lo cày cấy, muốn sống thọ phải hành từ bi, muốn được trí huệ phải chuyên học hỏi. Mình gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Kẻ giàu sang thì không thích bữa ăn của người nghèo. chư thiên kia ở cung điện thất bảo, muốn ăn mặc tự nhiên như ý, lẽ đâu lại bỏ vị cam lồ mà dùng đồ máu thịt tanh hôi. Vua qua mặt nghe lời Phật dạy Thấy được lẽ đạo vô cùng hoan hỷ Cho người đưa đứa bé về nhà Và phóng thích các con vật Muốn đi đâu tùy ý Không trộm cướp Trộm có nghĩa là thiết mưu kế trình rập lén lút Để lấy những vật lớn như tiền của, vàng bạc, ngọc ngà trao báu dàn dối đủ cách như là lấn ranh đất mua cân già bán cân non đo vàng đông thiếu lừa người cho đến vật nhỏ như mũi kim sợi chỉ của khoai trái ớt dân dân đều phạm giới trộm cả cướp là ý mạnh hiếp yếu lập bè kết đảng giật ngang của người hoặc cậy thế ý quyền làm tiền kẻ yếu là ăn cướp thừa cơ hội bắt chẹt người ta trong lúc lâm nguy túng thiếu đó cũng gọi là ăn cướp nói tóm lại bất cứ hình thức nào do lòng gian tham lấy của người bất chánh đều là trộm cướp cả phật cấm trộm cướp là để trưởng dưỡng lòng từ nếu chúng ta nhẫn tâm lấy đi tài vật của người làm cho họ phải lâm vào cảnh khó khăn đứng ngồi không yên âu sầu tìm kiếm bỏ dở công việc làm ăn có khi mất quá nhiều sinh ra buồn rầu đau ốm tuyệt vọng tâm trí rối loạn điên cuồng tự tử thế là ta đã bóp chết lòng nhân từ mà lòng nhân mất thì khó mà làm người được thử nghĩ mình vô ý đánh mất hay bị người ta lấy đi đôi dép cái nón tiền bạc chút ít còn cảm thấy buồn phiền ăn ngủ không yên tại sao ta nỡ lòng nào lấy đi của người làm cho họ phải khóc than đau khổ người đời thường nói tiền của là huyết mạch nếu như ai nhẫn tâm lấy đi tức là cướp đoạt xương máu giết chết sinh mạng của người ta rồi do đó đức phật ngăn cấm trộm cướp vì trộm cướp chẳng những trái với tâm từ mà còn gây nhân xấu trong hiện tại bị cảnh tù tội khảo tra mọi người khinh khi phỉ nhổ làm xấu hổ cho mình và con cháu đánh mất tất cả nhân phẩm đạo đức uy tín bị chôn dùi công danh sự nghiệp ngay đó sụp đổ bởi vì không còn ai dám tin tưởng làm ăn hay giao phó công việc cho hạng người gian tham tương lai chắc chắn đen tối lại thêm cái khổ nữa khi đi đến nơi nào cũng bị người ta nghi ngờ oán ghét Lỡ có mất cái gì Ai lấy ở đâu cũng đổ thừa họ Giả lại Của phi nghĩa làm chi nên chuyện vào cửa trước ra cửa sau Tiều hào mau lẹ như qua phù dung Sớm nở tối tàn Trong luận a đàm phẩm lộ tử môn, Đức Phật dạy những nguyên nhân đưa đến luân hồi trong dòng lục đạo một Con đường địa ngục Phật dạy Nếu người nào ôm lòng sân hận quá nặng Giết hại cha mẹ thánh hiền Phá hòa hợp tăng Làm thân Phật ra máu Đầm chém bầm chặt Đập đầu cắt cổ lột da Chiên xào nấu nướng Làm cho chúng sanh đau đớn rên la Giấy dụa oằn oại Chết thảm chẳng có một chút từ tâm Người đó trong giờ phút lâm chung những diễn tiến của lộ trình tâm sẽ tuần tự hiện ra. Thí dụ như, tên tướng cướp thì thấy mình đang giết người cướp của, còn tên đồ tể thì thấy mình đang đập đầu bò, đâm họng heo, bầm chặt, phanh da xẻ thịt như thế nào đó. Nó tuần tự hiện ra hết. Tiếp theo, thấy quỷ sứ đến bắt hồn dẫn xuống địa ngục để hành hình. Đó là con đường đến địa ngục đạo. những nỗi khổ về già. Lúc nhỏ nhờ ơn nuôi nấng của cha mẹ, lớn lên đương đầu với cuộc sống đầy gian lao cực khổ để mưu sinh. Lần hồi đến ngày già yếu, răng rụng mắt mờ, tai điếc, lưỡi đớ, tay chân run rẩy, đi đứng khó khăn, trí huệ lu mờ, sanh ra lẫn lộn. Ăn dơ uống bẩn, nói năng giống như người mất trí. Ăn rồi bảo chưa ăn, chưa ăn bảo ăn rồi. Có khi lại chửi bới Nói năng nhảm nhí Làm trò cười cho lũ trẻ Nói đến tai hại của sự ganh ghét đố kỵ hận thù Thổ Phật Có ông thầy tên là Cô Ca Ly Ca Thấy Đại Đức Xá Lợi Phất Là một người đệ tử lớn Được Đức Phật tin yêu Mỗi khi Phật quyết định điều gì Hoặc vỡ trách và giáo giới vị tỳ kheo nào Là thầy Cô Ca Ly Ca cho rằng Phật nghe những lời nói ra nói giàu của Đại Đức Xá Lợi Phất. Vì thế thầy đem lòng ganh ghét Đại Đức Xá Lợi Phất. Thầy Cô Ca Ca thường nói với các vị khất sĩ rằng Đại Đức Xá Lợi Phất là người tu hành giả dối, thường hành động theo ái dục. Niềm ganh tị và hận thù của thầy Cô Ca Ca quá lớn khiến không ai có thể quá giải được. Chính Đức Phật đã có lần gọi thầy đến bảo này khất sĩ cô Ca, đừng cho rằng xá lợi Phất là người bị ái dục chi phối. Xá lợi Phất là người có đạo đức chân thật và tính tình rất hòa ái. Thầy cô Ca đã bị lòng ganh ghét che mờ lý trí, nên thầy không tiếp nhận được lời Phật dạy. Cuối cùng, thầy bỏ tu viện ra đi. Sau đó thầy mắc một chứng bệnh rất lạ kỳ, và thầy trở nên sần sùi rồi tự nhiên đầy mình mọc ra hàng dạng cái mục nhỏ bằng hạt cải. Những cái mục này lần lần lớn lên bằng hạt đậu, rồi vỡ ra, chảy đầy máu mũ, thuốc men nào cũng không chữa được. Phật nhắn thầy về tu viện, nhưng thầy không về, sau đó thầy mạng chung. Phật rất thương xót thầy ca cô ly ca chết vì lòng ganh ghét hận thù. Nhân đây Phật cho gọi các vị khất sĩ đến dạy rằng hận thù và ganh ghét là những chất độc làm ung thối tâm hồn những chất độc ấy còn phá hoại thân thể và gây thành những chứng bệnh kỳ lạ này các vị khất sĩ các vị đừng để cho những chất độc ấy thấm vào thân tâm sau khi nghe lời phật dạy các vị khất sĩ y giáo phụng hành tối sáng như tên bắn ngày tháng tợ thoi đưa không ai làm chủ được sanh già bệnh chết vậy mà có mấy ai giác ngộ lo tu hành cứ mãi ganh ghét hận thù não hại lẫn nhau để rồi phải lãnh lấy quả báo đau thương vinh nhục được mất tốt xấu phải trái hơn thua chung quy rồi cũng trở về cát bụi chính vì thế tổ huy sơn mới dạy rằng ngày nay lại đã qua rồi mạng căng huyết mạch lần hồi tiêu hao dường như cá cạn ở ao khổ thêm thì có chút nào vui đâu cần tu tợ lửa đốt dầu đừng cho sái bưởi như chầu đế vương tấm thân mỏng mảnh vô thường sớm còn tối mất tìm phương cứu mình qua bài kệ trên tổ chỉ cho mình thấy cái thân này là nơi chứa nhóm các thứ khổ giống như con cá ở trong ao không có nước chẳng biết chết giờ nào phải ráng mà lo tu để tự cứu lấy mình 4. Không nên tụ tập bàn nói những điều nhảm nhí vô ích phi pháp. Mỗi khi nói ra phải như pháp mà nói, lúc nào cũng phải ca ngợi tán thán hạnh thiểu dục tri túc. Nói về giới định tuệ, giải thoát, tri kiến. Sở dĩ con người bị phiền não khổ đau là do thị phi. Đa phần phụ nữ thường nói chuyện thị phi. Người này tốt, kẻ kia xấu, người này đáng thương người nọ đáng ghét nói chuyện ngoài đời chưa đủ nói chuyện trong chùa ông thầy này tu hay ông sư kia tu dở nhưng xin thưa với quý vị người ta đang tu nên vẫn bị nghiệp chi phối cho nên có cái làm được có cái chưa làm được mình đừng vì thế mà sanh tâm hủy bán lập bè kết đảng chống đối thư kiện lẫn nhau vô tình làm cho ngoại đạo chê cười cho nên đức phật nói sư tử trùng thực sư tử nhục nghĩa là con sư tử không có vật nào ăn nó được mà chính con vi trùng trong thân của nó mới giết được nó cũng vậy đức phật nói đạo của ta ta mang ngoại đạo không thể phá hại được mà chính trong hàng tứ chúng tỳ kheo tỳ kheo ni thiền nam và tính nữ tự hủy diệt giáo pháp của ta sở dĩ mình tốt là tại vì nghiệp nó chưa tới. Chứ khi nó đã tới rồi, mình còn hơn người ta nữa. Cho nên người xưa nói, ai hay nói lỗi người khác, thường bị mắc quả báo. Ai ơi chớ dội cười nhau, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Ca dao Nói đến nhân quả, Phật dạy, Rằng ai muốn biết nhân xưa Hãy xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây Muốn biết quả báo sau này Xem điều tội phước ta nay đang làm Nếu như ai không tin Ra oai hung dữ Làm cho người chung quanh ngán sợ Kết quả chỉ thêm thù kết oán Mọi người kinh tởm xa lánh Đó là nguyên nhân làm mất hết sự kính trọng Thông cảm giúp đỡ của các thành viên trong gia đình Khi đó ta mất hết chỗ đứng và làm xấu đi sự tương giao ngoài xã hội. Thằng ôi, quả bất thiện chưa trả lại vay thêm. Thực ra tranh cãi hành hung đều là biểu hiện tánh giả mang và lạc hậu mà người thông minh có đạo đức không bao giờ hành động như thế. Nên nhớ, trong lúc nóng giận, buồn phiền, không nên nói năng hay hành động điều gì hết. Nếu nói làm, phần nhiều nó chỉ đưa đến thiệt hại cho mình và người tốt nhất là nên niệm phật hành thiền quán chiếu nhân quả hoặc đi giải trí cho đến khi tâm bình tĩnh nói làm mới có kết quả tốt đẹp muốn xây dựng một người nào trước tiên là khen ngợi những ưu điểm của họ như là anh chị bạn bè cái gì cũng tốt nhưng có một điều chưa được hoàn chỉnh cố gắng khắc phục thì thật là người gương mẫu trong đời như vậy người ta mới hoan hỷ chấp nhận sửa lỗi Ngược lại nếu mình chỉ đem toàn cái xấu của họ ra nói Nguy hiểm nhất là chỗ đông người Chúng ta sẽ bị thất bại ngay Không giải quyết được gì mà còn gây thêm thù oán Cách hóa giải những cuộc xung đột Các nhà tâm lý học nói Nếu gặp trường hợp vợ chồng đang gây gỗ đánh lộn Điều cấm kỵ nhất là Ta không được nói lỗi bên nào Mà chỉ nên nói những tai hại của nó Như là nếu anh chị chửi rủa đánh đập với nhau thì làm cho cả hai đều khổ và làm khổ luôn cho con cháu. Ngoài ra còn bị lối xóm dèm pha chê cười. Nếu mà vợ chồng không biết tôn trọng lẫn nhau, Bồ Đề Lão Tổ nói, hủy hoại vợ chồng, kiếp sau lẽ bạn. Có nhiều người thấy ai đó đang tranh cãi, họ liền đến nói lỗi chỉ có một bên, chẳng giải quyết được gì mà còn làm cho tình hình càng căng thẳng thêm lên nếu không khéo vô tình mình lại bị tai họa lây đức phật dạy được thân người rất là khó gặp phật pháp lại càng khó hơn hôm nay mình có duyên lành hội ngộ với tam bảo mà không lo tu là uổng lắm để rơi vào địa ngục ngạ quỷ xúc sinh hay tà ma ngoại đạo biết bao giờ mới có thân người gặp được phật pháp để tu khó thay được làm người, khó thay được sống thọ, khó thay Phật ra đời, khó thay được nghe Pháp. Kinh Pháp Cú Trong Kinh, Đức Phật đưa ra hình ảnh con rùa mù ở biển cả, một trăm năm mới nổi lên một lần mà gặp được bồng cây trôi. Đó là một điều thiên nan dạng nan. Phật dạy được thân người cũng khó như thế. Ngài nói, tuy thân này khó được, nhưng khi được rồi lại bị vô thường hủy diệt. Chớ có tham đắm nó mà gây ra tội lỗi. Người ơi sớm thoát khỏi ta bà, trẻ tuổi rồi đây cũng đến già, địa ngục không đàn sao lại tới, thiên đường có cửa chẳng hề qua. Quanh năm bận biệu đàn con dạy, sớm tối say mê đám ruộng nhà, chẳng biết phù sanh đời tạm giả, tầm về cực lạc khỏe lòng ta. Thổ xưa có một triết gia, túi không có một xu, thơ thẩn trong một miền núi đá. Dân cư ở đây sống rất vất vả. Một hôm, nhân thấy một đám đông quay quần chung quanh mình trên một ngọn đồi. Ông nói, Đừng lo tới ngày mai, vì ngày mai chưa tới, chớ vội lo. Ta chỉ lo trong ngày hôm nay thôi, cũng khổ rồi những câu này được lưu truyền muôn thuở đời sống là một biến đổi không ngừng chẳng khác nào dòng nước chảy trên sông mỗi giây đều thay đổi quá khứ đã qua tương lai còn bao phủ trong những biến dịch không ngừng như vậy chúng ta yên ổn vui vẻ sống trong ngày hôm nay nếu để cho gánh nặng quá khứ và ngày mai đè thêm vào gánh nặng hôm nay thì người mạnh nhất cũng phải ngã quỵ ai kia sung sướng suốt đời Riêng tôi vui sống trong ngày mà thôi, ngày mai mặc kệ ngày mai, vì tôi đã sống hôm nay đủ rồi. Horace. Chúng ta nên lưu ý là đừng lo tới ngày mai, chứ không phải đừng nghĩ. Ta cứ cẩn thận suy nghĩ, dự tính sửa soạn tới ngày mai đi, nhưng đừng lo lắng gì hết. Trong cuộc sống trước khi làm việc gì phải khéo suy nghĩ kỹ về nhân quả rồi hành động một cách hữu ích hợp đạo lý còn vụng suy nghĩ làm những chuyện phi đạo đức vô ích để cho thần kinh căng thẳng suy nhược và lãnh lấy hậu quả khổ đau một trong những điều bi đát nhất là loài người có tánh buông bỏ đời sống hiện tại cho nên mới xảy ra biết bao cảnh âu sầu khổ não bệnh hoạn bác sĩ halo dehabem ở giảng đường Mayo nói Trong kỳ họp thường niên của các bác sĩ và những nhà giải phẫu cho biết nguyên nhân sinh ra bệnh ung thư bao tử, đau tim, tiểu đường, đau răng, nhức đầu, phòng thấp, trúng hàng, ung nhọt, ghẻ lát, mạch máu căng thẳng, mất ngủ mất ăn, đau thần kinh, loạn ốc, tóc mau bạc và rụng, da mặt mau nhăn. Những bệnh đó đặc biệt thường xảy ra với người quá lo lắng, nghi ngờ do dự, sợ sệt, đời sống gây go ồn ào, nhộn nhịp quá, đau khổ trong hôn nhân, suy bại về tài chánh, và tánh vô cùng ích kỷ, oán ghét nóng nảy, chán chường, thất vọng, không thích nghi với hoàn cảnh được mất, tốt xấu, khổ vui khen chê, vinh nhục chua chát trong đời. Họ cứ muốn sống cách biệt với mọi người chung quanh và tự gia mình trong một thế giới tưởng tượng đó là nguyên nhân sinh ra các thứ bệnh lo lắng ích kỷ ganh ghét sân giận uất hận sợ hãi tuyệt vọng khác nào những mũi kim đâm vào thần kinh nó dư sức làm cho ta quá điên và tự tử phải chúng ta có những tư tưởng vui vẻ thì đời ta sung sướng có những tư tưởng hắc ám thì đời ta khốn khổ có những ý nghĩ sờ sệt nghĩ đến thất bại thì chắc chắn sẽ thất bại. Muốn có cuộc sống hòa hợp tốt đẹp, chúng ta hãy nhìn cách cư xử của những bậc thoát trần ngày xưa. Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài đến thăm ba người đệ tử đang an trú tu tập trong rừng bàn Nam Mạng xà tự. Đó là tôn giả Anna Lục Đà, tôn giả Nang Đề, tôn giả Kim Tỳ La, khi hai tin Phật đến, bà tôn giả vô cùng hoan hỷ, đồng ra tiếp đón, thỉnh Đức Phật vào, trải tòa cụ lên giường, mời Phật an tọa rồi đồng nhau đảnh lễ và dấn an sức khỏe. Đức Phật hỏi, Này các con, sống ở đây có được an ổn, hòa hợp không? Bà tôn giả thưa, Bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống rất là hòa hợp, an ổn. Phật hỏi, cách sống của các con như thế nào mà được hòa hợp an lạc. Bà Tông Giả nghe Phật hỏi như vậy, liền đánh lễ thưa rằng Bạch Đức Thế Tôn, chúng còn sống hòa hợp là nhờ nghe lời Phật dạy. Giữ gìn giới cấm, tu hạnh từ bi hỷ xã, khiêm hạ lễ phép ôn hòa nhã nhặn, thông cảm khoan dung độ lượng, nhẫn nại, nhịn nhường tùy thuận, tận tình giúp đỡ lẫn nhau, Chúng con không bao giờ sống với cái tâm riêng tư của mình, mà lúc nào cũng quan tâm tìm hiểu người bạn bên cạnh cần gì, để cố gắng làm vui lòng nhau, đồng tiếng bước trên con đường giải thoát. Nhờ vậy mà cuộc sống của chúng con được hòa hợp từ thân, khẩu, ý, đều được trọn lành trước sau như một. Sau khi nghe ba Tôn giả trình bày xong, Đức Phật vô cùng hoan hỷ tán thán. Lành thay, lành thay. Các con sống hòa hợp không tranh cãi Cùng hiệp nhất trong một tâm Chung một thầy Như nước hòa với sữa Thật là tấm gương lành Đáng để cho trời người kính trọng noi theo Còn chúng ta bất bình chống đối nhau Là do đâu? Có phải chăng là do lòng cố chấp Bảo thủ hẹp hòi Bắt người ta phải giống mình Nếu như ai không nghe lời làm theo Thì mình tìm đủ mọi cách Thẳng tay triệt hạ cho hả dạ Thật là độc ác, bất công và vô lý. Tại sao mình không giống người ta mà lại bắt người ta phải giống mình? Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy Nếu ai xa lìa trộm cướp mà làm việc bố thí, thời hưởng được mười pháp lành như sau. Một, giàu có của cải. Vua, giặc, nước, lửa, và con hư không thể phá diệt. 2. Nhiều người thương mến. 3. Người không phụ gạt. 4. Không lo tổn hại. 5. Mười phương khen ngợi. 6. Tiếng tốt đồn khắp. 7. Ở trước đại chúng không hề khiếp sợ. 8. Của cải tính mạng, hình sắc, sức lực an vui biện tài đầy đủ. 9. Thường sẵn lòng bố thí. 10. Mạng chung sanh lên cõi trời. Nếu đem công đức lành ấy hồi hướng về đạo vô thượng chánh đặng chánh giác, sau khi thành Phật được chứng trí thanh tịnh đại bồ đề, nên có câu Giới thứ nhì cấm trừ trộm cướp, vật của người chẳng đặng gian tham người tu của cải chớ ham chẳng nên khởi ý lấy làm của ta ai không trộm cướp của ai tự nhiên vàng bạc của tiền đầy kho cung điện thất bảo thật to thân tâm vui thú không lo chi mà ngược lại trong kinh a hàm phật nói nếu ai tham lam trộm cướp hiện tại người khinh kẻ oán tâm trí bất an thường dướng ách nạn bị chủ bắt giao cho quan giam vào lao ngục cực hình tra tấn hành phạt đủ cách sau khi mạng chung đọa vào địa ngục lửa dữ thiêu đốt bị ngục tốt bắt trụng vào chảo nước sôi gươm đào đâm chặt bỏ chỗ dơ bẩn cối xây nghiền nát chua chát đau nhức đủ cách hình phạt không sao kể xiết trải qua trăm ngàn năm như thế Tội địa ngục vừa mãn Xanh làm ngạ quỷ Đói khát khổ ngặt không thể nói hết Những nỗi khổ đó Kéo dài đến trăm ngàn năm Hết kiếp ngạ quỷ Kế xanh làm choi ngựa Trâu bò, lạc đà Chê, lừa, chó Ra sức đền bù nở người Tội xúc xanh hết Xanh lên làm người hạ tiện Nghèo cùng đói rách lại thường bị cảnh nước trôi lửa cháy vua bắt quan đói giặc giữ cướp đoạt con hư phá quỷ làm tiêu tan hết tài sản và mong cầu diệt chi đều không thành tựu những ai hay trộm cướp hãy mau nghe lời phật dạy ăn năn cải sửa nếu không đến khi bị tội mới hối hận thì quá muộn màng cổ đức kệ răng ác thứ nhì ấy là đạo tặc Lấy của người sắm ăn sắm mặt Chẳng kể công nước mắt mồ hôi Phá lương dân giả luống bồi hồi Ngày làm lụng đêm lo gìn giữ Trốn pháp luật tập tành đủ thứ Nào đào tường khoét vách khuân đồ Tội chập chồng đâu biết ở mô Trốn người khỏi trốn trời sao khỏi Nay đuốc quệ từ bi đã rọi chào thân tâm những kẻ gian phi hãy tu thân chừa thói vô nghị của phi nghĩa làm chi nên chuyện luật nhân quả thật là cao viễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai vậy ta nên làm việc thẳng ngay cứ bền chí có ngày thông thả Vào thời Đức Phật Có một anh đồ tể tên Chuân Đá Làm nghề mổ heo Một hôm anh ta mang một chứng bệnh kỳ quái Miệng mũi lúc nào cũng tuôn ra máu mũ Đầu đớn tột cùng Sớm chiều cứ nằm trên giường trên la bi thảm Như tiếng heo bị thọc huyết Một hôm Phật cùng A Nan đi khất thực ngang qua, bỗng nghe từ trong nhà anh ta vang lên tiếng kêu kinh hãi Tôn giả A Nan hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tiếng kêu đó của người hay giật mà nghe ghê gớm quá vậy? Này A Nan, đó là tiếng kêu của người đồ tể chuân đá, chuyên thọc huyết heo, làm cho chúng sanh đau đớn thấu trời thấu đất không chịu nổi. Do nhân duyên ác nghiệp ấy nên mắc tội khổ như vậy. Nhân đó Phật dạy sát nghiệp rất nặng khi chết bị đọa vào địa ngục thọ ngàn dạng khổ hình mãn hạn chuyển làm súc sanh nợ máu phải hoàng đền trăm kiếp ngàn đời khó có ngày dứt lâm đạo trưởng nói người đời tàn nhẫn đã thành thói quen sát sanh ăn thịt tích lũy lâu ngày đã quá sâu dày tổn giảm phước đức tiếng kêu bi ai đầy oán hờn của con vật khiến cho họ gặp nhiều cảnh thiên tai địa ách, bệnh hoạn, đói khát, giặc giả đau binh, cướp đi mạng sống của họ. Đó là báo ứng tự nhiên của trời đất. Nên biết rằng, nghiệp sát càng nặng thì quả báo càng thê thảm. Vì thế, những người làm nghề sát sanh hại vật hãy mau thức tỉnh, nhanh chóng rửa tay đổi nghề sang nghề lương thiện. Hãy ăn năn sám hối ăn chay niệm Phật, bố thí phóng sanh, dung trồng cội phúc để đền bù lại những tội lỗi đã qua, mới mong tránh khỏi những tai họa cho con cháu sau này. Trong Khế Kinh Phật nói, tất cả các Pháp đều từ nhân duyên sanh và những gì mà con người gặp phải trên cõi đời đều do nghiệp lực chi phối chúng sanh tự gieo nhân rồi gặt lấy quả chẳng phải trời trong quỷ thần gây ra thiện ác kết quả riêng nhân quả lý đương nhiên làm thiện sẽ được thiện gieo giống ngọt vui yên kinh pháp cú qua lời phật dạy chúng ta thấy đối với chúng sanh ngài không bao giờ thưởng hay phạt một ai chỉ đưa ra giáo lý nhân quả tốt xấu khổ vui tự mình tạo ra không ai có quyền ban phước hay giáng họa nên người theo đạo phật tự tin nơi mình không bị lệ thuộc bất cứ ai như lời phật dạy ta là phật đã thành các ông là phật sẽ thành đó là tự do bình đẳng từ bi hỷ xã vô ngã dị tha thương yêu tất cả muôn loài dạng vật lại có người quan niệm sai lầm khi tôn giáo của họ bị kẻ nào lấn hiếp liền cổ vũ đồng đạo nổi dậy tìm đối phương trả thù để người ta cho mình là thánh tử đạo được phật trời thượng đế thánh thần rước về thiên đàng cực lạc nhưng xin thưa quý vị cho dù ai theo bất cứ tôn giáo nào hoặc không tôn giáo nếu giết hại người phải lãnh lấy ác báo đau thương chết thảm đối với đức phật ngài chủ trương phá bỏ tất cả giai cấp lấy lòng từ bi hỷ xả đối với tất cả chúng sanh cho dù kẻ đó có chửi mắng, đánh đập giết hại tổ thầy, ông bà cha mẹ, cho đến thân mình, cũng không được oán hận trả thù. Tâm hồn thiên liêng cao thượng đó không có bút mực nào diễn tả hết. Đó là điều chúng ta cần biết, chứ đừng nghĩ rằng giết kẻ phá đạo mình để chứng tỏ ta là người có công trung thành với đạo để được ơn trên khen thưởng, phòng quan tấn tước như chuyện thế gian. Người như thế không hiểu gì về luật nhân quả, thật là mê muội đáng thương. Để cảnh giác các hàng đệ tử trong kinh A Hàm Phật Bảo, phải thực hành thiền định, quán sát thấy rõ các pháp. Lúc thịnh khi suy, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan, không có gì tồn tại mà phải bảo thủ giết hại lẫn nhau, gây thù kết oán. Nếu hiểu rõ như thế, chúng ta sống rất thoải mái trong mọi cảnh ngộ không có chi bận tâm. Đó là bức thông điệp vô giá Đức Phật đã để lại cho nhân loại làm nền tảng tu tập. Nhưng có mấy ai hiểu ra, cứ mãi giết hại lẫn nhau. Thật đáng buồn thay. Nhìn thấy nhân loại đắm chìm trong bóng tối vô minh, mê mờ không lối thoát. Nên Đức Phật hiện thân ra đời, đem giáo pháp nhiệm màu ân cần chỉ dạy, đưa nhân loại thoát khỏi dòng mê lộ là đệ tử Phật phước mỏng nghiệp dày, sanh sao Phật hơn 25 thế kỷ. Trí mờ ám phải đương đầu nhiều lối rẽ. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Quán Pháp vô ngã Quan sát thấy rõ các Pháp không có gì là thật, bởi nó đều bị định luật vô thường chi phối. Cho đến cái thân này cũng là vô chủ. Nó muốn bệnh hay chết giờ nào mình không sao ngăn được thí dụ thần bệnh cho là khổ hết bệnh cho là vui thật ra khổ vui thường hay vô thường tự tánh nó không có gì hết cho đến pháp của phật cũng chỉ là phương tiện như ngón tay chỉ trăng hay là thuyền bè để vượt qua sông mê pháp của phật giống như lương dược tùy bệnh mà cho thuốc vì chúng sanh đa bệnh phật pháp đa phương có gì mà phải chấp tu thế này là đúng thế kia sai, cao, thấp, dân dân. Tâm vô thường Nói đến cái tâm, nó sanh diệt vô thường còn hơn cái thân rất nhiều. Nó sanh diệt rất nhanh, từng niệm, từng sát na. Hệ đối cảnh là sanh tâm vui buồn, thương ghét giận hờn. Lúc thì hồi tưởng về quá khứ để nối tiếc khi lại mơ mộng đến tương lai, bồn chồn lo lắng trong hiện tại, không có lúc nào được yên. Nó thay đổi không ngừng, nhấp nhô như sóng biển, nên Đức Phật gọi đó là tâm viên ý mã. Giống như khỉ truyền canh, ngựa chạy rong. Phạm phu lầm chấp cho tâm mình là thật, mà gây ra không biết bao nhiêu lỗi lầm. Nào là độc đoán, cố chấp, bảo thủ tự hào, khoe khoang, hay hăm dọa nói rằng tánh tôi hay nóng lắm yêu cầu đừng có đụng chạm đến tôi cái tánh sân si hung hăng xấu ác như vậy mà không biết cải sửa còn đi khoe khoang thật là mê muội không sao nói hết nếu tự cho cái tâm mình là thật đức phật nói chẳng khác nào như nhận giặc làm con lấy khách trần phiền não làm chủ để cho nó dẫn dắt mình làm người khách phong trần rài đây mai đó đòa lạc lên xuống trong ba cõi sáu đường chịu không biết bao nhiêu đau khổ Tôi xin trích dẫn câu chuyện chứng minh tâm vô thường biến đổi. Thổ Phật còn tại thế, có một chú tiểu tên là Tăng Hộ. Cha mẹ đều qua đời. Họ hàng thân tộc không còn ai. Chú chỉ có một người cậu ruột. Khi cậu đi xuất gia, chú đi tu theo cậu, được xếp vào hàng sa di. Một hôm chú được thí chủ cúng dường hai sắp giải, liền đem cúng cho thầy. Nhưng thầy không nhận, vì đã có đủ tam y, Chú buồn quá, nghĩ chắc thầy không thương mình nữa. Chiều hôm đó, chú cầm quạt hầu thầy, nhưng trong tâm cứ nghĩ miên man không biết sẽ về đâu. Thầy không thương, họ hàng không có. Chú chợt nghĩ, à, ta đem bán hai sách giải, lấy tiền mua một con dê đực, một con dê cái. Vài năm sau sẽ có một đàn dê, bán dê mua bò, bán bò mua trâu, bán trâu tậu ruộng giường khi đó mình đã lớn Cưới vợ sanh đứa con trai kháo khỉnh Sẽ dẫn vợ con về thăm thầy quy y Trên đường đi Vợ chú chấp phải trễ cây Thằng bé rớt xuống đất Chú nổi giận vờ cành cây gõ lên đầu vợ Đồ hư Vừa lúc đó thầy chú mở mắt ra nói Người gõ lên đầu vợ không trúng Lại trúng cái đầu trọc của ta Tăng hộ bừng tỉnh giấc mơ Hốt quảng bỏ chạy các bạn thấy chú chạy như ma đuổi, liền chạy theo bắt lại, dẫn chú đến Đức Phật. Ngài liền an ủi. Này chú, cái tâm phàm phu thường lén lút đi rất xa, vô hình vô dạng. Chú nên khéo phòng hộ tâm mình, như gã một đồng chăn trâu vậy. Được nghe lời dạy của Phật, tăng hộ ở lại tu viện, tu hành đến ngày chứng quả A-La-Hán. Phật dạy Phàm khi nói phải hội đủ bốn yếu tố Một Lời nói phải đúng sự thật Có nghĩa là Mắt thấy tai nghe Phải hội đủ các chứng cớ mới nên nói Nhưng nếu nói ra làm hại người cùng vật Thì không nên nói Như chuyện tiền thân Đức Phật là thầy tỳ kheo Một hôm đang ngồi thiền bên bờ suối Bỗng thấy con nai chạy ngang Người thợ săn đuổi theo gặp thầy liền hỏi thầy có thấy con nai chạy ngang qua đây không thầy nghĩ nếu mình nói không có thì phạm giới nói dối còn như nói có thì gián tiếp chỉ cho người thợ săn giết chết con nai thầy chợt nghĩ ra ý hay liền đứng lên trả lời từ lúc tôi đứng lên chẳng thấy chi hết người có trí đối diện với thực tế cho dù có khó khăn đến đâu cũng giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa tốt đẹp đem lại lợi ích cho chúng sanh mà không phạm giới hư vọng hai lời nói phải hợp thời người có trí biết lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói điển hình như nhắc lỗi ai mà người nghe đang mệt mỏi buồn phiền nóng giận bệnh quạng hay giữa đám đông khoan nói đợi cho họ mạnh khỏe vui vẻ mới nên nói nhưng chớ có xây dựng bằng những lời nói quá thô tháo trắng trợn làm tổn thương danh dự người ta mà phải hết sức tế nhị khéo léo thí dụ nhà bên cạnh cao hơn nhà mình họ thường xả rác xuống khi đó không nên tức giận la mắng mà chỉ nên nói với chủ nhà anh chị thông cảm bảo mấy cháu nhỏ bỏ rác có chỗ để nó không biết xả xuống nhà tôi giờ quá nếu họ không sửa đổi mình nhờ người có uy tín quen biết với họ khuyên giùm ông bà ta thường nói bà con xa không bằng láng giềng gần khi hữu sự tối lửa tắt đèn có nhau đừng vì một chút không đáng mà làm mất lòng đôi bên thì không nên hoặc người vợ thấy ông chồng lôi thôi khi đó chỉ cần đem hình ảnh gia đình nào đó gần bên thường xảy ra xung đột. Nhờ chồng giải thích tại sao họ bất hòa, tranh cãi, đánh đập lẫn nhau. Bạn chất con người thích làm thầy đời, anh ta nghe thế khoái chí nói. Ông chồng kia thì thô lỗ, ăn nhậu bồ bịch lôi thôi, còn bà vợ lại lười biếng ăn xài phung phí, nói dai, không quán xuyến công việc nhà. Khi đó chỉ cần nói nhờ sự hiểu biết sáng suốt đức độ của anh nên gia đình mình được yên vui nếu sau này ông chồng có làm điều gì sai chỉ cần nhắc lại là đủ không riêng chuyện vợ chồng mà bất cứ trường hợp nào cũng nên đem phương pháp này ra áp dụng đều có kết quả tốt đẹp đó là một nghệ thuật cảm hóa người khác mà họ không biết tưởng dường như mình mới phát minh ra những sáng kiến mới Kinh tội nghiệp báo ứng địa ngục nói Thỏa Phật còn tại thế Một hôm Ngài tính tượng Bồ Tát du hành cảnh giới địa ngục Thấy có rất nhiều người bị quỷ sứ Bắt quăng vào núi đao rừng kiếm Phanh da xẻ thịt Đau đớn vô cùng Ngài về hỏi Phật Bạch Đức Thế Tôn Do nhân duyên ác nghiệp gì Mà họ lãnh thọ ác báo như thế Phật nói những người đó kiếp trước hay giết người sát vật, treo móc bầm chặt, làm chúng sanh đau đớn vô cùng, không thể chịu nổi. Vì ác nghiệp ấy, nên mắc phải tội như thế. Kinh Địa Tạng cũng nói, Mẹ của quan Mục vì ăn cá quá nhiều, nên mới bị đọa địa ngục. Đó là lời dạy của Phật và Bồ Tát. Nếu ai không tin thì cứ giết trời Phật, Bồ Tát cũng không ngăn cản được. Tới khi quả khổ đau chết chóc nó đến rồi, cho dù có khóc than kêu réo, trời Phật, Bồ Tát ơi, cứu con. Cứu sao nổi mà cứu? Chúng ta phải tự cứu lấy mình bằng cách là luôn luôn cảm nhận Nội thống khổ của chính mình, rồi nghĩ đến nỗi khổ của chúng sanh, liền dừng tay thảm sát, thì làm gì có hoạn nạn khổ đau? kinh pháp cú nói mọi loài sợ hình phạt mọi loài sợ tử vong lấy mình làm ví dụ không giết không bảo giết hay là dừng chân thì bóng chẳng theo nhân tay thì nghiệp chẳng đeo theo mình trong luật nghi khất sĩ có dạy ngày xưa vào mùa đông các nhà đạo đức từ tâm Bắt rận bỏ trong ống tre Phủ bông gòn cho ấm Cạo mồ hôi cho ăn Vì sợ chúng đói lạnh mà chết Cho đến sự lượt nước Vì sợ uống lầm giết mạng vi trùng Sự che đèn Vì sợ con thiêu thân uổng tử Ấy là việc làm Của người chứng đạo từ bi Loài nhỏ bé Mà còn lòng thương xót bảo hộ giường ấy Ta này là người học đạo Lẽ nào lại đi giết hại hay sao? Có lắm kẻ tìm vui thích trên sự đau khổ của người khác, nuôi thân mạng mình bằng xương máu của các loài vật, mà lại cầu cho được sống lâu, tự do hạnh phúc. Đó chẳng khác nào gieo giống nắng cay mà lại mong trổ quả ngon ngọt. Chuyện đó không bao giờ có. Nên Bồ Đề Lão Tổ có dạy, Sát sanh cầu thọ, ác lai ác báo. Sát sanh cầu phước, tai quả trùng lai xác xanh cầu lợi lão lai thọ khốn làm nghề cắt họng tự sát quỷ mình vào rừng săn bắn tai quả thình lình nuôi thú bán con con cháu phân ly thiến con lượm trứng tuyệt tử vô tôn giết người hả giận chung thân thọ khổ giết người đoạt của làm heo chính kiếp dùng lửa hại người loạn tâm loạn trí thuốc độc hại người oan gia chết yểu càng tạo nghiệp sát là tự lao mình vào con đường sanh tử luân hồi thường mạng lẫn nhau con đường nhân đạo phật dạy nếu người nào tính khí hiền lương biết quy y giữ gìn ngũ giới không sát sanh đạo tặc tà dâm giọng ngữ uống rượu tụng kinh niệm phật trong giờ phút lâm chung tự thấy mình đi chùa dân hương qua lễ phật tụng kinh qua diễn tiến đó nó hiện ra một người phụ nữ nào đó có nhân duyên với mình thọ thai giàu tiếp tục sanh ra làm người trong kinh bát nhã phật dạy các hàng đệ tử phải tinh tấn tu trì pháp thập thiện Đối với các sinh vật Thường khởi tâm từ bi Cứu khổ ban vui Lời Phật dạy như thế Vậy mà có nhiều người Chẳng những họ không biết ăn chay Tụng kinh niệm Phật Làm lành lánh dữ Trái lại Khi thấy người thân trong gia đình Hay người ngoài ăn chay Tụng kinh niệm Phật Họ không khuyến khích khen ngợi còn quỷ bán và tìm đủ mọi cách ngăn cản phá hoại. Cho nên trong kinh địa tạng nói, nếu người nào ác tâm khinh khi, chê bai, ngăn cản, vù bán người tu hành, thì Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. Nói tóm lại, chúng ta phải biết sợ ác báo mà cố gắng giữ giới không sát sanh. Muốn không sát sanh cần tu tâm từ muốn có tâm từ phải ăn chay thương người mến vật cứu giúp mọi loài giữ giới ăn chay cũng là một cách phóng sanh trưởng dưỡng tâm từ nêu gương cho đời được như vậy mới tránh khỏi cái quả bồi thường thân mạng xương thịt máu huyết lòng từ mỗi ngày thêm mở rộng thân tâm thanh tịnh phát sinh trí huệ đào quả chống viên thành có như vậy mới mong kiến tạo một thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Đúng như lời tổ đã dạy, tất cả chúng sanh không nghiệp sát, mười phương thế giới khỏi đau binh. Mỗi nhà mỗi nơi đều tu thiện, thiên hạ lo chi chẳng thái bình. Trên đường đời đầy trong gai gặp gờn, chúng ta gặp nhiều cảnh trái ý nghịch lòng. Muốn cho những đụng chạm bớt đi, các võ sư Nhật dạy các môn đệ phải mềm mại như cây liễu, đừng cứng như cây tùng. Nếu chúng ta không chịu mềm mại như cây liễu mà cứ nhất định cứng như cây tùng, như thế là ta đã gây ra những xung đột bất tận trong tâm, làm cho ta lo lắng, khổ sở cáu kỉnh, rồi sinh ra bệnh thần kinh dị ung Chẳng khác nào cây tùng cứng đơ Phải gãy đổ trước trận cuồng phong Chúng ta nên biết Tại sao những vỏ xe hơi lăn trên đường nhựa Chạy trên đá nhọn Mà nó vẫn chịu đựng được Là nhờ vỏ xe mềm dẻo Làm cho sự va chạm trên đường dịu đi Cũng vậy Chúng ta sống trên cõi đời Đầy công gai thử thách Muốn vượt qua mọi trở ngại Phải mềm mại, nhẫn nại làm cho những va chạm dịu bớt đi, thì cuộc hành trình của ta mới được êm đềm, an vui lâu dài. Chúng ta hãy đọc qua bài tụng bất hủ sau đây. Từ bào thay ra thường chịu khổ, chúng sanh như thế chớ giận hại. Nóng giận khởi lên dùng từ diệt, từ bi nóng giận không chung cùng. Người nhờ từ bi nóng giận dứt ví như sáng tối không chung chỗ nếu giữ tịnh giới mà nóng giận người ấy tự phá pháp lợi mình tất cả chúng sanh là quyến thuộc tại sao gia tăng giận não hại nếu khởi nóng giận muốn hại người chưa đến người kia trước đốt mình thế nên thường nghĩ hành từ bi nóng giận nghĩ ác sẽ không sanh nếu người thường nghĩ hành pháp lành, thường nghĩ pháp lành tâm vui vẻ. Đời nay được, vui sao cũng thế. Được đạo thường vui ấy niết bàn. Nếu tâm dồn chứa điều bất thiện, tự mất lợi mình lại hại người. Vì thế, chúng ta phải cố gắng nhẫn nại từ con người cho đến con mũi, mòng, kiến, ong, gió, mưa, nóng, lạnh, đói khát bệnh chết hoàn hỷ nhẫn chịu mọi nghịch cảnh không hề than vang oán trách được như vậy mới mong thành công đắc đạo chúng ta có thể mất tất cả tiền của nhưng đừng để mất tình nghĩa vì tiền bạc của cải còn có thể kiếm lại nhưng nếu mất tình nghĩa rồi thì khó mà tìm lại được Nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo. Ca dao Sở dĩ con người ta khổ là do mong muốn trái lại với sự thật. Nhân đây tôi xin kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện. Hồi lúc còn sanh tiền, sư phụ tôi là Hòa Thượng Thích Giác Đức, kể cho Chư Tăng nghe. Một hôm, có cô công chức đến tịnh xá lại Phật. Xong rồi cô đến gặp thầy tôi than thở số phận con sao khổ quá sư ơi con nghe nói đạo phật có pháp cứu khổ cứu nạn vậy nhờ sư giúp cho con hết khổ cô khổ vì việc gì nói cho sư nghe thử coi thưa sư con làm trưởng phòng nha địa dư bị ông giám đốc vô cớ cho con nghỉ việc để đem thân nhân của ông ta vào một nỗi khổ nữa là trước khi ông ta đi làm việc là phải chạy xe ngang qua nhà con Mỗi lần thấy ông ta là con vô cùng tức giận và khó chịu làm sao. Còn ăn không được, ngủ không yên, sụt đến năm cân. Sự có phép gì trị giùm con? Ông giám đốc vô cơ đuổi cô là có lỗi. Cô lại chấp cái lỗi của ông ta tự làm khổ cô. Trong khi đó, ông giám đốc có khổ không? Ông ta ăn ngủ ngon lành nên mới có sức khỏe. Ngày nào cũng chạy xe đi làm việc còn con Ăn ngủ không yên nên mới ốm như vậy Từ khi cô nghỉ việc ở nhà địa dư đến nay Cô có làm ăn gì được không Còn về nhà làm buôn bán Tiện lợi gấp 10 lần ở cơ quan Người ta cho cô nghỉ việc Để đi buôn bán làm giàu Mà cô không vui Trái lại Lấy cái quấy của người ta làm khổ mình Đâu Cô nghĩ lại coi có đúng không Sư nói đúng quá sao con không nghĩ ra con thật thật cảm ơn sư đã chỉ dạy chuyện trên cho chúng ta thấy cô trưởng phòng lúc nào cũng muốn cho ông giám đốc đừng bao giờ đuổi mình nhưng ông ta lại đuổi điều gì làm cho cô khổ đau cô khổ là vì cô không hiểu lý nhân duyên nhân quả chấp nhận sự thật để vui vẻ sống với nó khi hiểu ra rồi cô hết khổ ngay để cho chúng sanh thấy được sự lợi ích của nhẫn nhục. Phật nói, Tiền thân ta là vị tiên nhân tên là Sàng Đề, tu khổ hạnh ở núi rừng. Một hôm vua ca lợi cùng với phu nhân thể nữ quần thần vào rừng săn bắn. Đến trưa, vua cho bày tiệc ăn uống đàn ca múa hát vui chơi. Tiệc xong vua ngã lưng nằm ngủ dưới gốc cây. Khi thức dậy không thấy quan quân tỳ nữ, liền hỏi cận thần mới biết họ đi đến vị tiên nhân ở gần bên để nghe Pháp. Sàng đề tiên nhân nói, muôn loài đều tham sống sợ chết, hãy lấy tình thương xóa bỏ hận thù, chém giết, sống đời vì tha bác ái. Có như thế mới thoát được cảnh luân hồi thường mạng chết yểu. Họ nghe qua cảm thấy tội lỗi của mình trong cuộc đi săn đầy sát khí. Tất cả đều ước mong sao được nhà vua cho về nhà, sống đời cư sĩ, cơm rau đạm bạc tu hành khi đó vua ca lợi đến nơi nhìn thấy ai nấy đều kính cẩn nghe tiên nhân giảng đạo lòng đố kỵ dân trào liền xuống ngựa bước tới chí thẳng vào mặt tiên nhân chửi mắng hủy nhục đủ điều nhưng ngài vẫn ngồi lặng thinh không nói một lời này kẻ ương ảnh kia trước mặt ta sao mãi ngồi lì đó làm gì thế tôi ngồi đây để tu hạnh nhẫn nhục hạnh nhẫn nhục là thế nào hạnh nhẫn nhục là khởi tâm đại bi khiêm nhường ôn hòa với tất cả mọi người từ bỏ những hành động kiêu căng tự đắc thường dùng lời nói êm dịu đạo đức khuyến hóa chúng sanh vua ca lợi nghe qua tưởng tiên nhân công kích sự thô lỗ của mình nên quát thôi hãy im đi nghe ta hỏi tại sao người bị chửi mắng mà vẫn lặng thinh là thế nào thưa ngài nếu những lời chửi mắng của người khác là đúng Mình phải cảm ơn để lo tu sửa Còn như họ chửi nhầm lẫn Xem đó là lời nhắc nhở Hay tiếng vang gió thổi ngoài tai Câu trả lời đó thật là quý báu Khiến cho ai nấy đều thán phục Ca lời vương cảm thấy tự ái dồn dập liền rút kiếm ra bảo Đây là lời nói dối trá Vô lễ Rồi mạnh tay vung gươm Cắt đứt hai lỗ tai của tiên nhân Ôi những dòng máu đỏ tuôn rơi Ướt đầm cả hai má Nhưng sắc mặt tiên nhân Vẫn an nhiên tọa Thấy thế ca lời vương vung gươm Chặt đứt thêm hai cánh tay và chân Rồi nói Thử coi ngươi còn nhẫn nổi không Máu chảy ướt cả chỗ ngồi Nhưng không một lời oán trách trên thang Vua lặng thinh suy nghĩ Người này không phải tầm thường Nên gượng lại cất tiếng hỏi Hỏi tiên nhân Tại sao người bị ta hành hạ Mà gương mặt không hiện ra sắc giận Và nói lời nào Này đại dương Nếu tôi có lỗi Bị người hành hạ Tôi phải nhẫn thọ như uống nước cam lồ Và cung kính đối với người ấy Còn nếu gặp trường hợp Họ không phân biệt phải trái Xúc phạm Khi đó tôi nghĩ Ngày nay mình vô tội Nhưng biết đâu trong quá khứ đã từng làm người ta khổ đau. Hơn nữa, thần này là vô thường do các duyên giả hợp, có gì đáng để luyến tiếc. Hay lắm, nghĩ được như thế hết sức là cao thượng, nhưng làm sao cho ta tin rằng người thật tình không oán hận. Không cần nói, đại dương cũng thấy tôi nào khuất phục trước sự áp bức bất minh thiếu nhận xét của ngài và chẳng quan tâm đến lưỡi kiếm chém vào thân tôi nên nội tâm được tịch tịnh không có ác niệm đối với sự tàn bạo của Ngài. Vì tôi lúc nào cũng tâm niệm nguyện cho tất cả chúng sanh sớm bỏ đường tà quay về nẻo cánh thoát khỏi ác nghiệp. Nếu quả thực tôi có thực hành hạnh nhẫn nhục cầu cho thân này được bình phục như cũ. Vừa nguyện xong trời đất bỗng dưng trung chuyển Hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi, máu hóa ra sữa, thân thể trở lại như xưa. Nhìn thấy tiên nhân bình phục, vua Ca Lợi Vương vô cùng kinh ngạc. Giờ đây tánh kiêu căng tàn bạo không còn nữa, liền quỳ xuống bên tiên nhân, cầu xin sám hối tội lỗi và phát nguyện tận tâm phụng sự Tam Bảo và noi theo gương nhẫn nhục của ngài để thực hành trong đời sống cá nhân cùng trị quốc an dân qua câu chuyện trên chúng ta thấy tiền thân phật chấp nhận nghịch cảnh đau thương không nói một lời oán trách lại nguyện cho họ đừng lãnh thọ ác báo nên ngài thành tựu được thân nhẫn khẩu nhẫn và ý nhẫn đạt đến nhẫn nhục ba la mật không thấy mình nhẫn cảnh để nhẫn nên nội tâm được an lạc trong thế kinh phật dạy Phàm làm vợ chồng chung sống với nhau Muốn có hạnh phúc an lạc ở hiện tại và tương lai Phải thọ trì ngũ giới Sống phải có trung có hậu Lấy lòng từ bi hỷ xã Quý kính chăm sóc lẫn nhau Thì gia đạo được đầm ấm yên vui Các nhà tâm lý học nói Có 12 điều mà vợ chồng cần biết Để áp dụng trong đời sống gia đình được tốt đẹp Một không được nhắc lại những chuyện chẳng tốt trong quá khứ 2. Không thoá mạ nhau 3. Hãy kiềm chế cơn nóng giận 4. Không dành phần phải về mình 5. Không gây phiền nhau vào những lúc chẳng thuận lợi như đang ngủ, buổi trưa nóng nực, đi làm về mệt mỏi, vừa có chuyện buồn bực, bệnh hoạn dân dân 6. Không mang cái bực bội ở ngoài về nhà Trút lên đầu người khác 7. Đối xử chu đáo tế nhị Cả hai gia đình bên vợ bên chồng 8. Trung thành chăm sóc nhau Từ những chuyện nhỏ nhặt nhất 9. Việc chung của gia đình Nên bàn bạc lẫn nhau 10. Nên có những cử chỉ lời nói làm đẹp lòng nhau 11. Một Thỉnh thoảng nên mua sắm đồ trang sức, phẩm vật dân tặng lẫn nhau. 12. Khi có lỗi lầm, vợ chồng đóng cửa dạy nhau trong tinh thần tôn trọng yêu thương. Dấu hiệu không tôn trọng là dấu hiệu báo trước sự tan dở. Nói tóm lại, nếu trong gia đình, vợ chồng không tà dâm, thì cuộc sống được đầm ấm hạnh phúc yên vui, làm ăn tấn phát, sự nghiệp vững bền, con cháu vui vẻ, Dòng họ bà con lối xóm đều quý mến khen ngợi và có oai đức. Ai nhìn thấy vợ chồng con cháu mình đều khởi tâm kính trọng không hề có ý tà dại. Chúng sanh chẳng rõ chánh nhân, mê chấp hình tướng, tin tà cầu phước thật là phi lý. Đức Phật mới thuyết minh giáo lý nhân quả nghiệp báo không có vị thiên thần ông bà cô cậu nào có quyền sắp đặt an bày số phận của ta. Thế mà có nhiều người không tin lời Phật dạy, tối ngày cứ mơ tưởng, gợi gắm linh hồn vào những thế giới huyễn hoặc, không tự chủ được mình. Lúc nào cũng phập phòng lo sợ, trí huệ lu mờ, làm việc mù quáng. Như thấy con cháu bệnh hoạn, tai nạn hoặc gia đình xào xáo, làm ăn không được. Nghe nói có ông thầy bói toán, ông lên bà xuống bảo tại vì bị quỷ thần cửa huyền quở phải giết heo gà dịch để cúng tế thì gia đạo mới được bình yên thật là trái ngược giáo lý từ bi giống như chuyện trong kinh pháp cứu thí dụ nói thuở phật có ông vua tên là hòa mặt một hôm mẹ vua lâm trọng bệnh nằm liệt giường vua cho mời rất nhiều danh y điều trị và đến cầu phù chú nơi đồng cốt Xong bệnh tình bà vẫn không thuyên giảm do đó vua cho mời hai trăm vị bà la môn vào cung cúng dường rồi hỏi thái hậu bệnh nặng đã lâu không biết vì nguyên nhân gì các bà la môn trả lời bệnh của thái hậu là do tinh tú sai loạn âm dương bất hòa vua hỏi làm cách nào để trừ được các bà la môn nói nên bày lễ cầu đảo núi non nhật nguyệt tinh tú nơi khoảng đất trống ngoài thành phía đông và giết một trăm súc vật đủ loại với một đứa bé để tế trời thời mẹ của bệ hạ hết bệnh vua nghe lời liền cho người lùa voi ngựa bò dê đủ trăm loại và một đứa bé đi ra chỗ tế tự dọc đường tiếng than khóc kêu la vang dội khắp nơi động lòng từ Đức Phật và chúng đệ tử đi đến cửa thành phía đông. Vua quà mặt và mọi người đến nơi trông thấy Đức Phật uy nghi, rực rỡ, hào quang tỏa sáng như mặt trời mọc. Ai nấy đều khởi tâm tín mộ. Vua liền xuống xe, đến trước Phật, chắp tay xá bái. Đức Phật hỏi, Đại dương định đi đâu? Vua dòng tay đáp, Mẫu hậu con lâm trọng bệnh, lường y khắp nơi trị không hết, này con đem đứa bé và các súc vật đến đây để tế cúng chư thiên, cầu đảo tinh tú cầu cho mẹ con được hết bệnh." Đức Phật bảo, "Ông giết người sát vật cúng tế chư thiên, cầu đảo tinh tú để cầu cho mẹ ông hết bệnh là điều phi lý. Giả sử ông suốt đời cực khổ, đem tất cả bò dê trong thiên hạ ra sát sanh để tế tự cầu đảo thì sẽ mang tội rất lớn như núi tu di." Thật là phí công vô ích. Đại Dương nên biết, muốn có lúa ăn phải lo cày cấy, muốn sống thọ phải hành từ bi, muốn được trí huệ phải chuyên học hỏi. Mình gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Kẻ giàu sang thì không thích bữa ăn của người nghèo. Dư Thiên kia ở cung điện thất bảo, muốn ăn mặc tự nhiên như ý, lẽ đâu lại bỏ vị cam lồ mà dùng đồ máu thịt tanh hôi. Vua quà mặt nghe lời Phật dạy Thấy được lẽ đạo vô cùng hoan hỷ Cho người đưa đứa bé về nhà Và phóng thích các con vật Muốn đi đâu tùy ý Không trộm cướp Trộm có nghĩa là thiết mưu kế trình rập lén lút Để lấy những vật lớn như tiền của, vàng bạc, ngọc ngà trao báu dàn dối đủ cách như là lấn ranh đất mua cân già bán cân non đo vàng đông thiếu lừa người cho đến vật nhỏ như mũi kim sợi chỉ của khoai trái ớt dân dân đều phạm giới trộm cả cướp là ý mạnh hiếp yếu lập bè kết đảng giật ngang của người hoặc cậy thế ý quyền làm tiền kẻ yếu là ăn cướp thừa cơ hội bắt chẹt người ta trong lúc lâm nguy túng thiếu đó cũng gọi là ăn cướp nói tóm lại bất cứ hình thức nào do lòng gian tham lấy của người bất chánh đều là trộm cướp cả phật cấm trộm cướp là để trưởng dưỡng lòng từ nếu chúng ta nhẫn tâm lấy đi tài vật của người làm cho họ phải lâm vào cảnh khó khăn đứng ngồi không yên âu sầu tìm kiếm bỏ dở công việc làm ăn có khi mất quá nhiều sinh ra buồn rầu đau ốm tuyệt vọng tâm trí rối loạn điên cuồng tự tử thế là ta đã bóp chết lòng nhân từ mà lòng nhân mất thì khó mà làm người được thử nghĩ mình vô ý đánh mất hay bị người ta lấy đi đôi dép cái nón tiền bạc chút ít còn cảm thấy buồn phiền ăn ngủ không yên tại sao ta nỡ lòng nào lấy đi của người làm cho họ phải khóc than đau khổ người đời thường nói tiền của là huyết mạch nếu như ai nhẫn tâm lấy đi tức là cướp đoạt xương máu giết chết sinh mạng của người ta rồi do đó đức phật ngăn cấm trộm cướp vì trộm cướp chẳng những trái với tâm từ mà còn gây nhân xấu trong hiện tại bị cảnh tù tội khảo tra mọi người khinh khi phỉ nhổ làm xấu hổ cho mình và con cháu đánh mất tất cả nhân phẩm đạo đức uy tín bị chôn dùi công danh sự nghiệp ngay đó sụp đổ bởi vì không còn ai dám tin tưởng làm ăn hay giao phó công việc cho hạng người gian tham tương lai chắc chắn đen tối lại thêm cái khổ nữa khi đi đến nơi nào cũng bị người ta nghi ngờ oán ghét Lỡ có mất cái gì Ai lấy ở đâu cũng đổ thừa họ Giả lại Của phi nghĩa làm chi nên chuyện vào cửa trước ra cửa sau Tiều hào mau lẹ như qua phù dung Sớm nở tối tàn Trong luận a đàm phẩm lộ tử môn, Đức Phật dạy những nguyên nhân đưa đến luân hồi trong dòng lục đạo một Con đường địa ngục Phật dạy Nếu người nào ôm lòng sân hận quá nặng Giết hại cha mẹ thánh hiền Phá hòa hợp tăng Làm thân Phật ra máu Đầm chém bầm chặt Đập đầu cắt cổ lột da Chiên xào nấu nướng Làm cho chúng sanh đau đớn rên la Giấy dụa oằn oại Chết thảm chẳng có một chút từ tâm Người đó trong giờ phút lâm chung những diễn tiến của lộ trình tâm sẽ tuần tự hiện ra. Thí dụ như, tên tướng cướp thì thấy mình đang giết người cướp của, còn tên đồ tể thì thấy mình đang đập đầu bò, đâm họng heo, bầm chặt, phanh da xẻ thịt như thế nào đó. Nó tuần tự hiện ra hết. Tiếp theo, thấy quỷ sứ đến bắt hồn dẫn xuống địa ngục để hành hình. Đó là con đường đến địa ngục đạo. những nỗi khổ về già. Lúc nhỏ nhờ ơn nuôi nấng của cha mẹ, lớn lên đương đầu với cuộc sống đầy gian lao cực khổ để mưu sinh. Lần hồi đến ngày già yếu, răng rụng mắt mờ, tai điếc, lưỡi đớ, tay chân run rẩy, đi đứng khó khăn, trí huệ lu mờ, sanh ra lẫn lộn. Ăn dơ uống bẩn, nói năng giống như người mất trí. Ăn rồi bảo chưa ăn ăn bảo ăn rồi Có khi lại chửi bới Nói năng nhảm nhí Làm trò cười cho lũ trẻ Nói đến tai hại của sự ganh ghét đố kỵ hận thù Thổ Phật Có ông thầy tên là Cô Ca Ly Ca Thấy Đại Đức Xá Lợi Phất Là một người đệ tử lớn Được Đức Phật tin yêu Mỗi khi Phật quyết định điều gì Hoặc vỡ trách và giáo giới vị tỳ kheo nào là thầy cô Kalika cho rằng Phật nghe những lời nói ra nói giàu của Đại Đức Xá Lợi Phất. Vì thế thầy đem lòng ganh ghét Đại Đức Xá Lợi Phất. Thầy cô Kalika thường nói với các vị khất sĩ rằng Đại Đức Xá Lợi Phất là người tu hành giả dối, thường hành động theo ái dục. Niềm ganh tị và hận thù của thầy cô Kalika quá lớn khiến không ai có thể quá giải được. Chính Đức Phật đã có lần gọi thầy đến bảo này khất sĩ cô li Ca, đừng cho rằng xá lợi Phất là người bị ái dục chi phối. Xá lợi Phất là người có đạo đức chân thật và tính tình rất hòa ái. Thầy cô li Ca đã bị lòng ganh ghét che mờ lý trí, nên thầy không tiếp nhận được lời Phật dạy. Cuối cùng, thầy bỏ tu viện ra đi. Sau đó thầy mắc một chứng bệnh rất lạ kỳ, và thầy trở nên sần sùi rồi tự nhiên đầy mình mọc ra hàng dạng cái mục nhỏ bằng hạt cải. Những cái mục này lần lần lớn lên bằng hạt đậu, rồi vỡ ra, chảy đầy máu mũ, thuốc men nào cũng không chữa được. Phật nhắn thầy về tu viện, nhưng thầy không về, sau đó thầy mạng chung. Phật rất thương xót thầy ca cô ly ca chết vì lòng ganh ghét hận thù. Nhân đây Phật cho gọi các vị khất sĩ đến dạy rằng hận thù và ganh ghét là những chất độc làm ung thối tâm hồn những chất độc ấy còn phá hoại thân thể và gây thành những chứng bệnh kỳ lạ này các vị khất sĩ các vị đừng để cho những chất độc ấy thấm vào thân tâm sau khi nghe lời phật dạy các vị khất sĩ y giáo phụng hành tối sáng như tên bắn ngày tháng tợ thoi đưa không ai làm chủ được sanh già bệnh chết Vậy mà có mấy ai giác ngộ lo tu hành Cứ mãi ganh ghét hận thù Não hại lẫn nhau Để rồi phải lãnh lấy quả báo đau thương Vinh nhục được mất Tốt xấu phải trái Hơn thua chung quy rồi Cũng trở về các bụi Chính vì thế Tổ Quy Sơn mới dạy rằng Ngày nay lại đã qua rồi Mạng căng huyết mạch lần hồi tiêu hao Dường như cá cạn ở ao khổ thêm thì có chút nào vui đâu cần tu tợ lửa đốt dầu đừng cho sái bưởi như chầu đế vương tẩm thân mỏng mảnh vô thường sớm còn tối mất tìm phương cứu mình qua bài kệ trên tổ chỉ cho mình thấy cái thân này là nơi chứa nhóm các thứ khổ giống như con cá ở trong ao không có nước chẳng biết chết giờ nào phải ráng mà lo tu để tự cứu lấy mình 4. Không nên tụ tập bàn nói những điều nhảm nhí vô ích phi pháp. Mỗi khi nói ra phải như pháp mà nói, lúc nào cũng phải ca ngợi tán thán hạnh thiểu dục tri túc. Nói về giới định tuệ, giải thoát, tri kiến. Sở dĩ con người bị phiền não khổ đau là do thị phi. Đa phần phụ nữ thường nói chuyện thị phi. Người này tốt, kẻ kia xấu, người này đáng thương người nọ đáng ghét nói chuyện ngoài đời chưa đủ nói chuyện trong chùa ông thầy này tu hay ông sư kia tu dở nhưng xin thưa với quý vị người ta đang tu nên vẫn bị nghiệp chi phối cho nên có cái làm được có cái chưa làm được mình đừng vì thế mà sanh tâm hủy bán lập bè kết đảng chống đối thư kiện lẫn nhau vô tình làm cho ngoại đạo chê cười cho nên đức phật nói Sư tử trùng thực sư tử nhục Nghĩa là con sư tử không có vật nào ăn nó được Mà chính con vi trùng trong thân của nó mới giết được nó Cũng vậy, Đức Phật nói Đạo của ta, ta ma ngoại đạo không thể phá hại được Mà chính trong hàng tứ chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam và tính nữ Tự hủy diệt giáo pháp của ta Sở dĩ mình tốt là tại vì nghiệp nó chưa tới. Chứ khi nó đã tới rồi, mình còn hơn người ta nữa. Cho nên người xưa nói, ai hay nói lỗi người khác, thường bị mắc quả báo. Ai ơi chớ dội cười nhau, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Ca dao Nói đến nhân quả, Phật dạy Rằng ai muốn biết nhân xưa Hãy xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây Muốn biết quả báo sau này Xem điều tội phước ta nay đang làm Nếu như ai không tin Ra oai hung dữ Làm cho người chung quanh ngán sợ Kết quả chỉ thêm thù kết oán Mọi người kinh tởm xa lánh đó là nguyên nhân làm mất hết sự kính trọng, thông cảm giúp đỡ của các thành viên trong gia đình. Khi đó ta mất hết chỗ đứng và làm xấu đi sự tương giao ngoài xã hội. Thằng ôi, quả bất thiện chưa trả lại vay thêm. Thực ra tranh cãi hành hung đều là biểu hiện tánh giả mang và lạc hậu mà người thông minh có đạo đức không bao giờ hành động như thế. Nên nhớ, trong lúc nóng giận, buồn phiền, không nên nói năng hay hành động điều gì hết. Nếu nói làm, phần nhiều nó chỉ đưa đến thiệt hại cho mình và người tốt nhất là nên niệm phật hành thiền quán chiếu nhân quả hoặc đi giải trí cho đến khi tâm bình tĩnh nói làm mới có kết quả tốt đẹp muốn xây dựng một người nào trước tiên là khen ngợi những ưu điểm của họ như là anh chị bạn bè cái gì cũng tốt nhưng có một điều chưa được hoàn chỉnh cố gắng khắc phục thì thật là người gương mẫu trong đời như vậy người ta mới hoan hỷ chấp nhận sửa lỗi Ngược lại nếu mình chỉ đem toàn cái xấu của họ ra nói Nguy hiểm nhất là chỗ đông người Chúng ta sẽ bị thất bại ngay Không giải quyết được gì mà còn gây thêm thù oán Cách hóa giải những cuộc xung đột Các nhà tâm lý học nói Nếu gặp trường hợp vợ chồng đang gây gỗ đánh lộn Điều cấm kỵ nhất là Ta không được nói lỗi bên nào Mà chỉ nên nói những tai hại của nó Như là nếu anh chị chửi rủa đánh đập với nhau thì làm cho cả hai đều khổ và làm khổ luôn cho con cháu. Ngoài ra còn bị lối xóm dèm pha chê cười. Nếu mà vợ chồng không biết tôn trọng lẫn nhau, Bồ Đề Lão Tổ nói, hủy hoại vợ chồng, kiếp sau lẽ bạn. Có nhiều người thấy ai đó đang tranh cãi, họ liền đến nói lỗi chỉ có một bên, chẳng giải quyết được gì mà còn làm cho tình hình càng căng thẳng thêm lên nếu không khéo vô tình mình lại bị tai họa lây đức phật dạy được thân người rất là khó gặp phật pháp lại càng khó hơn hôm nay mình có duyên lành hội ngộ với tam bảo mà không lo tu là uổng lắm để rơi vào địa ngục ngạ quỷ xúc sinh hay tà ma ngoại đạo biết bao giờ mới có thân người gặp được phật pháp để tu khó thay được làm người, khó thay được sống thọ, khó thay Phật ra đời, khó thay được nghe Pháp. Kinh Pháp Cú Trong Kinh, Đức Phật đưa ra hình ảnh con rùa mù ở biển cả, một trăm năm mới nổi lên một lần mà gặp được bồng cây trôi. Đó là một điều thiên nan dạng nan. Phật dạy được thân người cũng khó như thế. Ngài nói, tuy thân này khó được, nhưng khi được rồi lại bị vô thường hủy diệt. Chớ có tham đắm nó mà gây ra tội lỗi. Người ơi sớm thoát khỏi ta bà, trẻ tuổi rồi đây cũng đến già, địa ngục không đàn sao lại tới, thiên đường có cửa chẳng hề qua. Quanh năm bận biệu đàn con dạy, sớm tối say mê đám ruộng nhà, chẳng biết phù sanh đời tạm giả, tầm về cực lạc khỏe lòng ta. Thổ xưa có một triết gia, túi không có một xu, thơ thẩn trong một miền núi đá. Dân cư ở đây sống rất vất vả. Một hôm, nhân thấy một đám đông quay quần chung quanh mình trên một ngọn đồi. Ông nói, Đừng lo tới ngày mai, vì ngày mai chưa tới, chớ dội lo. Ta chỉ lo trong ngày hôm nay thôi, cũng khổ rồi những câu này được lưu truyền muôn thuở đời sống là một biến đổi không ngừng chẳng khác nào dòng nước chảy trên sông mỗi giây đều thay đổi quá khứ đã qua tương lai còn bao phủ trong những biến dịch không ngừng như vậy chúng ta yên ổn vui vẻ sống trong ngày hôm nay nếu để cho gánh nặng quá khứ và ngày mai đè thêm vào gánh nặng hôm nay thì người mạnh nhất cũng phải ngã quỵ ai kia sung sướng suốt đời riêng tôi vui sống trong ngày mà thôi. Ngày mai mặc kệ ngày mai, vì tôi đã sống hôm nay đủ rồi. Horace. Chúng ta nên lưu ý là đừng lo tới ngày mai, chứ không phải đừng nghĩ. Ta cứ cẩn thận suy nghĩ, dự tính sửa soạn tới ngày mai đi, nhưng đừng lo lắng gì hết. Trong cuộc sống trước khi làm việc gì phải khéo suy nghĩ kỹ về nhân quả rồi hành động một cách hữu ích hợp đạo lý còn vụng suy nghĩ làm những chuyện phi đạo đức vô ích để cho thần kinh căng thẳng suy nhược và lãnh lấy hậu quả khổ đau một trong những điều bi đát nhất là loài người có tánh buông bỏ đời sống hiện tại cho nên mới xảy ra biết bao cảnh âu sầu khổ não bệnh hoạn Bác sĩ Halo Dehabem ở giảng đường Mayo nói Trong kỳ họp thường niên của các bác sĩ và những nhà giải phẫu cho biết Nguyên nhân sinh ra bệnh ung thư bao tử, đau tim, tiểu đường, đau răng, nhức đầu, phòng thấp, trúng hàng, ung nhọt, ghẻ lát, mạch máu căng thẳng, mất ngủ, mất ăn, đầu thần kinh, loạn ốc, tóc mau bạc và rụng, da mặt mau nhăn. Những bệnh đó đặc biệt thường xảy ra với người quá lo lắng, nghi ngờ, do dự, sợ sệt, đời sống gây go ồn ào, nhộn nhịp quá, đau khổ trong hôn nhân, suy bại về tài chánh và tánh vô cùng ích kỷ, oán ghét nóng nảy, chán chường, thất vọng, không thích nghi với hoàn cảnh được mất, tốt xấu, khổ vui khen chê, vinh nhục chua chát trong đời. Họ cứ muốn sống cách biệt với mọi người chung quanh và tự gia mình trong một thế giới tưởng tượng đó là nguyên nhân sinh ra các thứ bệnh lo lắng ích kỷ ganh ghét sân giận uất hận sợ hãi tuyệt vọng khác nào những mũi kim đâm vào thần kinh nó dư sức làm cho ta quá điên và tự tử phải chúng ta có những tư tưởng vui vẻ thì đời ta sung sướng có những tư tưởng hắc ám thì đời ta khốn khổ có những ý nghĩ sờ sệt, nghĩ đến thất bại, thì chắc chắn sẽ thất bại. Muốn có cuộc sống hòa hợp tốt đẹp, chúng ta hãy nhìn cách cư xử của những bậc thoát trần ngày xưa. Thổ Phật còn tại thế, một hôm Ngài đến thăm ba người đệ tử đang an trú tu tập trong rừng bàn Na Mạng xà tự. Đó là tôn giả Anna Lục Đà, tôn giả Nang Đề, tôn giả Kim Tỳ La. Khi hai tinh Phật đến, bà tôn giả vô cùng hoan hỷ, đồng ra tiếp đón, thỉnh Đức Phật vào, trải tòa cụ lên giường, mời Phật an tọa, rồi đồng nhau đảnh lễ và dấn an sức khỏe. Đức Phật hỏi, Này các con, sống ở đây có được an ổn, hòa hợp không? Bà tôn giả thưa, Bạch Đức Thế Tôn, Chúng còn sống rất là hòa hợp, an ổn Phật hỏi Cách sống của các con như thế nào Mà được hòa hợp an lạc Bà tôn Giả nghe Phật hỏi như vậy Liền đánh lễ thưa rằng Bạch Đức Thế Tôn Chúng còn sống hòa hợp Là nhờ nghe lời Phật dạy Giữ gìn giới cấm Tù hạnh từ bi hỷ xã Kiềm hạ lễ phép ôm hòa nhã nhặn Thông cảm khoan dung độ lượng Nhẫn nại nhịn nhường, tùy thuận, tận tình giúp đỡ lẫn nhau. Chúng con không bao giờ sống với cái tâm riêng tư của mình, mà lúc nào cũng quan tâm tìm hiểu người bạn bên cạnh cần gì để cố gắng làm vui lòng nhau, đồng tiến bước trên con đường giải thoát. Nhờ vậy mà cuộc sống của chúng con được hòa hợp từ thân, khẩu, ý đều được trọn lành trước sau như một. Sau khi nghe ba tôn giả trình bày xong, Đức Phật vô cùng hoan hỷ tán thán lành thay, lành thay. Các con sống hòa hợp không tranh cãi, cùng hiệp nhất trong một tâm, chung một thầy như nước hòa với sữa. Thật là tấm gương lành đáng để cho trời người kính trọng noi theo. Còn chúng ta bất bình chống đối nhau là do đâu? Có phải chăng là do lòng cố chấp, bảo thủ hẹp hòi, bắt người ta phải giống mình. Nếu như ai không nghe lời làm theo thì mình tìm đủ mọi cách thẳng tay triệt hạ cho hả dạ. Thật là độc ác, bất công và vô lý. Tại sao mình không giống người ta mà lại bắt người ta phải giống mình? Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy Nếu ai xa lìa trộm cướp mà làm việc bố thí, thời hưởng được mười pháp lành như sau. Một, giàu có của cải vua giặc nước lửa và con hư không thể phá diệt hai nhiều người thương mến ba người không phụ gạt bốn không lo tổn hại năm mười phương khen ngợi sáu tiếng tốt đồn khắp bảy ở trước đại chúng không hề khiếp sợ tám của cải tính mạng, hình sắc, sức lực an vui, biện tài đầy đủ. 9. Thường sẵn lòng bố thí. 10. Mạng chung sanh lên cõi trời. Nếu đem công đức lành ấy hồi hướng về đạo vô thượng chánh đặng chánh giác, sau khi thành Phật, được chứng trí thanh tịnh đại Bồ đề, nên có câu: Giới thứ nhì cấm trừ trộm cướp, vật của người chẳng đặng gian tham người tu của cải chớ ham chẳng nên khởi ý lấy làm của ta ai không trộm cướp của ai tự nhiên vàng bạc của tiền đầy kho cung điện thất bảo thật to thân tâm vui thú không lo chi mà ngược lại trong kinh a hàm phật nói nếu ai tham lam trộm cướp Hiện tại người khinh kẻ oán Tâm trí bất an Thường dướng ách nạn Bị chủ bắt giao cho quan Giam vào lao ngục Cực hình tra tấn Hành phạt đủ cách Sau khi mạng chung Đọa vào địa ngục Lửa dữ thiêu đốt Bị ngục tốt bắt trụng vào chảo nước sôi Gươm đào đâm chặt Bỏ chỗ dơ bẩn Cối xây nghiền nát Chua chát đau nhất Đủ cách hình phạt không sao kể xiết trải qua trăm ngàn năm như thế tội địa ngục vừa mãn sanh làm ngạ quỷ đói khát khổ ngặt không thể nói hết những nỗi khổ đó kéo dài đến trăm ngàn năm hết kiếp ngạ quỷ kế sanh làm voi ngựa trâu bò lạc đà chê lừa chó ra sức đền bù nợ người tội xúc sanh hết sanh lên làm người hạ tiện nghèo cùng đói rách lại thường bị cảnh nước trôi lửa cháy vua bắt quan đói giặc giữ cướp đoạt con hư phá quỷ làm tiêu tan hết tài sản và mong cầu diệt chi đều không thành tựu những ai hay trộm cướp hãy mau nghe lời phật dạy ăn năn cải sửa nếu không đến khi bị tội mới hối hận thì quá muộn màng cổ đức kệ răng Ác thứ nhì ấy là đạo tặc Lấy của người sắm ăn sắm mặc Chẳng kể công nước mắt mồ hôi Phá lương dân giả luống bồi hồi Ngày làm lụng đêm lo gìn giữ Trốn pháp luật tập tành đủ thứ Nào đào tường khoét vách khuân đồ Tội chập chồng đâu biết ở mô Trốn người khỏi trốn trời sao khỏi nay đuốc quệ từ bi đã rọi chào thân tâm những kẻ gian phi hãy tu thân chừa thói vô nghì của phi nghĩa làm chi nên chuyện luật nhân quả thật là cao viễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai vậy ta nên làm việc thẳng ngay cứ bền chí có ngày thông thả Vào thời Đức Phật Có một anh đồ tể tên Chuân Đá Làm nghề mổ heo Một hôm anh ta mang một chứng bệnh kỳ quái Miệng mũi lúc nào cũng tuôn ra máu mũ Đầu đớn tột cùng Sớm chiều cứ nằm trên giường trên la bi thảm Như tiếng heo bị thọc huyết Một hôm Phật cùng A Nan đi khất thực ngang qua, bỗng nghe từ trong nhà anh ta vang lên tiếng kêu kinh hãi Tôn giả A Nan hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tiếng kêu đó của người hay vật mà nghe ghê gớm quá vậy? Này A Nan, đó là tiếng kêu của người đồ tể chuân đá, chuyên thọc huyết heo, làm cho chúng sanh đau đớn thấu trời thấu đất không chịu nổi. Do nhân duyên ác nghiệp ấy nên mắc tội khổ như vậy. Nhân đó Phật dạy sát nghiệp rất nặng khi chết bị đọa vào địa ngục thọ ngàn dạng khổ hình mãn hạn chuyển làm súc sanh nợ máu phải hoàng đền trăm kiếp ngàn đời khó có ngày dứt lâm đạo trưởng nói người đời tàn nhẫn đã thành thói quen sát sanh ăn thịt tích lũy lâu ngày đã quá sâu dày tổn giảm phước đức tiếng kêu bi ai đầy oán hờn của con vật khiến cho họ gặp nhiều cảnh thiên tai địa ách, bệnh hoạn, đói khát, giặc giả đau binh, cướp đi mạng sống của họ. Đó là báo ứng tự nhiên của trời đất. Nên biết rằng, nghiệp sát càng nặng thì quả báo càng thê thảm. Vì thế, những người làm nghề sát sanh hại vật hãy mau thức tỉnh, nhanh chóng rửa tay đổi nghề sang nghề lương thiện. Hãy ăn năn sám hối ăn chay niệm phật bố thí phóng sanh dung trồng cõi phúc để đền bù lại những tội lỗi đã qua mới mong tránh khỏi những tai họa cho con cháu sau này. Trong khế kinh Phật nói tất cả các pháp đều từ nhân duyên sanh và những gì mà con người gặp phải trên cõi đời đều do nghiệp lực chi phối. Chúng sanh tự gieo nhân rồi gặt lấy quả Chẳng phải trời trong quỷ thần gây ra Thiện ác kết quả riêng Nhân quả lý đương nhiên Làm thiện sẽ được thiện Gieo giống ngọt vui yên Kinh Pháp Cú Qua lời Phật dạy Chúng ta thấy đối với chúng sanh Ngài không bao giờ thưởng hay phạt một ai Chỉ đưa ra giáo lý nhân quả tốt xấu khổ vui Tự mình tạo ra không ai có quyền ban phước hay giáng họa nên người theo đạo phật tự tin nơi mình không bị lệ thuộc bất cứ ai như lời phật dạy ta là phật đã thành các ông là phật sẽ thành đó là tự do bình đẳng từ bi hỷ xả vô ngã dị tha thương yêu tất cả muôn loài dạng vật lại có người quan niệm sai lầm khi tôn giáo của họ bị kẻ nào lấn hiếp liền cổ vũ đồng đạo nổi dậy tìm đối phương trả thù để người ta cho mình là thánh tử đạo được phật trời thượng đế thánh thần rước về thiên đàng cực lạc nhưng xin thưa quý vị cho dù ai theo bất cứ tôn giáo nào hoặc không tôn giáo nếu giết hại người phải lãnh lấy ác báo đau thương chết thảm đối với đức phật ngài chủ trương phá bỏ tất cả giai cấp lấy lòng từ bi hỷ xã đối với tất cả chúng sanh cho dù kẻ đó có chửi mắng, đánh đập giết hại tổ thầy, ông bà cha mẹ, cho đến thân mình, cũng không được oán hận trả thù. Tâm hồn thiên liêng cao thượng đó không có bút mực nào diễn tả hết. Đó là điều chúng ta cần biết, chứ đừng nghĩ rằng giết kẻ phá đạo mình để chứng tỏ ta là người có công trung thành với đạo để được ơn trên khen thưởng, phòng quan tấn tước như chuyện thế gian. Người như thế không hiểu gì về luật nhân quả, thật là mê muội đáng thương. Để cảnh giác các hàng đệ tử, trong kinh A Hàm, Phật bảo, phải thực hành thiền định, quán sát thấy rõ các pháp. Lúc thịnh khi suy, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Không có gì tồn tại mà phải bảo thủ, giết hại lẫn nhau, gây thù kết oán. Nếu hiểu rõ như thế, chúng ta sống rất thoải mái trong mọi cảnh ngộ, không có chi bận tâm. Đó là bức thông điệp vô giá Đức Phật đã để lại cho nhân loại làm nền tảng tu tập. Nhưng có mấy ai hiểu ra, cứ mãi giết hại lẫn nhau. Thật đáng buồn thay. Nhìn thấy nhân loại đắm chìm trong bóng tối vô minh, mê mờ không lối thoát. Nên Đức Phật hiện thân ra đời, đem giáo pháp nhiệm màu ân cần chỉ dạy, đưa nhân loại thoát khỏi dòng mê lộ là đệ tử Phật phước mỏng nghiệp dày, sanh sao Phật hơn 25 thế kỷ. Trí mờ ám phải đương đầu nhiều lối rẽ. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Quán Pháp vô ngã Quan sát thấy rõ các Pháp không có gì là thật, bởi nó đều bị định luật vô thường chi phối. Cho đến cái thân này cũng là vô chủ. Nó muốn bệnh hay chết giờ nào mình không sao ngăn được thí dụ thần bệnh cho là khổ hết bệnh cho là vui thật ra khổ vui thường hay vô thường tự tánh nó không có gì hết cho đến pháp của phật cũng chỉ là phương tiện như ngón tay chỉ trăng hay là thuyền bè để vượt qua sông mê pháp của phật giống như lương dược tùy bệnh mà cho thuốc vì chúng sanh đa bệnh phật pháp đa phương có gì mà phải chấp tu thế này là đúng Thế kia sai, cao, thấp, dân dân. Tâm vô thường Nói đến cái tâm, nó sanh diệt vô thường còn hơn cái thân rất nhiều. Nó sanh diệt rất nhanh, từng niệm, từng sát na. Hệ đối cảnh là sanh tâm vui buồn, thương ghét giận hờn. Lúc thì hồi tưởng về quá khứ để nối tiếc khi lại mơ mộng đến tương lai, bồn chồn lo lắng trong hiện tại, không có lúc nào được yên. Nó thay đổi không ngừng, nhấp nhô như sóng biển, nên Đức Phật gọi đó là tâm viên ý mã. Giống như khỉ truyền canh, ngựa chạy rong. Phạm phu lầm chấp cho tâm mình là thật, mà gây ra không biết bao nhiêu lỗi lầm. Nào là độc đoán, cố chấp, bảo thủ tự hào, khoe khoang hay hăm dọa nói rằng tánh tôi hay nóng lắm yêu cầu đừng có đụng chạm đến tôi cái tánh sân si hung hăng xấu ác như vậy mà không biết cải sửa còn đi khoe khoang thật là mê muội không sao nói hết nếu tự cho cái tâm mình là thật đức phật nói chẳng khác nào như nhận giặc làm con lấy khách trần phiền não làm chủ để cho nó dẫn dắt mình làm người khách phong trần rài đây mai đó đòa lạc lên xuống trong ba cõi sáu đường chịu không biết bao nhiêu đau khổ Tôi xin trích dẫn câu chuyện chứng minh tâm vô thường biến đổi. Thổ Phật còn tại thế, có một chú tiểu tên là Tăng Hộ. Cha mẹ đều qua đời. Họ hàng thân tộc không còn ai. Chú chỉ có một người cậu ruột. Khi cậu đi xuất gia, chú đi tu theo cậu, được xếp vào hàng sa di. Một hôm chú được thí chủ cúng giường hai sắp giải, liền đem cúng cho thầy. Nhưng thầy không nhận, vì đã có đủ tam y, Chú buồn quá, nghĩ chắc thầy không thương mình nữa. Chiều hôm đó, chú cầm quạt hầu thầy, nhưng trong tâm cứ nghĩ miên man không biết sẽ về đâu. Thầy không thương, họ hàng không có. Chú chợt nghĩ, à, ta đem bán hai sách giải, lấy tiền mua một con dê đực, một con dê cái. Vài năm sau sẽ có một đàn dê, bán dê mua bò, bán bò mua trâu, bán trâu tậu ruộng giường khi đó mình đã lớn Cưới vợ sanh đứa con trai kháo khỉnh Sẽ dẫn vợ con về thăm thầy quy y Trên đường đi Vợ chú chấp phải rễ cây Thằng bé rớt xuống đất Chú nổi giận vờ cành cây gõ lên đầu vợ Đồ hư Vừa lúc đó thầy chú mở mắt ra nói Người gõ lên đầu vợ không trúng Lại trúng cái đầu trọc của ta Tăng hộ bừng tỉnh giấc mơ Hốt quảng bỏ chạy các bạn thấy chú chạy như ma đuổi liền chạy theo bắt lại Dẫn chú đến Đức Phật Ngài liền an ủi Này chú Cái tâm phàm phu thường lén lút đi rất xa Vô hình vô dạng Chú nên khéo phòng hộ tâm mình Như gã một đồng chăn trâu vậy Được nghe lời dạy của Phật Tăng hộ ở lại tu viện Tu hành đến ngày chứng quả A-la-hán Phật dạy Phàm khi nói phải hội đủ bốn yếu tố Một Lời nói phải đúng sự thật Có nghĩa là Mắt thấy tai nghe Phải hội đủ các chứng cớ mới nên nói Nhưng nếu nói ra làm hại người cùng vật Thì không nên nói Như chuyện tiền thân Đức Phật là thầy tỳ kheo Một hôm đang ngồi thiền bên bờ suối Bỗng thấy con nai chạy ngang Người thợ săn đuổi theo gặp thầy liền hỏi thầy có thấy con nai chạy ngang qua đây không thầy nghĩ nếu mình nói không có thì phạm giới nói dối còn như nói có thì gián tiếp chỉ cho người thợ săn giết chết con nai thầy chợt nghĩ ra ý hay liền đứng lên trả lời từ lúc tôi đứng lên chẳng thấy chi hết người có trí đối diện với thực tế cho dù có khó khăn đến đâu cũng giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa tốt đẹp đem lại lợi ích cho chúng sanh mà không phạm giới hư vọng hai lời nói phải hợp thời người có trí biết lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói điển hình như nhắc lỗi ai mà người nghe đang mệt mỏi buồn phiền nóng giận bệnh quạng hay giữa đám đông khoan nói đợi cho họ mạnh khỏe vui vẻ mới nên nói nhưng chớ có xây dựng bằng những lời nói quá thô tháo trắng trợn làm tổn thương danh dự người ta mà phải hết sức tế nhị khéo léo thí dụ nhà bên cạnh cao hơn nhà mình họ thường xả rác xuống khi đó không nên tức giận la mắng mà chỉ nên nói với chủ nhà anh chị thông cảm bảo mấy cháu nhỏ bỏ rác có chỗ để nó không biết xả xuống nhà tôi giờ quá. Nếu họ không sửa đổi, mình nhờ người có uy tín quen biết với họ khuyên giùm. Ông bà ta thường nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, khi hữu sự tối lửa tắt đèn có nhau, đừng vì một chút không đáng mà làm mất lòng đôi bên thì không nên. Hoặc người vợ thấy ông chồng lôi thôi, khi đó chỉ cần đem hình ảnh gia đình nào đó gần bên thường xảy ra xung đột. Nhờ chồng giải thích tại sao họ bất hòa, tranh cãi, đánh đập lẫn nhau. Bạn chất con người thích làm thầy đời, anh ta nghe thế khoái chí nói. Ông chồng kia thì thô lỗ, ăn nhậu bồ bịch lôi thôi, còn bà vợ lại lười biếng ăn xài phung phí, nói dai, không quán xuyến công việc nhà. Khi đó chỉ cần nói nhờ sự hiểu biết sáng suốt đức độ của anh nên gia đình mình được yên vui nếu sau này ông chồng có làm điều gì sai chỉ cần nhắc lại là đủ không riêng chuyện vợ chồng mà bất cứ trường hợp nào cũng nên đem phương pháp này ra áp dụng đều có kết quả tốt đẹp đó là một nghệ thuật cảm hóa người khác mà họ không biết tưởng dường như mình mới phát minh ra những sáng kiến mới Kinh tội nghiệp báo ứng địa ngục nói Thỏa Phật còn tại thế Một hôm Ngài tính tượng Bồ Tát du hành cảnh giới địa ngục Thấy có rất nhiều người bị quỷ sứ Bắt quăng vào núi đao rừng kiếm Phanh da xẻ thịt Đau đớn vô cùng Ngài về hỏi Phật Bạch Đức Thế Tôn Do nhân duyên ác nghiệp gì Mà họ lãnh thọ ác báo như thế Phật nói những người đó kiếp trước hay giết người sát vật, treo móc bầm chặt, làm chúng sanh đau đớn vô cùng, không thể chịu nổi. Vì ác nghiệp ấy, nên mắc phải tội như thế. Kinh Địa Tạng cũng nói, Mẹ của quan Mục vì ăn cá quá nhiều, nên mới bị đọa địa ngục. Đó là lời dạy của Phật và Bồ Tát. Nếu ai không tin thì cứ giết, Trời Phật, Bồ Tát cũng không ngăn cản được. Tới khi quả khổ đau chết chóc nó đến rồi, cho dù có khóc thang kêu réo, Trời Phật, Bồ Tát ơi, cứu con! Cứu sao nổi mà cứu? Chúng ta phải tự cứu lấy mình, bằng cách là luôn luôn cảm nhận nội thống khổ của chính mình, rồi nghĩ đến nỗi khổ của chúng sanh, liền dừng tay thảm sát, thì làm gì có hoạn nạn khổ đau, kinh pháp cú nói mọi loài sợ hình phạt mọi loài sợ tử vong lấy mình làm ví dụ không giết không bảo giết hay là dừng chân thì bóng chẳng theo nhân tay thì nghiệp chẳng đeo theo mình trong luật nghi khất sĩ có dạy ngày xưa vào mùa đông các nhà đạo đức từ tâm bắt rận bỏ trong ống tre, phủ bông gòn cho ấm, cạo mồ hôi cho ăn, vì sợ chúng đói lạnh mà chết. Cho đến sự lượt nước, vì sợ uống lầm giết mạng vi trùng. Sự che đèn, vì sợ con thiêu thân uổng tử. Ấy là việc làm của người chứng đạo từ bi. Loài nhỏ bé mà còn lòng thương xót bảo hộ giường ấy. Ta này là người học đạo, lẽ nào lại đi giết hại hay sao? Có lắm kẻ tìm vui thích trên sự đau khổ của người khác, nuôi thân mạng mình bằng xương máu của các loài vật, mà lại cầu cho được sống lâu, tự do hạnh phúc. Đó chẳng khác nào gieo giống nắng cay mà lại mong trổ quả ngon ngọt. Chuyện đó không bao giờ có. Nên Bồ Đề Lão Tổ có dạy, Sát sanh cầu thọ, ác lai ác báo. Sát sanh cầu phước, tai quả trùng lai xác xanh cầu lợi lão lai thọ khốn làm nghề cắt họng tự sát quỷ mình vào rừng săn bắn tai quả thình lình nuôi thú bán con con cháu phân ly thiến con lượm trứng tuyệt tử vô tôn giết người hả giận chung thân thọ khổ giết người đoạt của làm heo chính kiếp dùng lửa hại người loạn tâm loạn trí thuốc độc hại người oan gia chết yểu càng tạo nghiệp sát là tự lao mình vào con đường sanh tử luân hồi thường mạng lẫn nhau con đường nhân đạo phật dạy nếu người nào tính khí hiền lương biết quy y giữ gìn ngũ giới không sát sanh đạo tặc tà dâm giọng ngữ uống rượu tụng kinh niệm phật trong giờ phút lâm chung tự thấy mình đi chùa dân hương qua lễ phật tụng kinh qua diễn tiến đó nó hiện ra một người phụ nữ nào đó có nhân duyên với mình thọ thai giàu, tiếp tục sanh ra làm người Trong kinh Bát Nhã, Phật dạy các hàng đệ tử phải tinh tấn tu trì pháp thập thiện đối với các sinh vật thường khởi tâm từ bi cứu khổ ban vui lời phật dạy như thế vậy mà có nhiều người chẳng những họ không biết ăn chay tụng kinh niệm phật làm lành lánh dữ trái lại khi thấy người thân trong gia đình hay người ngoài ăn chay tụng kinh niệm phật họ không khuyến khích khen ngợi còn quỷ bán và tìm đủ mọi cách ngăn cản phá hoại. Cho nên trong kinh địa tạng nói, nếu người nào ác tâm khinh khi, chê bai, ngăn cản, vù bán người tu hành, thì Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. Nói tóm lại, chúng ta phải biết sợ ác báo mà cố gắng giữ giới không sát sanh. Muốn không sát sanh cần tu tâm từ muốn có tâm từ phải ăn chay thương người mến vật cứu giúp mọi loài giữ giới ăn chay cũng là một cách phóng sanh trưởng dưỡng tâm từ nêu gương cho đời được như vậy mới tránh khỏi cái quả bồi thường thân mạng xương thịt máu huyết lòng từ mỗi ngày thêm mở rộng thân tâm thanh tịnh phát sinh trí huệ đào quả chống viên thành có như vậy mới mong kiến tạo một thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Đúng như lời tổ đã dạy, tất cả chúng sanh không nghiệp sát, mười phương thế giới khỏi đau binh. Mỗi nhà mỗi nơi đều tu thiện, thiên hạ lo chi chẳng thái bình. Trên đường đời đầy trong gai gặp gờn, chúng ta gặp nhiều cảnh trái ý nghịch lòng. Muốn cho những đụng chạm bớt đi, các võ sư Nhật dạy các môn đệ phải mềm mại như cây liễu, đừng cứng như cây tùng. Nếu chúng ta không chịu mềm mại như cây liễu mà cứ nhất định cứng như cây tùng, như thế là ta đã gây ra những xung đột bất tận trong tâm, làm cho ta lo lắng, khổ sở cáu kỉnh, rồi sinh ra bệnh thần kinh dị ung chẳng khác nào cây tùng cứng đơ phải gãy đổ trước trận cuồng phong chúng ta nên biết tại sao những vỏ xe hơi lăn trên đường nhựa chạy trên đá nhọn mà nó vẫn chịu đựng được là nhờ vỏ xe mềm dẻo làm cho sự va chạm trên đường dịu đi cũng vậy chúng ta sống trên cõi đời đầy trăm gai thử thách muốn vượt qua mọi trở ngại phải mềm mại nhẫn nại làm cho những va chạm dịu bớt đi, thì cuộc hành trình của ta mới được êm đềm, an vui lâu dài. Chúng ta hãy đọc qua bài tụng bất hủ sau đây. Từ bào thay ra thường chịu khổ, chúng sanh như thế chớ giận hại. Nóng giận khởi lên dùng từ diệt, từ bi nóng giận không chung cùng. Người nhờ từ bi nóng giận dứt ví như sáng tối không chung chỗ nếu giữ tịnh giới mà nóng giận người ấy tự phá pháp lợi mình tất cả chúng sanh là quyến thuộc tại sao gia tăng giận não hại nếu khởi nóng giận muốn hại người chưa đến người kia trước đốt mình thế nên thường nghĩ hành từ bi nóng giận nghĩ ác sẽ không sanh nếu người thường nghĩ hành pháp lành, thường nghĩ pháp lành tâm vui vẻ. Đời nay được, vui sao cũng thế. Được đạo thường vui ấy niết bàn. Nếu tâm dồn chứa điều bất thiện, tự mất lợi mình lại hại người. Vì thế, chúng ta phải cố gắng nhẫn nại từ con người cho đến con mũi, mòng, kiến, ong, gió mưa nóng lạnh, đói khát, bệnh chết hoàng hỷ nhẫn chịu mọi nghịch cảnh không hề than vang oán trách được như vậy mới mong thành công đắc đạo chúng ta có thể mất tất cả tiền của nhưng đừng để mất tình nghĩa vì tiền bạc của cải còn có thể kiếm lại nhưng nếu mất tình nghĩa rồi thì khó mà tìm lại được nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo. Ca dao Sở dĩ con người ta khổ là do mong muốn trái lại với sự thật. Nhân đây tôi xin kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện. Hồi lúc còn sanh tiền, sư phụ tôi là Hòa Thượng Thích Giác Đức, kể cho Chư Tăng nghe. Một hôm, có cô công chức đến tịnh xá lại Phật. Xong rồi cô đến gặp thầy tôi than thở, số phận con sao khổ quá sư ơi con nghe nói đạo phật có pháp cứu khổ cứu nạn vậy nhờ sư giúp cho con hết khổ cô khổ vì việc gì nói cho sư nghe thử coi thưa sư con làm trưởng phòng nha địa dư bị ông giám đốc vô cớ cho con nghỉ việc để đem thân nhân của ông ta vào một nỗi khổ nữa là trước khi ông ta đi làm việc là phải chạy xe ngang qua nhà con Mỗi lần thấy ông ta là con vô cùng tức giận và khó chịu làm sao. Còn ăn không được, ngủ không yên, sụt đến năm cân. Sự có phép gì trị giùm con? Ông giám đốc vô cơ đuổi cô là có lỗi. Cô lại chấp cái lỗi của ông ta tự làm khổ cô. Trong khi đó, ông giám đốc có khổ không? Ông ta ăn ngủ ngon lành nên mới có sức khỏe. Ngày nào cũng chạy xe đi làm việc còn con Ăn ngủ không yên nên mới ốm như vậy Từ khi cô nghỉ việc Ở nhà địa dư đến nay Cô có làm ăn gì được không Còn về nhà làm buôn bán Tiện lợi gấp 10 lần ở cơ quan Người ta cho cô nghỉ việc Để đi buôn bán làm giàu Mà cô không vui Trái lại Lấy cái quấy của người ta làm khổ mình Đâu Cô nghĩ lại coi có đúng không Sư nói đúng quá sao con không nghĩ ra con thật thật cảm ơn sư đã chỉ dạy chuyện trên cho chúng ta thấy cô trưởng phòng lúc nào cũng muốn cho ông giám đốc đừng bao giờ đuổi mình nhưng ông ta lại đuổi điều gì làm cho cô khổ đau cô khổ là vì cô không hiểu lý nhân duyên nhân quả chấp nhận sự thật để vui vẻ sống với nó khi hiểu ra rồi cô hết khổ ngay để cho chúng sanh thấy được sự lợi ích của nhẫn nhục, Phật nói: Tiền thân ta là vị tiên nhân tên là Sằng Đề, tu khổ hạnh ở núi rừng. Một hôm vua Ca Lợi cùng với phu nhân thể nữ quần thần vào rừng săn bắn. Đến trưa, vua cho bày tiệc ăn uống, đàn ca múa hát vui chơi. Tiệc xong vua ngã lưng nằm ngủ dưới gốc cây, khi thức dậy không thấy quan quân tỳ nữ, liền hỏi cận thần mới biết họ đi đến vị tiên nhân ở gần bên để nghe Pháp. Sàng đề tiên nhân nói, muôn loài đều tham sống sợ chết, hãy lấy tình thương xóa bỏ hận thù, chém giết, sống đời vì tha bác ái. Có như thế mới thoát được cảnh luân hồi thường mạng chết yểu. Họ nghe qua cảm thấy tội lỗi của mình trong cuộc đi săn đầy sát khí. Tất cả đều ước mong sao được nhà vua cho về nhà, sống đời cư sĩ, cơm rau đạm bạc tu hành. Khi đó vua ca lợi đến nơi, nhìn thấy ai nấy đều kính cẩn nghe tiên nhân giảng đạo. Lòng đố kỵ dân trào, liền xuống ngựa, bước tới, chỉ thẳng vào mặt tiên nhân, chửi mắng, hủy nhục đủ điều. Nhưng ngài vẫn ngồi lặng thinh, không nói một lời. Này kẻ ương ảnh kia, trước mặt ta sao mãi ngồi lì đó? Làm gì thế? Tôi ngồi đây để tu hạnh nhẫn nhục. Hạnh nhẫn nhục là thế nào? hạnh nhẫn nhục là khởi tâm đại bi khiêm nhường ôn hòa với tất cả mọi người tự bỏ những hành động kiêu căng tự đắc thường dùng lời nói êm dịu đạo đức khuyến hóa chúng sanh vua ca lợi nghe qua tưởng tiên nhân công kích sự thô lỗ của mình nên quát thôi hãy im đi nghe ta hỏi tại sao người bị chửi mắng mà vẫn lặng thinh là thế nào thưa ngài nếu những lời chửi mắng của người khác là đúng Mình phải cảm ơn để lo tu sửa Còn như họ chửi nhầm lẫn Xem đó là lời nhắc nhở Hay tiếng vang gió thổi ngoài tai Câu trả lời đó thật là quý báu Khiến cho ai nấy đều thán phục Ca lời vương cảm thấy tự ái dồn dập liền rút kiếm ra bảo Đây là lời nói dối trá Vô lễ Rồi mạnh tay vung gươm Cắt đứt hai lỗ tai của tiên nhân Ôi những dòng máu đỏ tuôn rơi Ướt đầm cả hai má Nhưng sắc mặt tiên nhân Vẫn an nhiên tọa Thấy thế ca lời vương vung gươm Chặt đứt thêm hai cánh tay và chân Rồi nói Thử coi ngươi còn nhẫn nổi không Máu chảy ướt cả chỗ ngồi Nhưng không một lời oán trách rên thang Vua lặng thinh suy nghĩ Người này không phải tầm thường Nên gượng lại cất tiếng hỏi hỏi tiên nhân tại sao ngươi bị ta hành hạ mà gương mặt không hiện ra sắc giận và nói lời nào này đại dương nếu tôi có lỗi bị người hành hạ tôi phải nhẫn thọ như uống nước cam lồ và cung kính đối với người ấy còn nếu gặp trường hợp họ không phân biệt phải trái xúc phạm khi đó tôi nghĩ ngày nay mình vô tội nhưng biết đâu trong quá khứ đã từng làm người ta khổ đau. Hơn nữa, thần này là vô thường do các duyên giả hợp, có gì đáng để luyến tiếc. Hay lắm, nghĩ được như thế hết sức là cao thượng, nhưng làm sao cho ta tin rằng người thật tình không oán hận. Không cần nói, đại dương cũng thấy tôi nào khuất phục trước sự áp bức bất minh thiếu nhận xét của ngài và chẳng quan tâm đến lưỡi kiếm chém vào thân tôi nên nội tâm được tịch tịnh không có ác niệm đối với sự tàn bạo của Ngài. Vì tôi lúc nào cũng tâm niệm nguyện cho tất cả chúng sanh sớm bỏ đường tà quay về nẻo cánh thoát khỏi ác nghiệp. Nếu quả thực tôi có thực hành hạnh nhẫn nhục cầu cho thân này được bình phục như cũ. Vừa nguyện xong trời đất bỗng dưng trung chuyển Hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi, máu hóa ra sữa, thân thể trở lại như xưa. Nhìn thấy tiên nhân bình phục, vua Ca Lợi Vương vô cùng kinh ngạc. Giờ đây tánh kiêu căng tàn bạo không còn nữa, liền quỳ xuống bên tiên nhân, cầu xin sám hối tội lỗi và phát nguyện tận tâm phụng sự Tam Bảo và noi theo gương nhẫn nhục của ngài để thực hành trong đời sống cá nhân, cùng trị quốc an dân qua câu chuyện trên chúng ta thấy tiền thân phật chấp nhận nghịch cảnh đau thương không nói một lời oán trách lại nguyện cho họ đừng lãnh thọ ác báo nên ngài thành tựu được thân nhẫn khẩu nhẫn và ý nhẫn đạt đến nhẫn nhục ba la mật không thấy mình nhẫn cảnh để nhẫn nên nội tâm được an lạc trong thế kinh phật dạy Phàm làm vợ chồng chung sống với nhau Muốn có hạnh phúc an lạc ở hiện tại và tương lai Phải thọ trì ngũ giới Sống phải có trung có hậu Lấy lòng từ bi hỷ xã Quý kính chăm sóc lẫn nhau Thì gia đạo được đầm ấm yên vui Các nhà tâm lý học nói Có 12 điều mà vợ chồng cần biết Để áp dụng trong đời sống gia đình được tốt đẹp Một không được nhắc lại những chuyện chẳng tốt trong quá khứ 2. Không thoá mạ nhau 3. Hãy kiềm chế cơn nóng giận 4. Không dành phần phải về mình 5. Không gây phiền nhau vào những lúc chẳng thuận lợi Như đang ngủ, buổi trưa nóng nực Đi làm về mệt mỏi Vừa có chuyện buồn bực, bệnh hoạn, dân dân 6. Không mang cái bực bội ở ngoài về nhà, trút lên đầu người khác. 7. Đối xử chu đáo tế nhị cả hai gia đình bên vợ bên chồng. 8. Trung thành chăm sóc nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. 9. Việc chung của gia đình nên bàn bạc lẫn nhau. 10. Nên có những cử chỉ lời nói làm đẹp lòng nhau. 11. Thỉnh thoảng nên mua sắm đồ trang sức, phẩm vật, dân tặng lẫn nhau. 12. Khi có lỗi lầm, vợ chồng đóng cửa dạy nhau trong tinh thần tôn trọng yêu thương. Dấu hiệu không tôn trọng là dấu hiệu báo trước sự tan dở. Nói tóm lại, nếu trong gia đình, vợ chồng không tà dâm, thì cuộc sống được đầm ấm hạnh phúc yên vui, làm ăn tấn phát, sự nghiệp vững bền, con cháu vui vẻ, Dòng họ bà con lối xóm đều quý mến khen ngợi và có oai đức. Ai nhìn thấy vợ chồng con cháu mình đều khởi tâm kính trọng, không hề có ý tà dại. Chúng sanh chẳng rõ chánh nhân, mê chấp hình tướng, tin tà cầu phước thật là phi lý. Đức Phật mới thuyết minh giáo lý nhân quả nghiệp báo không có vị thiên thần ông bà cô cậu nào có quyền sắp đặt an bày số phận của ta. Thế mà có nhiều người không tin lời Phật dạy, tối ngày cứ mơ tưởng, gợi gắm linh hồn vào những thế giới huyễn hoặc, không tự chủ được mình, lúc nào cũng phập phòng lo sợ, trí huệ lu mờ, làm việc mù quáng. Như thấy con cháu bệnh hoạn, tai nạn hoặc gia đình xào xáo làm ăn không được. Nghe nói có ông thầy bói toán, ông lên bà xuống bảo tại vì bị quỷ thần cửa huyền quở phải giết heo gà dịch để cúng tế thì gia đạo mới được bình yên thật là trái ngược giáo lý từ bi giống như chuyện trong kinh pháp cứu thí dụ nói thuở phật có ông vua tên là hòa mặt một hôm mẹ vua lâm trọng bệnh nằm liệt giường vua cho mời rất nhiều danh y điều trị và đến cầu phù chú nơi đồng cốt Xong bệnh tình bà vẫn không thuyên giảm Do đó Vua cho mời hai trăm vị bà La Môn Vào cung cúng giường Rồi hỏi Thái hậu bệnh nặng đã lâu Không biết vì nguyên nhân gì Các bà La Môn trả lời Bệnh của Thái hậu Là do tinh tú sai loạn Âm dương bất hòa Vua hỏi Làm cách nào để trừ được Các bà La Môn nói nên bày lễ cầu đảo núi non nhật nguyệt tinh tú nơi khoảng đất trống ngoài thành phía đông và giết một trăm súc vật đủ loại với một đứa bé để tế trời thời mẹ của bệ hạ hết bệnh vua nghe lời liền cho người lùa voi ngựa bò dê đủ trăm loại và một đứa bé đi ra chỗ tế tự dọc đường tiếng than khóc kêu la vang dội khắp nơi động lòng từ Đức Phật và chúng đệ tử đi đến cửa thành phía đông. Vua quà mặt và mọi người đến nơi trông thấy Đức Phật uy nghi, rực rỡ, hào quang tỏa sáng như mặt trời mọc. Ai nấy đều khởi tâm tính mộ. Vua liền xuống xe, đến trước Phật, chắp tay xá bái. Đức Phật hỏi, Đại dương định đi đâu? Vua dòng tay đáp, Mẫu hậu con làm trọng bệnh, lường y khắp nơi trị không hết, này con đem đứa bé và các súc vật đến đây để tế cúng chư thiên, cầu đảo tinh tú cầu cho mẹ con được hết bệnh." Đức Phật bảo, "Ông giết người sát vật cúng tế chư thiên, cầu đảo tinh tú, để cầu cho mẹ ông hết bệnh là điều phi lý. Giả sử ông suốt đời cực khổ, đem tất cả bò, dê trong thiên hạ ra sát sanh để tế tự cầu đảo, thì sẽ mang tội rất lớn như núi tu di." Thật là phí công vô ích Đại dương nên biết Muốn có lúa ăn phải lo cày cấy Muốn sống thọ phải hành từ bi Muốn được trí huệ phải chuyên học hỏi Mình gieo nhân nào thì gặt quả nấy Kẻ giàu sang thì không thích bữa ăn của người nghèo Trừ thiên kia ở cung điện thất bảo Muốn ăn mặc tự nhiên như ý Lẽ đâu lại bỏ vị cam lồ Mà dùng đồ máu thịt tanh hôi Vua qua mặt nghe lời Phật dạy Thấy được lẽ đạo vô cùng hoan hỷ Cho người đưa đứa bé về nhà Và phóng thích các con vật Muốn đi đâu tùy ý Không trộm cướp Trộm có nghĩa là thiết mưu kế trình rập lén lút Để lấy những vật lớn như tiền của, vàng bạc, ngọc ngà trao báu dàn dối đủ cách như là lấn ranh đất, mua cân già bán cân non, đo vàng đông thiếu, lừa người cho đến vật nhỏ như mũi kim sợi chỉ, của khoai trái ớt, vân dân, đều phạm giới trộm cả. Cướp là ý mạnh hiếp yếu, lập bè kết đảng, giật ngang của người hoặc cậy thế ý quyền làm tiền kẻ yếu là ăn cướp thừa cơ hội bắt chẹt người ta trong lúc lâm nguy túng thiếu đó cũng gọi là ăn cướp nói tóm lại bất cứ hình thức nào do lòng gian tham lấy của người bất chánh đều là trộm cướp cả phật cấm trộm cướp là để trưởng dưỡng lòng từ nếu chúng ta nhẫn tâm lấy đi tài vật của người làm cho họ phải lâm vào cảnh khó khăn đứng ngồi không yên âu sầu tìm kiếm bỏ dở công việc làm ăn có khi mất quá nhiều sinh ra buồn rầu đau ốm tuyệt vọng tâm trí rối loạn điên cuồng tự tử thế là ta đã bóp chết lòng nhân từ mà lòng nhân mất thì khó mà làm người được thử nghĩ mình vô ý đánh mất hay bị người ta lấy đi đôi dép cái nón tiền bạc chút ít còn cảm thấy buồn phiền ăn ngủ không yên tại sao ta nỡ lòng nào lấy đi của người làm cho họ phải khóc than đau khổ người đời thường nói tiền của là huyết mạch nếu như ai nhẫn tâm lấy đi tức là cướp đoạt xương máu giết chết sinh mạng của người ta rồi do đó đức phật ngăn cấm trộm cướp vì trộm cướp chẳng những trái với tâm từ mà còn gây nhân xấu trong hiện tại bị cảnh tù tội khảo tra mọi người khinh khi phỉ nhổ làm xấu hổ cho mình và con cháu đánh mất tất cả nhân phẩm đạo đức uy tín bị chôn dùi công danh sự nghiệp ngay đó sụp đổ bởi vì không còn ai dám tin tưởng làm ăn hay giao phó công việc cho hạng người gian tham tương lai chắc chắn đen tối lại thêm cái khổ nữa khi đi đến nơi nào cũng bị người ta nghi ngờ oán ghét Lỡ có mất cái gì Ai lấy ở đâu cũng đổ thừa họ Giả lại Của phi nghĩa làm chi nên chuyện vào cửa trước ra cửa sau Tiều hào mau lẹ Như qua phù dung sớm nở tối tàn Trong luận a đàm phẩm lộ tử môn, Đức Phật dạy những nguyên nhân đưa đến luân hồi trong dòng lục đạo một Con đường địa ngục Phật dạy Nếu người nào ôm lòng sân hận quá nặng Giết hại cha mẹ thánh hiền Phá hòa hợp tăng Làm thân Phật ra máu đâm chém bầm chặt Đập đầu cắt cổ lột da Chiên xào nấu nướng Làm cho chúng sanh đau đớn rên la Giấy dùa oằn oại Chết thảm chẳng có một chút từ tâm Người đó trong giờ phút lâm chung những diễn tiến của lộ trình tâm sẽ tuần tự hiện ra. Thí dụ như, tên tướng cướp thì thấy mình đang giết người cướp của, còn tên đồ tể thì thấy mình đang đập đầu bò, đâm họng heo, bầm chặt, phanh da xẻ thịt như thế nào đó. Nó tuần tự hiện ra hết. Tiếp theo, thấy quỷ sứ đến bắt hồn dẫn xuống địa ngục để hành hình. Đó là con đường đến địa ngục đạo. những nỗi khổ về già. Lúc nhỏ nhờ ơn nuôi nấng của cha mẹ, lớn lên đương đầu với cuộc sống đầy gian lao cực khổ để mưu sinh. Lần hồi đến ngày già yếu, răng rụng mắt mờ, tai điếc, lưỡi đớ, tay chân run rẩy, đi đứng khó khăn, trí huệ lu mờ, sanh ra lẫn lộn. Ăn dơ uống bẩn, nói năng giống như người mất trí. Ăn rồi bảo chưa ăn, chưa ăn bảo ăn rồi. Có khi lại chửi bới, nói năng nhảm nhí, làm trò cười cho lũ trẻ. Nói đến tai hại của sự ganh ghét đố kỵ hận thù. Thổ Phật, có ông thầy tên là Cô Ca, Ca. thấy Đại Đức Xá Lợi Phất là một người đệ tử lớn được Đức Phật tin yêu. Mỗi khi Phật quyết định điều gì hoặc vỡ trách và giáo giới vị tỳ kheo nào, là thầy Cô Ca, Ly Ca cho rằng Phật nghe những lời nói ra nói vào của Đại Đức Xá Lợi Phất. Vì thế thầy đem lòng ganh ghét Đại Đức Xá Lợi Phất. Thầy Cô Ca Ly Ca thường nói với các vị khất sĩ rằng Đại Đức Xá Lợi Phất là người tu hành giả dối, thường hành động theo ái dục. Niềm ganh tị và hận thù của thầy Cô Ca Ly Ca quá lớn khiến không ai có thể quá giải được. Chính Đức Phật đã có lần gọi thầy đến bảo này khất sĩ cô li Ca, đừng cho rằng xá lợi Phất là người bị ái dục chi phối. Xá lợi Phất là người có đạo đức chân thật và tính tình rất hòa ái. Thầy cô li Ca đã bị lòng ganh ghét che mờ lý trí, nên thầy không tiếp nhận được lời Phật dạy. Cuối cùng, thầy bỏ tu viện ra đi. Sau đó thầy mắc một chứng bệnh rất lạ kỳ, và thầy trở nên sần sùi rồi tự nhiên đầy mình mọc ra hàng dạng cái mục nhỏ bằng hạt cải. Những cái mục này lần lần lớn lên bằng hạt đậu, rồi vỡ ra, chảy đầy máu mũ, thuốc men nào cũng không chữa được. Phật nhắn thầy về tu viện, nhưng thầy không về, sau đó thầy mạng chung. Phật rất thương xót thầy ca cô ly ca chết vì lòng ganh ghét hận thù. Nhân đây Phật cho gọi các vị khất sĩ đến dạy rằng hận thù và ganh ghét là những chất độc làm ung thối tâm hồn những chất độc ấy còn phá hoại thân thể và gây thành những chứng bệnh kỳ lạ này các vị khất sĩ các vị đừng để cho những chất độc ấy thấm vào thân tâm sau khi nghe lời phật dạy các vị khất sĩ y giáo phụng hành tối sáng như tên bắn ngày tháng tợ thoi đưa không ai làm chủ được sanh già bệnh chết vậy mà có mấy ai giác ngộ lo tu hành cứ mãi canh ghét hận thù não hại lẫn nhau để rồi phải lãnh lấy quả báo đau thương vinh nhục được mất tốt xấu phải trái hơn thua chung quy rồi cũng trở về cát bụi chính vì thế tổ quy sơn mới dạy rằng ngày nay lại đã qua rồi mạng căng huyết mạch lần hồi tiêu hao dường như cá cạn ở ao khổ thêm thì có chút nào vui đâu cần tu tợ lửa đốt dầu đừng cho sái bưởi như chầu đế vương tẩm thân mỏng mảnh vô thường sớm còn tối mất tìm phương cứu mình qua bài kệ trên tổ chỉ cho mình thấy cái thân này là nơi chứa nhóm các thứ khổ giống như con cá ở trong ao không có nước chẳng biết chết giờ nào phải ráng mà lo tu để tự cứu lấy mình 4. Không nên tụ tập bàn nói những điều nhảm nhí vô ích phi pháp. Mỗi khi nói ra phải như pháp mà nói, lúc nào cũng phải ca ngợi tán thán hạnh thiếu dục tri túc. Nói về giới định tuệ, giải thoát tri kiến. Sở dĩ con người bị phiền não khổ đau là do thị phi. Đa phần phụ nữ thường nói chuyện thị phi. Người này tốt, kẻ kia xấu, người này đáng thương người nọ đáng ghét nói chuyện ngoài đời chưa đủ nói chuyện trong chùa ông thầy này tu hay ông sư kia tu dở nhưng xin thưa với quý vị người ta đang tu nên vẫn bị nghiệp chi phối cho nên có cái làm được có cái chưa làm được mình đừng vì thế mà sanh tâm hủy bán lập bè kết đảng chống đối thư kiện lẫn nhau vô tình làm cho ngoại đạo chê cười cho nên đức phật nói sư tử trùng thực sư tử nhục nghĩa là con sư tử không có vật nào ăn nó được mà chính con vi trùng trong thân của nó mới giết được nó cũng vậy đức phật nói đạo của ta ta mang ngoại đạo không thể phá hại được mà chính trong hàng tứ chúng tỳ kheo tỳ kheo ni thiền nam và tính nữ tự hủy diệt giáo pháp của ta sở dĩ mình tốt là tại vì nghiệp nó chưa tới. Trước khi nó đã tới rồi, mình còn hơn người ta nữa. Cho nên người xưa nói, ai hay nói lỗi người khác, thường bị mắc quả báo. Ai ơi chớ dội cười nhau, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Ca dao Nói đến nhân quả, Phật dạy Rằng ai muốn biết nhân xưa Hãy xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây Muốn biết quả báo sau này Xem điều tội phước ta nay đang làm Nếu như ai không tin Ra oai hung dữ Làm cho người chung quanh ngán sợ Kết quả chỉ thêm thù kết oán Mọi người kinh tởm xa lánh đó là nguyên nhân làm mất hết sự kính trọng, thông cảm giúp đỡ của các thành viên trong gia đình. Khi đó ta mất hết chỗ đứng và làm xấu đi sự tương giao ngoài xã hội. Thằng ôi, quả bất thiện chưa trả lại vay thêm. Thực ra tranh cãi hành hung đều là biểu hiện tánh giả mang và lạc hậu mà người thông minh có đạo đức không bao giờ hành động như thế. Nên nhớ, trong lúc nóng giận, buồn phiền, không nên nói năng hay hành động điều gì hết. Nếu nói làm, phần nhiều nó chỉ đưa đến thiệt hại cho mình và người tốt nhất là nên niệm phật hành thiền quán chiếu nhân quả hoặc đi giải trí cho đến khi tâm bình tĩnh nói làm mới có kết quả tốt đẹp muốn xây dựng một người nào trước tiên là khen ngợi những ưu điểm của họ như là anh chị bạn bè cái gì cũng tốt nhưng có một điều chưa được hoàn chỉnh cố gắng khắc phục thì thật là người gương mẫu trong đời như vậy người ta mới hoan hỷ chấp nhận sửa lỗi Ngược lại nếu mình chỉ đem toàn cái xấu của họ ra nói Nguy hiểm nhất là chỗ đông người Chúng ta sẽ bị thất bại ngay Không giải quyết được gì mà còn gây thêm thù oán Cách hóa giải những cuộc xung đột Các nhà tâm lý học nói Nếu gặp trường hợp vợ chồng đang gây gỗ đánh lộn Điều cấm kỵ nhất là Ta không được nói lỗi bên nào Mà chỉ nên nói những tai hại của nó Như là nếu anh chị chửi rủa đánh đập với nhau thì làm cho cả hai đều khổ và làm khổ luôn cho con cháu. Ngoài ra còn bị lối xóm dèm pha chê cười. Nếu mà vợ chồng không biết tôn trọng lẫn nhau, Bồ Đề Lão Tổ nói, hủy hoại vợ chồng, kiếp sau lẽ bạn. Có nhiều người thấy ai đó đang tranh cãi, họ liền đến nói lỗi chỉ có một bên, chẳng giải quyết được gì mà còn làm cho tình hình càng căng thẳng thêm lên nếu không khéo vô tình mình lại bị tai họa lây đức phật dạy được thân người rất là khó gặp phật pháp lại càng khó hơn hôm nay mình có duyên lành hội ngộ với tam bảo mà không lo tu là uổng lắm để rơi vào địa ngục ngạ quỷ xúc sinh hay tà ma ngoại đạo biết bao giờ mới có thân người gặp được phật pháp để tu khó thay được làm người, khó thay được sống thọ, khó thay Phật ra đời, khó thay được nghe Pháp. Kinh Pháp Cú Trong Kinh, Đức Phật đưa ra hình ảnh con rùa mù ở biển cả, một trăm năm mới nổi lên một lần mà gặp được bồng cây trôi. Đó là một điều thiên nan dạng nan. Phật dạy được thân người cũng khó như thế. Ngài nói, tuy thân này khó được nhưng khi được rồi lại bị vô thường hủy diệt. Chớ có tham đắm nó mà gây ra tội lỗi. Người ơi sớm thoát khỏi ta bà, trẻ tuổi rồi đây cũng đến già, địa ngục không đàn sao lại tới, thiên đường có cửa chẳng hề qua. Quanh năm bận biệu đàn con dạy, sớm tối say mê đám ruộng nhà, chẳng biết phù sanh đời tạm giả, tầm về cực lạc khỏe lòng ta. Thổ xưa có một triết gia, túi không có một xu, thơ thẩn trong một miền núi đá. Dân cư ở đây sống rất vất vả. Một hôm, nhân thấy một đám đông quay quần chung quanh mình trên một ngọn đồi. Ông nói, Đừng lo tới ngày mai, vì ngày mai chưa tới, chớ dội lo. Ta chỉ lo trong ngày hôm nay thôi, cũng khổ rồi những câu này được lưu truyền muôn thuở đời sống là một biến đổi không ngừng chẳng khác nào dòng nước chảy trên sông mỗi giây đều thay đổi quá khứ đã qua tương lai còn bao phủ trong những biến dịch không ngừng như vậy chúng ta yên ổn vui vẻ sống trong ngày hôm nay nếu để cho gánh nặng quá khứ và ngày mai đè thêm vào gánh nặng hôm nay thì người mạnh nhất cũng phải ngã quỵ ai kia sung sướng suốt đời Riêng tôi vui sống trong ngày mà thôi, ngày mai mặc kệ ngày mai, vì tôi đã sống hôm nay đủ rồi. Horace. Chúng ta nên lưu ý là đừng lo tới ngày mai, chứ không phải đừng nghĩ. Ta cứ cẩn thận suy nghĩ, dự tính sửa soạn tới ngày mai đi, nhưng đừng lo lắng gì hết. Trong cuộc sống trước khi làm việc gì phải khéo suy nghĩ kỹ về nhân quả rồi hành động một cách hữu ích hợp đạo lý còn vụng suy nghĩ làm những chuyện phi đạo đức vô ích để cho thần kinh căng thẳng suy nhược và lãnh lấy hậu quả khổ đau một trong những điều bi đát nhất là loài người có tánh buông bỏ đời sống hiện tại cho nên mới xảy ra biết bao cảnh âu sầu khổ não bệnh hoạn bác sĩ halo dehabem ở giảng đường Mayo nói trong kỳ họp thường niên của các bác sĩ và những nhà giải phẫu cho biết nguyên nhân sinh ra bệnh ung thư bao tử đau tim tiểu đường đau răng nhức đầu phòng thấp trúng hàng ung nhọt ghẻ lát mạch máu căng thẳng mất ngủ mất ăn đau thần kinh loạn ốc tóc mau bạc và rụng da mặt mau nhăn những bệnh đó đặc biệt thường xảy ra với người quá lo lắng nghi ngờ do dự, sợ sệt, đời sống gây go ồn ào, nhộn nhịp quá, đau khổ trong hôn nhân, suy bại về tài chánh, và tánh vô cùng ích kỷ, oán ghét nóng nảy, chán chường, thất vọng, không thích nghi với hoàn cảnh được mất, tốt xấu, khổ vui khen chê, vinh nhục chua chát trong đời. Họ cứ muốn sống cách biệt với mọi người chung quanh và tự gia mình trong một thế giới tưởng tượng đó là nguyên nhân sinh ra các thứ bệnh. Lo lắng ích kỷ, ganh ghét sân giận, uất hận, sợ hãi tuyệt vọng, khác nào những mũi kim đâm vào thần kinh. Nó dư sức làm cho ta quá điên và tự tử. Phải, chúng ta có những tư tưởng vui vẻ thì đời ta sung sướng, có những tư tưởng hắc ám thì đời ta khốn khổ, có những ý nghĩ sợ sệt, nghĩ đến thất bại thì chắc chắn sẽ thất bại. Muốn có cuộc sống hòa hợp tốt đẹp, chúng ta hãy nhìn cách cư xử của những bậc thoát trần ngày xưa. Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài đến thăm ba người đệ tử đang an trú tu tập trong rừng bàn Nam Mạng xà tự. Đó là tôn giả Anna Lục Đà, tôn giả Nang Đề, tôn giả Kim Tỳ La khi hai tin Phật đến, bà tôn giả vô cùng hoan hỷ, đồng ra tiếp đón, thỉnh Đức Phật vào, trải tòa cụ lên giường, mời Phật an tọa rồi đồng nhau đảnh lễ và dấn an sức khỏe. Đức Phật hỏi, Này các con, sống ở đây có được an ổn, hòa hợp không? Bà tôn giả thưa, Bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống rất là hòa hợp, an ổn. Phật hỏi, cách sống của các con như thế nào mà được hòa hợp an lạc. Bà Tông Giả nghe Phật hỏi như vậy, liền đánh lễ thưa rằng Bạch Đức Thế Tôn, chúng còn sống hòa hợp là nhờ nghe lời Phật dạy. Giữ gìn giới cấm, tu hạnh từ bi hỷ xã, khiêm hạ lễ phép ôn hòa nhã nhặn, thông cảm khoan dung độ lượng, nhẫn nại, nhịn nhường tùy thuận, tận tình giúp đỡ lẫn nhau, chúng con không bao giờ sống với cái tâm riêng tư của mình, mà lúc nào cũng quan tâm tìm hiểu người bạn bên cạnh cần gì, để cố gắng làm vui lòng nhau, đồng tiến bước trên con đường giải thoát. nhờ vậy mà cuộc sống của chúng con được hòa hợp từ thân khẩu ý đều được trọn lành trước sau như một. Sau khi nghe ba tôn giả trình bày xong, Đức Phật vô cùng hoan hỷ tán thán: Lành thay, lành thay. Các con sống hòa hợp không tranh cãi Cùng hiệp nhất trong một tâm Chung một thầy Như nước hòa với sữa Thật là tấm gương lành Đáng để cho trời người kính trọng noi theo Còn chúng ta bất bình chống đối nhau Là do đâu? Có phải chăng là do lòng cố chấp Bảo thủ hẹp hòi Bắt người ta phải giống mình Nếu như ai không nghe lời làm theo Thì mình tìm đủ mọi cách Thẳng tay triệt hạ cho hả dạ Thật là độc ác, bất công và vô lý. Tại sao mình không giống người ta mà lại bắt người ta phải giống mình? Trong Kinh Thập Thiện, Phật dạy Nếu ai xa lìa trộm cướp mà làm việc bố thí, thời hưởng được mười pháp lành như sau. Một, giàu có của cải. Vua, giặc, nước, lửa, và con hư không thể phá diệt. 2. Nhiều người thương mến. 3. Người không phụ gạt. 4. Không lo tổn hại. 5. Mười phương khen ngợi. 6. Tiếng tốt đồn khắp. 7. Ở trước đại chúng không hề khiếp sợ. 8. Của cải tính mạng, hình sắc, sức lực an vui biện tài đầy đủ. 9. Thường sẵn lòng bố thí. 10. Mạng chung sanh lên cõi trời. Nếu đem công đức lành ấy hồi hướng về đạo vô thượng chánh đặng chánh giác, sau khi thành Phật được chứng trí thanh tịnh đại bồ đề, nên có câu Giới thứ nhì cấm trừ trộm cướp, vật của người chẳng đặng gian tham người tu của cải chớ ham chẳng nên khởi ý lấy làm của ta ai không trộm cướp của ai tự nhiên vàng bạc của tiền đầy kho cung điện thất bảo thật to thân tâm vui thú không lo chi mà ngược lại trong kinh a hàm phật nói nếu ai tham lam trộm cướp hiện tại người khinh kẻ oán tâm trí bất an thường dướng ách nạn bị chủ bắt giao cho quan giam vào lao ngục cực hình tra tấn hành phạt đủ cách sau khi mạng chung đọa vào địa ngục lửa dữ thiêu đốt bị ngục tốt bắt trụng vào chảo nước sôi gươm đào đâm chặt bỏ chỗ dơ bẩn cối xây nghiền nát chua chát đau nhức đủ cách hình phạt không sao kể xiết trải qua trăm ngàn năm như thế tội địa ngục vừa mãn xanh làm ngạ quỷ đói khát khổ ngặt không thể nói hết những nỗi khổ đó kéo dài đến trăm ngàn năm hết kiếp ngạ quỷ kế xanh làm voi ngựa trâu bò lạc đà chê lừa chó ra sức đền bù nở người tội xúc xanh hết xanh lên làm người hạ tiện nghèo cùng đói rách lại thường bị cảnh nước trôi lửa cháy vua bắt quan đói giặc dữ cướp đoạt con hư phá quỷ làm tiêu tan hết tài sản và mong cầu diệt chi đều không thành tựu những ai hay trộm cướp hãy mau nghe lời phật dạy ăn năn cải sửa nếu không đến khi bị tội mới hối hận thì quá muộn màng cổ đức kệ rằng, ác thứ nhì ấy là đạo tặc Lấy của người sắm ăn sắm mặc Chẳng kể công nước mắt mồ hôi Phá lương dân giả luống bồi hồi Ngày làm lụng đêm lo gìn giữ Trốn pháp luật tập tành đủ thứ Nào đào tường khoét vách khuân đồ Tội chập chồng đâu biết ở mô Trốn người khỏi trốn trời sao khỏi Nay đuốc quệ từ bi đã rọi chào thân tâm những kẻ gian phi hãy tu thân chừa thói vô nghị của phi nghĩa làm chi nên chuyện luật nhân quả thật là cao viễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai vậy ta nên làm việc thẳng ngay cứ bền chí có ngày thông thả vào thời Đức Phật có một anh đồ tể tên Chuân Đá làm nghề mổ heo. Một hôm anh ta mang một chứng bệnh kỳ quái. Miệng mũi lúc nào cũng tuôn ra máu mũ, đầu đớn tột cùng, sớm chiều cứ nằm trên giường trên la bi thảm như tiếng heo bị thọc huyết. Một hôm, Phật cùng A Nan đi khất thực ngang qua, bỗng nghe từ trong nhà anh ta vang lên tiếng kêu kinh hãi Tôn giả A Nan hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tiếng kêu đó của người hay giật mà nghe ghê gớm quá vậy? Này A Nan, đó là tiếng kêu của người đồ tể chuân đá, chuyên thọc huyết heo, làm cho chúng sanh đau đớn thấu trời thấu đất không chịu nổi. Do nhân duyên ác nghiệp ấy nên mắc tội khổ như vậy. Nhân đó Phật dạy sát nghiệp rất nặng khi chết bị đọa vào địa ngục thọ ngàn dạng khổ hình mãn hạn chuyển làm súc sanh nợ máu phải hoàn đền trăm kiếp ngàn đời khó có ngày dứt lâm đạo trưởng nói người đời tàn nhẫn đã thành thói quen sát sanh ăn thịt tích lũy lâu ngày đã quá sâu dày tổn giảm phước đức tiếng kêu bi ai đầy oán hờn của con vật khiến cho họ gặp nhiều cảnh thiên tai địa ách, bệnh hoạn, đói khát, giặc giả đau binh, cướp đi mạng sống của họ. Đó là báo ứng tự nhiên của trời đất. Nên biết rằng, nghiệp sát càng nặng thì quả báo càng thê thảm. Vì thế, những người làm nghề sát sanh hại vật hãy mau thức tỉnh, nhanh chóng rửa tay đổi nghề sang nghề lương thiện. Hãy ăn năn sám hối ăn chay niệm phật bố thí phóng sanh dung trồng cội phúc để đền bù lại những tội lỗi đã qua mới mong tránh khỏi những tai họa cho con cháu sau này. Trong Thế Kinh Phật nói tất cả các pháp đều từ nhân duyên sanh và những gì mà con người gặp phải trên cõi đời đều do nghiệp lực chi phối. Chúng sanh tự gieo nhân rồi gặt lấy quả, chẳng phải trời trong quỷ thần gây ra. Thiện ác kết quả riêng, nhân quả lý đương nhiên, làm thiện sẽ được thiện, gieo giống ngọt vui yên. Kinh Pháp Cú Qua lời Phật dạy, chúng ta thấy đối với chúng sanh, Ngài không bao giờ thưởng hay phạt một ai. Chỉ đưa ra giáo lý nhân quả tốt xấu, khổ vui, tự mình tạo ra không ai có quyền ban phước hay giáng họa nên người theo đạo phật tự tin nơi mình không bị lệ thuộc bất cứ ai như lời phật dạy ta là phật đã thành các ông là phật sẽ thành đó là